có thể không bị lôi giới chi lực ảnh hưởng, hơn nữa chống lại một quyền của hắn, tuyệt không phải huyền khí cửu giai bình thường. Đáng tiếc mới vừa rồi bị Trần Phong Viễn áp chế quá lợi hại, căn bản không rảnh phân tâm chụp lấy, nếu không tuyệt sẽ không trơ mắt ra nhìn chí bảo bay đi như vậy. Ánh mắt lôi hổ hỏa báo rừng ở Lý Vân Tiêu càng ngày càng lạnh, sát ý càng ngày càng đậm. Mấy lần tiếp xúc, phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu tiểu tử này, hôm nay nếu không thể đánh chết hắn, ngày khác tất thành đại họa. Hơn nữa chỉ cần giết những người đó, vậy kiện huyền khí thần bí kia cũng sẽ là vật trong tay mình rồi. Nghĩ đến đây, lôi hổ hỏa báo liếm lấy bờ môi khô khốc, trên đó còn có tí ti vết máu, mang theo vị mặn nhàn nhạt. Tự thành thế giới, vậy mà tu luyện nguyên tố chi lực đến tự thành thế giới. Trần Phong Viễn thì thào lẩm bẩm, trong mắt ảm đạm không ánh sáng, vẻ mặt chán nản. Vừa rồi sau khi bị thương, lập tức lôi giới hoàn toàn mở ra, tựa hồ tự tin cực độ đã bị nhục, thoáng cái liền uể oải. Trong mắt Lý Vân Tiêu cũng không ngừng chớp động hàn quang. Ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này nhưng hai mắt hắn vẫn như nước, cũng không có bất kỳ bối rối nào cả. Trần Phong ngưng giọng nói. Tam thúc tổ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trần Phong Viễn chán nản nói. Lôi giới mở ra, chúng ta không thể áp chế hắn được nữa rồi. Sớm biết như thế, nên bỏ qua tuyệt thế ất mộc, đưa tin hồi lại tông môn cầu cứu binh cho rồi. Trần Phong nhíu mày. Tam thúc tổ vậy mà nói ra lời ủ rũ như thế, hiển nhiên đã mất đi chiến ý rồi, hắn đành phải nhìn qua Lý Vân Tiêu nói. Vân Tiêu huynh, người có cách nào không? Lý Vân Tiêu chậm rãi nói ra. Tuy rằng lôi hệ nguyên tố tự thành thế giới, nhưng chẳng qua chỉ là hình thức ban đầu của thế giới mà thôi, cũng không có gì phải sợ cả. Lôi hổ tử này khẳng định còn có chuẩn bị cực kỳ lợi hại ở sau giấu phía dưới thế giới này, nếu không cũng không cần phải tốn công tốn sức. Liều mạng chính mình bị thương cũng muốn căng ra giới lực. Trong mắt lôi hổ hỏa báo hiện lên một tia chấn kinh, cười to nói. Ha ha, tiểu tử quả nhiên bất phàm, người càng biểu hiện xuất sắc, lòng giết ngươi của ta lại càng nặng a. Tay trái hắn bấm niệm pháp quyết, không ngừng đánh lên kim cương sử trước người, phát ra thanh âm không không. Một đạo lôi quang từ trên kim cương sử truyền ra, đầu thú màu vàng khắc trên đó nguyên một đám dương đôi mắt, diện mục dữ tợn. Hơn nữa nhìn qua rất sống động, thật giống như sống lại vậy. Sau đó một đạo điện quang bay vụt ra, phanh một tiếng nổ bung, ở trước người hóa ra một đầu lôi thú màu xanh, đầu sinh tam giác, trên lưng mọc ra hai cánh. Phanh! Lại một đạo lôi quang lòe ra, hóa thành một đầu lôi thú, trong mắt tuôn ra hung quang. Rầm rầm rầm! Trên kim cương sử liên tiếp chớp động lôi quang, không ngừng có hồ quang điện nhảy bắn ra, từng cái biến hóa. Bốn người thấy mà khiếp sợ không thôi, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Những lôi thú kia tổng cộng hóa ra 16 đầu, hoặc dương nanh múa vuốt, hoặc diện mục dữ tợn, hoặc ngẩng đầu dương cánh, hình thái không đồng nhất, đặt song song xếp hàng trước người lôi hổ hỏa báo. Nhưng trên người mỗi đầu lôi thú đều lộ ra khí tức thô bạo hung tàn, hơn nữa khí tức rất mạnh, yếu nhất cũng có tu vị võ đế bát tinh, có mấy đầu càng là tồn tại cửu tinh hàng thật giá thật. Ha ha ha! Lôi hổ hỏa báo nhìn 16 đầu thú ảnh do lôi quang biến thành trước người, nhịn không được tùy ý cười như điên. Đây là lần đầu tiên lôi giới ở trạng thái hoàn toàn mở ra từ sau khi luyện thành đến nay, càng là lần đầu tiên thể hiện ra 16 không thú, các người may mắn nếm thử, cũng không uổng công cuộc đời này rồi. Giống giống, những không thú kia tuy là lôi quang biến thành, lại tận thái cực nghiên, giống như đúc, mỗi một đầu đều có linh tính riêng. Trên mặt Trần Phong Viễn lộ ra vẻ thống khổ, nói. Đều tại ta quá mức xúc động, liên lụy Phong Nhi và Ngọc Y cũng bị hãm vào, nếu hai người các ngươi có việc, ta mặc dù có chết, cũng không có mặt mũi đi gặp tiền bối Đao Kiếm Tông nữa. Trần Phong nhướng mày, phát giác được ý chí Trần Phong Viễn càng lúc càng mờ nhạt, không khỏi nói. Tam thúc tổ đừng nói lời ủ rũ, ngươi là hạch tâm của mấy người chúng ta, nếu ngay cả tam thúc tổ cũng chán nản vậy thì chúng ta còn đánh thế nào được nữa. Trần Phong Viễn gật đầu nói. Ngươi có thể có ý chí chiến đấu như thế, ta rất vui mừng. Ha ha, cái gọi là ý chí chiến đấu chỉ là một loại người không biết không sợ mà thôi. Lôi hổ hỏa báo xoay chuyển kim cương sử trong tay, lập tức toàn bộ lôi giới bắt đầu cuồng bạo, dâng lên vô số lôi vân, khiến cho người hoa mắt. Trong 16 đầu không thú, một đầu tròn như thùng nước, giống như trứng gà là một đầu duy nhất có khí tức bình thường, bộ dáng đáng yêu trong đó.
nhưng bỗng nhiên nó chợt phân giải ra. Thân thể của nó như là một cây băng gấm không ngừng cởi bỏ, cuối cùng nhất hóa thành dài mảnh, trực tiếp vòng quanh Lôi Hổ Hỏa Báo, ngưng tụ thành vô số trận vân phức tạp, bảo hộ hắn vào trong. Trong trận từng đạo hồ quang điện chớp động, khí tức cường đại dị thường. Phi Nghê trầm giọng nói. Vân Tiêu công tử, đây là có chuyện gì? Tình cảnh hiện giờ, Trần Phong Viễn tựa hồ không thể trông cậy rồi, Lý Vân Tiêu mờ mờ ảo ảo chính là nhân vật lãnh tụ của mọi người, hơn nữa vợ chồng Trần Phong đối với hắn cũng tâm phục khẩu phục, đều nhìn sang. Lý Vân Tiêu nói, 16 đầu không thú này tất nhiên chính là sát chiêu lớn nhất trong lôi giới rồi, Lôi Hổ Hỏa Báo muốn duy trì lôi giới không ngã, tất nhiên không cách nào ra tay với chúng ta được, chỉ có thể dựa vào những không thú này công kích. Mà đầu không thú giống như trận thú vừa rồi, hẳn là đầu duy nhất trong 16 đầu lấy phòng ngự làm chủ, nhiệm vụ chính là để bảo vệ lôi giới chi nhãn là hắn. Trong mắt Lôi Hổ Hỏa Báo chớp động lên hung mang, lạnh lùng nói. Không thể tưởng được trung chiêu mạnh nhất của bổn tọa lại bị một tiểu tử nhân tộc khám phá, mặc dù biết rõ những điều này thì đã sao. Hảo hảo hưởng thụ thịnh yến cuối cùng này đi a. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng trong trận, phóng kim cương xử tới trước người, vỗ tới một đạo ấn quyết. Giống giống. 15 đầu không thú còn lại giống to lên, các loại khí tức tuyệt cường đột nhiên thoáng cái bộc phát ra, oanh một tiếng liền mãnh liệt xông lên phía trước. Mỗi đầu không thú đều có tốc độ cực nhanh. Như một hồi gió lốc, chung quanh lộ ra lôi quang chớp động, như một đợt lôi đình phong bạo, phảng phất như diệt thế gào thét lao đến. Sắc mặt bốn người đều đại biến, chỉ cảm thấy thiên uy cuồn cuộn mà đến, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Lý Vân Tiêu trấn định nhất cũng lộ ra không thể bình tĩnh được nữa, nhưng vẫn cười nói. Ha ha, săn thú, tranh thủ thời gian phân phối hạ nhiệm vụ a. Ánh mắt Trần Phong Viễn quét qua, ngưng giọng nói. 10 đầu tu vị võ đế cửu tinh cứ giao cho ta đi. Trần Phong cả kinh, nói. Tam thúc tổ, tình huống của ngươi bây giờ. Trần Phong Viễn ngắt lời nói. Không cần nhiều lời nữa, các ngươi đều quá yếu, chống lại võ đế cửu tinh chỉ có một con đường chết. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết. Trần Phong trong nội tâm lột bột thoáng một phát, trầm giọng nói. Những lôi thú này tuy rằng thực lực cường hoành, nhưng dù sao cũng là loại thú. Trí tuệ chắc sẽ không cao bao nhiêu. Tam thúc tổ ngươi cứ đối phó 5 đầu mạnh nhất a, 10 đầu còn lại giao cho chúng ta. Phi Nghê hơi đổi sắc, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Lý Vân Tiêu lắc đầu, hiển nhiên đối với cách phân phối kia cảm thấy cực kỳ không ổn, nói. Phi Nghê thiếu chủ có thể ứng phó mấy đầu. Phi Nghê khẽ giật mình, trên mặt hơi đỏ lên, nói. Một đầu. Nàng hơi ngừng lại, đỏ bừng cả khuôn mặt. Âm thanh như mũi nói. Nếu như là hai đầu yếu nhất kia thì, có lẽ có thể ứng phó hai đầu. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Như vậy hai đầu yếu nhất liền giao cho ngươi, Trần Phong huynh và Ngọc Y cô nương thì sao? Trần Phong trầm giọng nói. Hai người ta một mình tác chiến thì thực lực không bằng Phi Nghê thiếu chủ, nhưng liên thủ thì còn lẽ còn trên Phi Nghê thiếu chủ. Lý Vân Tiêu cười nói. Vậy thì thật là tốt. Ba đầu võ đế bát tinh còn lại liền giao cho hai người các ngươi rồi, có khó khăn gì không? Trần Phong nói. Tự nhiên không có vấn đề, nhưng nếu phân thế này thì... Lý Vân Tiêu cắt đứt lời hắn, hướng Trần Phong Viễn nói. Phong Viễn tiên sinh thì sao? Trần Phong Viễn nói. 9 đầu giao cho ta đi, Vân Tiêu công tử đối phó một đầu là được. Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu, biết rõ hắn là mạnh miệng, nhân tiện nói. Trong 10 đầu không thú cửu tinh này có 4 đầu là thực lực chừng cửu tinh trung giai, dùng năng lực tiên sinh muốn vây khốn 4 đầu này có lẽ có thể miễn cường làm được. Trần Phong Viễn nhướng mày, nói. Chẳng lẽ ngươi muốn một người đối kháng 6 đầu khác? Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ta thử xem ta, trong 4 tổ người chúng ta chỉ cần có một tổ có thể chiến thắng đi ra, liền có thể đánh vỡ cục diện bế tắc. Sắc mặt 4 người Trần Phong hoảng hốt, hoàn toàn không thể tin được. Tuy rằng bọn hắn đã rất xem trọng Lý Vân Tiêu rồi, nhưng nếu nói hắn một người có thể đối phó 6 gã võ đế cửu tinh, vậy thì thật sự khó mà tưởng nổi. Trần Phong Viễn trầm giọng quát. Lý Vân Tiêu, đây cũng không phải là lúc thể hiện. Lý Vân Tiêu nói. Ta không có thể hiện, đây đã là phương án phân phối tốt nhất rồi. 6 gã võ đế cửu tinh sơ giai, ta tự nghĩ có thể kéo một hồi, chờ đợi chư vị đánh vỡ cục diện bế tắc đến giúp vậy.
Toàn thân bốn người đều đại chấn, lúc này Lý Vân Tiêu tuyệt đối không thể nói gạt bọn hắn được, như vậy thực lực của hắn. Trong hai mắt Trần Phong Viễn chớp động lên tinh quang, cắn răng nói. Tốt, chỉ cần ngươi có thể kiềm chế sáu võ đế cửu tinh thời gian uống cạn chung trà, ta tất nhiên đánh chết bốn đầu không thú khác tới cứu ngươi. Lý Vân Tiêu gật đầu cười nói. Vậy làm phiền Phong Viễn tiên sinh, những không thú này mặc dù không có thật thể, nhưng ở trong lôi giới này lại có lực lượng vô cùng vô tận, cơ hồ là bất tử chi thân, muốn diệt sát thật sự rất khó khăn. Cơ hồ bất tử chi thân. Sắc mặt mấy người đại biến, một tia hy vọng vừa mới nổi lên đã chợt mờ đi. Lý Vân Tiêu cười nói. Cũng không cần quá lo lắng. Đừng quên lôi hổ hỏa báo vừa rồi đã bị Phong Viễn tiên sinh kích thương, thời gian có thể duy trì phiến kết giới này rất có hạn, chỉ cần kéo dài tới khi lôi hổ hỏa báo chịu không được nữa thì có thể thắng rồi. Trần Phong Viễn nói. Lý Vân Tiêu nói có lý, cứ theo phương án này hành động đi. Ý chí chiến đấu của hắn tựa hồ thoáng cái lại trở về, sau khi nuốt vào mấy khỏa đan dược sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, nhìn về phía Lý Vân Tiêu nói. Nếu hôm nay có thể còn sống rời đi, hoan nghênh người tới Đao Kiếm Tông làm khách. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Về sau lại nói. Mấy người trao đổi trong thời gian rất ngắn đã xong, đều cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm vào lôi thú mục tiêu của mình, tùy thời chuẩn bị ra tay. Toàn bộ lôi giới đều khống chế trong tay lôi hổ hỏa báo, bất luận biến hóa nào cũng không thoát khỏi cảm giác của hắn, kể cả mọi người nói chuyện với nhau. Hắn chậm rãi dương mắt lên, một giọng nói liền vang lên trên trời cao, hừ lạnh nói. Lý Vân Tiêu, người quả nhiên là yêu nghiệt trời sinh, phân tích không sai chút nào, nhưng lấy năng lực của ngươi có thể ngăn chặn sáu không thú võ đế cửu tinh có bất tử chi thân sao? Quả thực là nói đùa. Được hay không phải đánh qua mới biết. Lý Vân Tiêu nở nụ cười, cả người thoáng cái bay lên trời, hai tay giao trước ngươi, mười ngón bắn ra, lập tức sáu đạo quang mang bắn xuống, cực kỳ tinh chuẩn bắn về phía sáu đầu không thú võ đế cửu tinh mà hắn tập trung. Giống giống. Sáu đầu không thú liên giận dữ, trong đó hai đầu xoay quanh bay múa trực tiếp hơi nghiêng thân hình, liền đuổi tới. Bốn đầu còn lại chạy trốn trên trời cao lại giống giận giơ tay lên, trực tiếp đánh tới Lý Vân Tiêu. Sau đó Lý Vân Tiêu chớp động vài cái trên không trung, liền ra mấy ngàn thước, đồng thời cảm nhận được ánh mắt sáu đầu không thú kia đã tập trung vào mình. Lôi hổ hỏa báo lạnh lùng nói. Ý niệm tất cả không thú ta đều có thể khống chế tùy tâm sở dục, các ngươi nói không có trí tuệ cho nên dễ dàng đối phó, hoàn toàn là sai lầm. Bất quá ta rất ngạc nhiên, Lý Vân Tiêu ngươi thực tự tin vậy sao? Vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Tâm niệm hắn hơi động một chút. Sáu đầu không thú đã tập trung vào Lý Vân Tiêu lập tức bay lên trời, thoáng cái ly khai quần thể, phóng về phía Lý Vân Tiêu. Năm người nghe hắn nói vậy, trong lòng đều trầm xuống. Nếu toàn bộ do lôi hổ hỏa báo điều khiển, hơn nữa còn là bất tử chi thân vậy thì chiến lực không thú tính toán lúc trước cơ hồ muốn tăng lên gấp đôi rồi. Sắc mặt Phi Nghê thay đổi, nhưng vừa nhìn thấy Lý Vân Tiêu một người dẫn dắt sáu đầu không thú võ đế cửu tinh, cũng không nói gì, kiên trì lấy ra quạt lông. Lăng không khẽ múa xuống, hóa thành một đạo hỏa phượng bay ra ngoài. Sắc mặt vợ chồng Trần Phong cũng ngưng trọng, hai người một trước một sau, trường kiếm trong tay dẫn dắt lẫn nhau, tựa hồ kết thành cơ giác trận thế. Một vòng hào quang màu tím và màu xanh vờn quanh bốn phía, hai người công thủ tương vọng, giữ vững ba đầu không thú võ đế bát tinh. Trần Phong Viễn thì trong mắt lóe ra lửa giận vô biên và kiên quyết, trực tiếp nhấc trường kiếm chủ động đón đánh lấy. Bởi vì hắn biết rõ mấu chốt chính thức của trận chiến này chính là mình, chỉ cần mình đột phá lỗ hổng, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng thật lớn đối với lôi hổ hỏa báo. Lôi hổ hỏa báo cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, bốn đầu không thú vốn đang chạy vội thoáng cái đã mất đi bóng dáng, sau một khắc đã thuấn di đến bốn phía Trần Phong Viễn, lập tức hình thành xu thế vây công tứ phía. Cái gì? Trần Phong Viễn cả kinh, bốn phía lập tức dâng lên công kích phô thiên cái địa, đại lượng lôi phủ bắn ra. Thoáng cái càn khôn biến sắc, hoàn vũ điên đảo. Rầm 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 phanh. Các loại lôi nguyên điên cuồng nổ bung, tạc ra uy năng kinh thiên động địa, lôi năng sóng lớn thoáng cái triệt để nuốt lấy Trần Phong Viễn vào trong. Bốn đầu không thú đều nổi giận vận chuyển lên thần thông rất mạnh, một tia ý thức đánh xuống dưới, trong đó hai đầu không ngừng nhổ ra lôi cầu khủng bố, còn có hai đầu thì xoay quanh ở trên không, đánh rơi xuống đại lượng lôi chi lông vũ, trên không trung hóa phủ mà rơi. Đều nổ bung ra.
chính giữa bốn thú thoáng một phát liền lâm vào lôi đình phong bạo mãnh liệt, Trần Phong Viễn bị triệt để bao phủ ở trong đó, hoàn toàn không thấy rõ thân ảnh đâu cả. Tam thúc tổ, Trần Phong cách đó không xa hoảng sợ quát to một tiếng, hai vợ chồng bọn hắn chống lại ba con không thú, qua mấy hiệp mới phát hiện khó khăn hơn dự đoán quá nhiều, cơ hồ muốn sụp đổ rồi. Kết quả thoáng cái đã thấy Trần Phong Viễn còn chưa ra tay đã bị giày vò, trực tiếp cuốn vào lôi đình phong bạo, càng thiếu chút nữa tâm thần thất thủ, cực kỳ nguy hiểm. Tập trung tinh thần, không cần lo cho ta. Trong lôi đình phong bạo truyền đến tiếng quát chói tai của Trần Phong Viễn, sau đó liền trông thấy mấy đạo kiếm quang xuyên thấu phong áp bắn ra, đánh về phía bốn đầu lôi thú. Trần Phong lúc này mới thu liễm tâm thần, cẩn thận ứng đối lấy. Xa xa mấy ngàn thước, Lý Vân Tiêu thuấn di chấp động mấy cái, muốn chơi đùa trốn tìm cùng những không thú này, kết quả đột nhiên phát hiện một cổ giới lực đè xuống, trực tiếp khóa thuấn di của hắn, chỉ có thể dựa vào lôi điện độn quang. Mà sáu đầu không thú này cùng lôi hổ hỏa báo tâm ý tương thông, tùy thời có thể bị thuấn di, lần này ngược lại tốc độ rơi xuống hạ phong. Hừ hừ, ta xem ngươi chơi với sáu đầu không thú của ta thế nào. Ánh mắt lôi hổ hỏa báo lộ ra vẻ trêu tức, không ngừng thuấn di không thú đến bên người Lý Vân Tiêu, khiến hắn tránh cũng không thể tránh. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ta không tin ngươi có thể đồng thời điều khiển tốt 15 đầu không thú. Ha ha, buồn cười. Lôi hổ hỏa báo mỉa mai nói. Mặc dù ta không điều khiển, ngươi cũng chỉ còn đường chết, chỉ có điều thêm ta khống chế, càng thêm như hổ thêm cánh mà thôi. Vậy sao, nếu ngươi đã có thể phân tâm đa dụng, vậy thì lại phân ra mấy trái tim đi. Lý Vân Tiêu bị sáu đầu không thú bức lui không thể lui, rốt cục nơi mi tâm mở ra thái cổ thiên mục, trực tiếp mở ra không gian giới thần bi, triệu ra hai gã võ đế cửu tinh là Ác Linh và Tân Thần. Hai đạo quang mang bắn ra, hai người vừa hiện thân, khí tức võ đế liền bộc phát tới cực điểm, đồng thời đánh một chiếu tới đám không thú kia. Cái gì? Lôi hổ hỏa báo trong nội tâm mãnh liệt trầm xuống, cả người thiếu chút nữa đã nhảy ra khỏi trận phép, hai mắt hổ trừng lớn, miệng há ra thật to. Ầm ầm, Tân Thần một quyền, Ác Linh một búa, hai cổ công kích tuyệt cường thoáng cái đánh lên người hai đầu không thú gần nhất, thú hình trực tiếp bị đánh nhảo nhoẹt, hóa thành lôi quang biến mất trên không trung. Bốn đầu không thú khác cũng sững sờ tại chỗ, không khỏi dừng lại công kích. Sao lại như vậy, làm sao có thể, sao lại thoáng cái nhiều ra hai gã võ đế cửu tinh chứ? Lôi hổ hỏa báo trong lòng dâng lên một cổ lửa giận và hàn ý, tuy rằng hai người xuất hiện khí tức không được, chỉ là võ đế cửu tinh sơ giai mà thôi, nhưng biến số ngoài ý muốn này cũng khiến hắn phát điên. Vấn đề mấu chốt nhất là, chiến trường vốn tính toán không lộ chút sơ hở thoáng cái lại có biến số. Lý Vân Tiêu gật đầu khen. Đúng vậy, xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, quả nhiên có hiệu quả. Sáu đầu không thú này liền giao cho hai người các ngươi đấy. Cái gì, toàn bộ giao cho chúng ta, ngươi cũng quá để mắt chúng ta rồi. Ác Linh trừng mắt, thì thầm lấy không chịu. Tân Thần trầm giọng nói. Sáu đầu, không phải chỉ còn bốn đầu sao? Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Trong lôi giới này, tất cả năng lượng biến hóa đều theo tâm hắn mà động. Nếu ta không đoán sai thì người khống chế 16 không thú không chết, như vậy 16 không thú này sẽ không chết được. Hừ, lôi hổ hỏa báo ở xa xa gương mặt âm trầm chảy ra nước, lạnh giọng nói. Ta nguyên vốn định trước tiên tập trung lực lượng đánh chết Trần Phong Viễn, hiện giờ xem ra đã sai rồi, người mới là người ta nên giết trước tiên. Hai tay của hắn khắp ra vài đạo quyết ấn, liên tiếp đánh lên kim cương sử trước người, trên đó lôi quang lưu động. Bang bang! Hai đạo hồ quang điện bắn ra, trực tiếp ở tầm hơn 10 trượng N hóa ra hai đầu không thú, chính là hai đầu bị diệt lúc trước. Ác Linh ngay từ đầu còn không tin lời Lý Vân Tiêu nói lắm, hiện giờ lại trực tiếp trợn mắt, cả kinh nói. Cái này còn đánh thế nào đây? Tuy rằng khắp trời đều là thanh sắc. Lôi điện khiến thần thức người nhiễu loạn khó có thể chuẩn xác bắt được sự vật chung quanh, nhưng hai đầu không thú vừa sinh ra kia vẫn bị Lý Vân Tiêu nhìn ra mánh khóe, thực lực so với trước yếu hơn một bậc, tuy rằng vẫn là trình độ võ đế cửu tinh, nhưng đích thật đã yếu đi. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, nói. Không đối phó được sáu đầu, như vậy bốn đầu trước mắt này cho các ngươi, hai đầu kia để ta. Hắn nói xong, không đợi hai người phản đối. Liền hóa thành một đạo điện quang bắn tới lôi hổ hỏa báo.
Muốn phá toàn bộ lôi giới, còn phải đánh bại lôi hổ hỏa báo thân là lôi giới chi nhãn, đây mới là cách chính xác nhất. Tân thần và ác linh tuy rằng vừa mới bước vào võ đế cửu tinh không bao lâu, nhưng bằng vào ưu thế tiên thiên, không phải võ đế cửu tinh sơ giai có thể địch, chiến hai không thú đồng cấp mặc dù không thể thắng, cũng sẽ không dễ dàng bại trận. Lôi hổ hỏa báo sắc mặt phát lạnh, cả giận nói. Hai đầu để ngươi, ta xem ngươi làm sao chiến thắng chúng. Tâm niệm hắn tâm vừa động, hai đầu lôi thú kia đã lập tức thuấn di, liền xuất hiện ở bên cạnh Lý Vân Tiêu công kích tới. Trong đó một đầu không thú hai chân hành tẩu như vượt, hai cánh tay cực lớn vung vẩy trên không trung, giơ lên cao cao khỏi đỉnh đầu. Ầm ầm, bầu trời thoáng cái chấn động, đột nhiên một phương cự thạch tựa như núi nhỏ không biết từ chỗ nào đến, trực tiếp rơi vào trong hai tay đầu không thú kia. Cái này, Lý Vân Tiêu thoáng cái choáng váng, bên trong lôi giới, sao có thể đủ ngưng tụ ra thổ hệ nguyên tố, hóa thành núi đá được. Bất quá toàn bộ lôi giới đều đã bị lôi hổ hỏa báo khống chế, cũng chẳng có gì lạ cả. Hắn thầm nghĩ một tiếng. Không tốt. Ngay khi núi đá xuất hiện trên hai tay không thú, trong mắt lôi hổ hỏa báo hiện lên một tia lãnh sắc, tâm niệm vừa động. Lập tức một cổ lôi giới giới lực đè xuống, thân thể Lý Vân Tiêu đột nhiên cứng đờ, thật giống lưng đeo một cái bao phục cực lớn vậy, không chỉ triệt để mất đi thuấn di chi lực, mà ngay cả hành động cũng bị trở ngại cực lớn. Giống. Lôi thú kia hét lớn một tiếng, nện mạnh cự thạch qua. Còn em ngươi. Lý Vân Tiêu tức giận mắng một tiếng, lập tức xê cự thạch kia đã rơi xuống, đã không trốn tránh kịp nữa rồi. Trên người nổ lên một chùm kim mang, năm ngón tay nắm chặt, một đạo vòng xoáy kim sắc ngưng tụ thành ở bốn phía nắm đấm, một chiêu kim cương quyền đánh tới. Hừ, muốn chết. Trong mắt lôi hổ hỏa báo hiện lên một tia lãnh sắc. Ầm ầm. Nắm đấm màu vàng đánh lên cự thạch, Lý Vân Tiêu chợt cảm thấy cánh tay tê dần, một cổ rung mạnh đè xuống, cơ hồ muốn nghiền nát xương cốt toàn thân hắn. Bang bang! Núi đá đã dưới một quyền của hắn liền sụp đổ, vỡ thành vô số khối rơi vào trên người hắn, bị chấn bắn ra bốn phía. Cái gì? Lôi hổ hỏa báo thoáng cái há to miệng, dị thường giật mình, sắc mặt lần nữa chìm xuống, cắn răng nói. Lại còn tu luyện thể thuật. Đầu không thú kia thấy một chiêu không có hiệu quả, hét lớn một tiếng cong người lại, nhảy qua, vung hai nắm đấm đánh xuống dưới. Từng vòng lôi quang nhộn nhạo nơi hai đấm nó, giống như vô số hạt mưa rơi vào mặt hồ, đều là lôi quang bắn ra. Một con không thú khác cũng đã gia nhập chiến trường, đầu mọc một sừng, không ngừng dùng sừng húc về trước, mỗi một cái đều phun ra một đạo lôi quang, đẩy ra như gợn sóng, giống như vô số mặt kính hiện ra từng cái. Lý Vân Tiêu sau khi bị cự thạch nên tuy rằng bằng vào thân thể cường hãn chống lại được, nhưng trong cơ thể huyết khí quay cuồng, trong cổ họng không ngừng tuôn ra mùi màu mặn mặn. Giờ phút này hai đầu không thú giáp công, đồng tử hắn đột nhiên co lại, chộp hai tay ngưng tụ trước người, một đạo hỏa quang bắt đầu lượn vòng, hóa thành đại phong hỏa luân chém ra ngoài. Ầm ầm, phong hỏa chi lực xoáy ra, chém mạnh xuống vô số mặt kính kia, rầm 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 một hồi nghiền nát. Chính hắn lại hóa ra pháp tướng ba đầu sáu tay, sáu quyền đồng thời điên cuồng đánh ra, mỗi một cái đều đánh ra đạo đạo gợn sóng màu vàng, đối oanh một chỗ với đầu không thú kia. Rầm 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 oanh, đường vân hai loại nhan sắc nhộn nhạo ra, không gian đang không ngừng run rẩy, cũng trở nên một hồi mơ hồ. Quyền tốc của hai người cũng càng lúc càng nhanh, nhưng không thú kia dù sao hai đấm nan địch sáu tay, bị đánh khiến trên người đẩy ra từng đợt lôi quang, dần dần rơi vào hạ phong. Phong hỏa luân kia sau khi chém ra tầng tầng mặt kính chợt nhào tới lôi thú một sừng kia, hóa ra một đầu ngạc ngư cự đại, há miệng ra cắn tới. Cái gì? Lôi hổ hỏa báo đột nhiên cả kinh, phong hỏa chi lực kia mang đến cho hắn cảm giác rung động, đồng tử đột nhiên mở lớn. Thần hỏa phượng hoàng thần hỏa. Vẻ mặt hắn khó có thể tin, phượng hoàng thần hỏa này mang đến cho hắn cảm giác còn hơn xa phi nghê. Giống. Ngạc ngư quái một ngụm liền cắn vào đầu lôi thú một sừng, dốc sức liều mạng dùng sức không ngừng cắn lấy, không chịu buông ra, gắt gao cắn một chỗ. Đầu lôi thú kia không ngừng giãy giụa, ra sức húc tới trước, mảng lớn lôi quang tuôn ra từ trong miệng ngạc ngư quái, thậm chí có không ít tia chớp trực tiếp đục lỗ thân thể của nó, nhưng cũng chỉ tuôn ra một cái động nhỏ chừng chén cơm, còn ngạc ngư quái lạo cắn không nhả. Cả hai không ngừng quay cuồng trên không, phong, hỏa, lôi tam hệ nguyên tố bắn ra. Chấn khắp bốn phương tám hướng, dị thường cực kỳ tươi đẹp,
Lôi hổ hỏa báo triệt để thấy mà choáng váng, kinh ngạc nói. Cái này, ngạc ngư này đến cùng là vật gì? Rầm 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 oanh. Chấn vang liên tiếp khiến hắn phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Quanh thân Lý Vân Tiêu đã triệt để biến thành một mảnh thế giới kim quang, không chỉ có như thế, còn mơ hồ lộ ra bạch quang, như nước ánh trăng, bay ra tứ phương. Hắn đã triệt để chiếm cứ thượng phong, đánh cho không thú kia cơ hồ không còn hình dáng, nhưng cả người tựa hồ như nổi điên vậy, sáu cánh tay không ngừng đánh ra gợn sóng màu vàng, không gian cũng theo đó thất linh bát lạc. Đột nhiên một đạo bạch quang sáng lên, như trường hồng quán nhật, một đạo kiều chi hư ảnh từ từ buông xuống. Lôi hổ hỏa báo trong lòng lộp bộp thoáng một phát, đột nhiên hoảng sợ nói. Thần thể dị tượng. Nơi mi tâm Lý Vân Tiêu chấp động ra hai đạo hào quang màu sắc bất đồng, sau đó dưới giáp vai cũng hiện ra vòng xoáy quang đoàn, từng cái hóa thực lên. Ầm ầm. Cuối cùng trong nháy mắt, lại ra mấy trăm quyền, một cổ quyền uy phong bạo kinh khủng đẩy ra, rốt cục đánh vỡ đầu không thú kia, hóa thành một đoàn lôi vân, tiêu tán bên trong lôi giới. Tứ môn đều mở, hắn vậy mà mở ra tứ môn nhanh như vậy. Tân thần cách đó không xa cũng đã nhận ra tình huống bên này, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn đang du đấu với hai đầu không thú, cũng không liều mạng, tựa hồ tâm thần của lôi hổ hỏa báo đều đã đặt ở trên người Lý Vân Tiêu, cho nên chí lực không thú còn lại cũng không cao, chỉ cần không lên liều mạng trước, quần nhau vẫn cực kỳ dễ dàng. Phốc! Khí huyết trong cơ thể Lý Vân Tiêu rốt cục cũng không thể áp chế nổi nữa, một ngụm nhiệt huyết phun lên trời cao, trong huyết vậy mà ẩn ẩn mang theo màu vàng. Thần thể dị tượng nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ ở sau lưng lúc này mới dần dần biến mất không thấy gì nữa, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Hai người lôi hổ hỏa báo và tân thần đều như phát mộng, tựa hồ có chút khó có thể suy tư, vậy mà tay không nổ nát không thú võ đế cửu tinh. Mặc dù là tân thần mở ra tứ môn, có được trí cường thần thể nhiều nhất cũng chỉ đạt tới trình độ võ đế bát tinh đỉnh phong. Không thú kia mặc dù không có hình thể, nhưng ở trong lôi giới này, lực lượng có thể phát huy ra cũng không yếu hơn yêu thú cưu tinh sơ giai bình thường bao nhiêu, lại bị sinh sinh nổ nát mất. Lý Vân Tiêu lấy ra một đám thiên tài địa bảo nuốt vào trong bụng, sắc mặt tái nhợt mới thoáng khôi phục lại. Dưới đối oanh lúc trước, hắn cứ thế bị đối phương áp chế đến cực hạn thân thể, cuối cùng nhất phá rồi lại lập, một lần hành động đột phá đến môn thứ tư. Thân thể tứ môn, tăng thêm minh nguyệt thần thể, bất diệt kim thân, còn có pháp tướng sáu tay. Đơn giản liền vượt qua được công kích cực hạn của tứ môn chi lực, triệt để đánh nát đối phương. Yêu nghiệt yêu nghiệt. Lôi hổ hỏa báo trong lòng dâng lên một loại cảm giác bối rối không hiểu, nguyên bản mọi thứ vốn đều trong khống chế, nhưng bây giờ không ngừng xuất hiện biến số, tựa hồ quỹ tích vận mệnh nắm giữ đều đã bắt đầu rời khỏi phương hướng trước kia rồi. Ta xem ngươi làm sao lại giết thêm lần nữa. Hắn kinh sợ hét lớn một tiếng, lại vỗ kim cương sử, một đạo điện mang bắn ra. Hóa thành không thú cánh tay dài, lập tức bị truyền tống tới. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, tuy rằng trong cơ thể bị thương không nhẹ, nhưng giờ phút này tứ môn đều khai mở, ý chí chiến đấu lên cao, tăng thêm hắn còn có rất nhiều át chủ bài còn cưa động thủ, cho dù lại giết không thú thêm hai lần ba lượt nữa cũng không có vấn đề gì, nhưng cứ giết như thế, đến lúc nào mới xong. Xem ta! Hắn đột nhiên mở miệng nói. Đầu không thú kia vốn mặt mũi tràn đầy nổi giận. Tiếng hô liên tục, nghe vậy chợt ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thân thể cương thoáng một phát. Đồng thuật kính lưu. Lý Vân Tiêu khẽ ngâm một tiếng, mắt phải nhãn quang chớp động, tản mát ra dị lực, bốn phía con người xuất hiện ký hiệu cổ quái. Thân thể không thú kia chợt run lên, bỗng nhiên liền biến mất trong lôi giới. Cái gì? Lần này lôi hổ hỏa báo đã thật sự nhảy dựng lên, chộp mạnh tới kim cương sử trước người, trong hai mắt tràn đầy rung động cực lớn và không thể tin. Sắc mặt Lý Vân Tiêu thoáng cái tái nhợt, trực tiếp bụng lấy mắt phải, nhịn không được lần nữa phun ra một búng máu. Tinh thần cả người uể oải hơn rất nhiều, thật giống như một ánh mắt vừa rồi đã hao hết khí lực của hắn rồi vậy. Tại sao có thể như vậy? Lôi hổ hỏa báo đã triệt để nổi điên rồi, giận dữ hét lên. Ta không tin. Hắn lần nữa đánh ra một đạo quyết ấn, đánh vào trên kim cương sử kia. Một đạo lôi quang hiện lên, lập tức liền mở đi. Cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Cái gì? Lôi hổ hỏa báo cả kinh, nhìn lại kim cương sử, chỉ thấy hai mắt đầu không thú cánh tay dài kia mở ra, linh khí không ngừng chớp động. Ngươi giấu mất không thú của ta rồi.
Lôi hổ hỏa báo nghiêm nghị quát, mỗi một đầu không thú chỉ có sau khi tiêu vong mới có thể đản sinh ra đầu thứ hai, hơn nữa thực lực phải hạ thấp không ít. Quả nhiên là thế. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ vui mừng, hắn chỉ vây khốn con không thú kia trong đồng thuật không gian, cũng không hề diệt sách nó. Chỉ có thể có một loại không thú thuộc tính tồn tại a. Sắc mặt lôi hổ hỏa báo thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Cách đó không xa ngạc ngư và đầu không thú khác đang đấu đến hôn thiên ám địa, các loại vòng xoáy nguyên tố nổ bung, đánh đến túi bụi. Hắn chỉ cảm thấy biến số càng ngày càng nhiều, trong lòng một hồi bực bội. Xa xa mấy người Trần Phong Viễn tuy rằng bị không thú bước vào hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn muốn thủ thắng cũng khó, bây giờ lại không thể dùng lại được. Ác Linh đang bị hai đầu không thú bước cho chật vật không chịu nổi, thấy Lý Vân Tiêu nhàn rỗi, lập tức trốn qua bên này, trong miệng hét lên. Lý Vân Tiêu, ta không được, mau tới giúp ta. Ánh mắt lôi hổ hỏa báo ngưng tụ, lập tức tâm niệm vừa động, một cổ giới lực đột nhiên đè xuống, trực tiếp giam cầm Ác Linh lại. Không chỉ có như thế, trên bầu trời vẫn còn chậm rãi ngưng tụ lôi vân, một đạo tia chớp thanh sắc từ trời rơi xuống, như lôi kiếp đánh tới Ác Linh. Hiện giờ chỉ có thể mau chóng chấm dứt chiến đấu khơ cá, tăng phái thêm không thú để đối phó Lý Vân Tiêu thôi. Hắn cũng đã nhận ra tinh thần Lý Vân Tiêu thoáng cái đã suy yếu rất nhiều, tất nhiên thi triển thuật pháp đã tiêu hao thật lớn, tuyệt đối không thể nào thi triển nhiều lần nữa. Không thú vây khốn vợ chồng Trần Phong và Phi Nghê mặc dù chiếm thượng phong, nhưng chỉ có lực lượng võ đế bát tinh, cho dù điều khiển tới cũng vô dụng. Chỉ có thể nghĩ cách từ chỗ ba người Ác Linh, Tân Thần, Trần Phong Viễn. Mà Trần Phong Viễn thủy chung là đại địch số một, không thể có nửa điểm khinh thị, phải bảo đảm chu sát. Cho nên Ác Linh đang ồn ào cầu cứu thoáng cái liền trở thành mục tiêu đứng mũi chịu sào. A, Ác Linh đột nhiên hoảng hốt. Giơ búa lên ngăn lại lôi điện trên bầu trời, phanh một tiếng chấn cho lôi quang văng khắp nơi. Hai đầu không thú đuổi theo hắn cũng bỗng chốc bị truyền tống tới, nổi giận thi triển ra thần thông oanh kích, muốn mau chóng diệt sát hắn. Lý Vân Tiêu đối với cái này tựa hồ bất phi sở động, từng bước một đi đến chỗ lôi hổ hỏa báo, lạnh lùng nói. Lôi hỏa đại nhân đã bất chấp tất cả rồi sao? Ánh mắt của hắn lạnh như băng, nhưng trong mắt phải đã có lôi điện nhảy lên. Mơ hồ có thể thấy được một đầu không thú đang điên cuồng hét lên giãy giụa trong đó, lại thủy chung không thể phá khốn ra được. Sắc mặt lôi hổ hỏa báo âm trầm, tựa hồ hoàn toàn không để ý tới hắn nữa, mà là toàn bộ tâm thần đều đặt ở công kích Ác Linh. Đã như vậy, ta cũng không khách khí nữa. Thân ảnh Lý Vân Tiêu lóe lên, thoáng cái đã xuất hiện ở phía trên lôi hổ hỏa báo, hóa ra tướng kim thân ba đầu sáu tay pháp, vài kiện huyền khí nắm trong tay, đều vung lên. Lập tức các loại huyền khí đều phát huy ra. Đại bi mộ vân kính ông một tiếng, liền chiếu xuống một đạo kính quang màu vàng nhạt. Trận pháp trên người lôi hổ hỏa báo lập tức nổi lên phản ứng, một đạo thanh sắc lôi quang dâng lên, ở trên không căng ra một tầng phòng ngự nửa vòng tròn trong suốt. Kính quang chiếu ra, như nước chảy vòng quanh kết giới phòng ngự chảy xuống, nhuộm cả nhan sắc kết giới thành màu lam nhạt. Toàn thân lôi hổ hỏa báo đột nhiên chấn động. Tựa hồ lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ, hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn lại đại bi mộ vân kính. Ân, Lý Vân Tiêu cũng nhướng mày, từ trong vẻ khiếp sợ dị thường của lôi hổ hỏa báo tựa hồ như có mánh khóe gì đó, giống như có chuyện gì đó khiến hắn cực kỳ giật mình vậy. Thi triển ra mộ vân kính, cũng chỉ là tiện tay mà làm, nhưng tựa hồ có chút hiệu quả không lường được. Giờ phút này trên bảo kính phát ra ánh sáng nhạt mông mông, như ánh trăng chiếu ra. Hơn nữa trong kính không ngừng có tiếng ông ông vang lên. Nhìn lại mặt kính, vậy mà trong mơ hồ có dị tượng hiển hiện, một mảnh bạch quang như sương mù, giống như vạn dặm giang sơn bao phủ ở trong sương khói, một mảnh nhân gian tiên cảnh. Đây là tấm gương gì? Lôi hổ hỏa báo cắn răng giận dữ hét, đã tức giận đến như muốn nứt mắt, toàn thân run rẩy. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Không có gì, ta là người trời sinh yêu cái đẹp. Tùy thân đều mang một cái gương thôi. Nói xong, hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một cái lược, ngẩng đầu lên nhìn vào mặt kính. Oa 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 đáng chết a a. Lôi hổ hỏa báo nổi trận lôi đình, trong lỗ chân lông trên người đều phun ra hỏa diễm, sáng quắc thiêu đốt. Hắn hiểu được Lý Vân Tiêu thuần túy chỉ là vì chọc tức hắn, khiến hắn rối loạn thôi, vì vậy trực tiếp phong bế ngũ giác, lăng không ngồi xuống. Sau đó kim cương sử trước người xoay chuyển. Tay trái lại kháp ra từng đạo quyết ấn, đánh tới bốn phương tám hướng.
nhưng ấn quyết kia rơi vào trên kết giới, lập tức hóa thành vô số lôi điện rậm rạp chẳng chịt, tản ra trên kết giới, thanh tẩy sạch kinh quang như thủy nguyệt. Nháy mắt khi kính quang chiếu xuống, hoàn toàn che khuất kết giới thì hắn chợt hoảng sợ phát hiện liên hệ giữa mình và không thú bỗng chốc bị ngăn cách lại, cái này khiến tầm thân hắn cơ hồ thất thủ, sợ tới mức không nhẹ. May mắn kính quang kia cũng không phải quá mạnh mẽ, sau khi đánh ra vài đạo lôi quyết liền tẩy sạch toàn bộ hào quang, lần nữa nối lại liên hệ với lôi giới. Lý Vân Tiêu biến sắc, nắm lấy tấm gương lăng không lay vài cái, kính quang tựa hồ tăng cường một chút, nhưng vẫn bị một tầng lôi điện bắn ra, không thể lại nổi lên kỳ hiệu. Đại bi mộ vân kính này hắn đã đắc thủ từ lâu, chỉ là một mực không hảo hảo nghiên cứu qua, tựa hồ cũng có không ít thần thông cường đại ẩn nấp trong đó, xem ra phải hảo hảo tìm thời gian cân nhắc mới được. Giờ phút này vẫn tế trên không trung, không ngừng chiếu xuống kính quang, ít nhất có thể khiến cho lôi hổ hỏa báo bận rộn, chung quy cũng sẽ hao đi lôi năng của hắn. Sau đó kiếm hạp xoay chuyển, 24 chuỗi Bắc Thiên Hàn Tinh Lăng không kết trận, một phương kiếm đồ lớn chừng nửa mẫu ngưng tụ thành trên không, trên đó lóe ra một chút hàn ý, hội tụ ra một thanh kiếm hình thật lớn, trực tiếp chém xuống. Ầm ầm, kiếm trận đánh vào trên kết giới, trực tiếp bị chấn nát bấy, toàn bộ không gian cũng không ngừng chấn động. Lôi hổ hỏa báo lần nữa ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt. Mỗi lần Lý Vân Tiêu ra tay, đều khiến hắn cực kỳ khiếp sợ, hơn nữa kẻ này tựa hồ như át chủ bài liên tục không ngừng, vĩnh viễn cũng không có điểm cuối vậy. Kiếm hình kia sau khi nghiền nát, 24 chuỗi Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm cũng không sụp, mà biến đổi kiếm vị, đồ hình kiếm trận cũng theo đó biến hóa, một cái kiếm phủ cực lớn tuôn ra, chậm rãi ép vào trong kết giới. Cái gì? Lôi hổ hỏa báo trong lòng kinh hãi, kết giới phòng ngự này mạnh thế nào hắn rõ ràng nhất, mặc dù là võ đế cửu tinh đỉnh phong tùy ý một kích, cũng không thể phá vỡ được. Trên kết giới đột nhiên dâng lên một đoàn màu xanh, hóa thành nửa người một đầu không thú, đúng là bộ dáng đáng yếu của con hình chứng kia, hai bàn tay thật nhỏ hướng lên đỉnh đầu, đầu dùng sức chống xuống, lập tức bắn kiếm phủ ra. Trên trán lôi hổ hỏa báo bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, vội vàng thu liếm tâm thần, toàn tâm chỉ huy công kích ác linh, hy vọng sớm chút rãnh tay để đi đối phó Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhướng mày, khóe miệng hiện lên vẻ cười lạnh, một cánh tay giơ lên, giới thần bi chậm rãi mà ra, lập tức liền hóa thành núi cao, đánh mạnh xuống dưới. Ầm ầm, chấn động cực lớn truyền đến, toàn bộ kết giới đều run lên, bốn phía giới thần bi càng bị nứt ra vô số đường vân màu đen, khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, trực tiếp chấn lôi giới ra một lỗ hổng. Kết giới phòng ngự tuy rằng rung động lắc lư, nhưng cũng không nghiền nát, trực tiếp ép lõm vào trong. Con không thú hình chứng kia lại xuất hiện lần nữa, vẫn dùng đầu và hai tay tới chống đỡ giới thần bi, tuy rằng không thể đẩy giới thần bi ra, nhưng cũng có thể ngăn cản xu thế ép xuống, nếu không thể tiến thêm chút nào nữa. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, chớp động một cái liền dẫm trên đỉnh bia, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, mảng lớn ma ha cổ tự hóa thành từng đạo vòng vàng, treo ở bốn phía thân bia. Phía trên không chỉ có là lưu quang dị sắc, còn có một văn tự hiện ra, tựa hồ đang truyền đạt cổ ý nào đó. Những văn tự kia chỉ xuất hiện nháy mắt, chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó thế giới chi lực màu trắng đột nhiên tản ra, lập tức trên kết giới một mảnh bạch quang mông mông, như thế giới mới sinh, diễn biến vạn vật. Ầm ầm, kết giới màu xanh dưới sự trấn áp của thế giới chi lực kia bắt đầu điên cuồng tiêu tán, ngay cả không thú hình chứng dùng đầu đội lên giới thần bi kia, nửa người trên cũng bị bạch quang thôn phệ, chậm rãi biến mất đi. Lôi hổ hỏa báo lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh, giờ phút này khống chế lôi giới chi lực, một thân thực lực của hắn 10 mất 7 8, nếu để cho Lý Vân Tiêu vọt vào thì sợ rằng có thể lập tức miểu sát mình ngay. Rốt cuộc không chờ được đánh chết ác linh nữa, hắn nháy mắt lập tức liều triệu hồi bốn đầu không thú cửu tinh trung giai đỉnh phong đang vây công Trần Phong Viễn qua, lôi điện chi lực khủng bố lập tức đánh tới giới thần bai và Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, cả người lóe lên trên giới thần bi, liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Cái gì? Lôi hổ hỏa báo lần nữa hoảng sợ, hắn đã vận chuyển lôi giới chi lực giam cầm lấy Lý Vân Tiêu, căn bản không có khả năng thuấn gì đi được. Huống hồ bên trong lôi giới, bất luận chút biến hóa nhỏ nào cũng đều nằm trong khống chế của hắn, nhưng hoàn toàn không có bóng dáng Lý Vân Tiêu. Ầm ầm, lôi điện chi lực khủng bố đánh lên giới thần bi, tạo nên vô số lôi quang hổ quang điện. Thế giới chi lực trên giới thần bi lập tức bị áp chế xuống, không ngừng co rút lại.
Rốt cục phanh một tiếng, giới thần bi đã mất đi sự khống chế của Lý Vân Tiêu, tăng thêm lôi giới chi lực trói buộc, còn có bốn đấu không thú tuyệt cường thay nhau công kích, rốt cục bị chấn bay lên. Lý Vân Tiêu, làm tốt lắm. Đột nhiên một đạo thanh âm lăng lệ ác liệt truyền đến, liền thấy trên bầu trời lóe lên kiếm khí màu trắng, Trần Phong Viễn đã xuất hiện ở trên không kết giới, tuy rằng bộ dáng chật vật không chịu nổi, nhưng trên người lại tuôn ra vô số kiếm phù, còn có vẻ mặt kiên quyết. Dùng thân ngự kiếm, dùng tâm ngự kiếm, thân ta làm kiếm. Trần Phong Viễn trong miệng khẽ ngâm, trường kiếm trong tay giương lên, cả người đều dâng lên quy tắc kiếm ý vô tận, vờn quanh ở bốn phía. Thân kiếm như một, tâm kiếm như một, nhân kiếm như một. Lôi hổ hỏa báo sợ hãi giống nói. Lão thất phu ngươi muốn gì? Trần Phong Viễn giờ phút này thân trên tuôn ra hào quang vô tận, cả người liền như một thanh tuyệt thế chi kiếm, lãnh đạm nói. Lão cẩu, tiếp ta một kiếm. Bốn đầu không thú bị cổ kiếm ý này trực tiếp ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào bước vào được. Ngươi đang thiêu đốt sinh cơ chi nguyên. Thì tính sao, hao hết công lực suốt đời ta, lấy mạng chó ngươi. Trần Phong Viễn vẻ mặt kiên quyết, không có nửa phần do dự, cả người hóa thành một thanh cự kiếm, lăng không chém xuống. Ở cách đó không xa, trên giới thần bi bị đánh bay, hào quang lóe lên. Thân ảnh Lý Vân Tiêu hiện ra, một bà liền bắt lấy giới thần bi, nhìn xem Trần Phong Viễn thi triển một kiếm nghiêng thế, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại, hắn và Trần Phong Viễn cũng biết, đây chính là cách thủ thắng duy nhất của bọn hắn rồi. Dưới một kiếm này, mặc dù không thể đánh chết lôi hổ hỏa báo, thì tất cũng phá vỡ lôi giới, hơn nữa khiến hắn trọng thương không nhẹ. Lão thất phu, đáng chết a! Lôi hổ hỏa báo hoảng sợ hét lớn một tiếng. Một cổ cảm giác nguy hiểm cực độ xông lên đầu, tóc gáy toàn thân đều dựng đứng lên. Lôi giới, ngưng. Lôi hổ hỏa báo quay người lại trước kim cương sử, lập tức tất cả không thú thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Đầu thú khác trên sử tê lập tức nguyên một đám nhắm hai mắt lại, duy chỉ có đầu bị Lý Vân Tiêu thu vẫn còn đang trợn mắt tròn xoe. Lôi giới thanh sắc đầy trời thoáng cái cự chiến lên, cơ hồ lấy tốc độ như thuấn di giảm bớt đi, vô số lôi đình hội tụ ở trên không. Không ngừng đánh tới nhân kiếm như một. Lôi hổ hỏa báo cầm trong tay kim cương sử, trên đó dâng lên vô số lôi phù, giơ lên không trung, thao túng tất cả lôi đình. Bang bang! Tốc độ sụp đổ của lôi giới cũng ngay lập tức vạn dặm, ở trên lôi hải vô tận, một kiếm bổ ra tất cả trở ngại, rốt cục chém lên trên kim cương sử. Oanh! Một cổ lôi đình phong bạo khó có thể tưởng tượng hình thành, hóa thành một phương vòng xoáy, lập tức hút hết hai người vào trong. Toàn bộ lôi giới đột nhiên sụp đổ, vô số lôi quang bay đi bốn phương tám hướng, bắn vào hư không, bắn vào biển cả. Lôi lâm phía dưới cũng bị ảnh hưởng cực lớn, vô số lôi điện chớp động, thậm chí có đại lượng lôi phù bắt đầu tuôn ra từ trong đó. Tất cả mọi người trong lôi lâm đều lấy làm kinh ngạc, hoảng sợ nhìn khắp mọi phía. Đi! Mục Hữu Vân hét lớn một tiếng, lập tức tất cả võ giả nhân tộc đều bay lên, bỏ chạy ra xa xa. Không chỉ có nổ tung khủng bố trên không, mà sự dị thường của phiến lôi lâm này đều khiến bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm cực độ, cũng không dám dừng lại nữa. Một chỗ trong lôi lâm, Mộ Dung Hằng Vũ đã khôi phục lại bộ dáng bình thường, chỉ có điều sắc mặt cực kỳ tái nhợt, ở bên cạnh hắn đang nằm lấy thi thể tên hải tộc mặt thịt kia, hiện giờ đã bị phân cách vô cùng thê thảm. Hắn nhìn qua lôi giới nổ tung trên trời cao, lộ ra vẻ kinh hãi, chợt hóa thành một đạo quang mang xông lên bầu trời. Tam thúc tổ, Trần Phong hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, đừng nói nhảy vào lôi đình phong bạo đi cứu người, mà dù là phạm vi trăm trưởng cũng khó có thể tới gần. Phi Nghê và Lương Ngọc Y, còn có Ác Linh, tân thần sắc mặt đều trắng bệch, khóe miệng mang theo vết máu nồng đậm, đã bị trọng thương, không điều tức mấy tháng thì khó mà khôi phục lại được. Đặc biệt là Ác Linh, ở giai đoạn sau cùng bị lôi hổ hỏa báo điên cuồng tấn công, toàn bộ long khu đều bị đánh nát. Cơ hồ đã hấp hối rồi. Giờ phút này Lý Vân Tiêu cũng chú ý tới cảnh tượng bên dưới lôi lâm, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, sợ hãi nói. Tuyệt thế ất mộc kia muốn xuất thế. Tất cả mọi người cả kinh, vội vàng nhìn xuống dưới. Chỉ thấy trong lôi lâm dâng lên vô số lôi phù, toàn bộ lôi điện chi lực của lôi lâm đều hội tụ đến một chỗ, hóa thành một cái lôi quang đoàn thật lớn, chớp động không thôi. Phía trên lôi quang đoàn kia không ngừng có điện quang lưu động như nước, hơn nữa tuôn ra vô số lôi phù tụ mà không tiêu tan, bắt đầu ngưng kết ở bên người,
như kết xuất nguyên một đám sát ngoài, không ngừng khuếch trương ra ngoài. Mà vạn mẫu lôi lâm bên dưới, trong khoảnh khắc đã hao hết lôi quang, thoáng cái trở nên cực kỳ ảm đạm. Không chỉ có như thế, tất cả vô căn chi thanh mộc nhìn lại đều uể oải không thôi, giống như đã hoàn toàn héo rũ vậy, trên trăm vạn linh lôi quả càng biến mất không còn một mống. Đã xong, xong đời rồi. Mộc Hữu Vân ở phía xa nhìn lại, cả người cũng không hề dễ chịu, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lôi lâm tuy rằng trưởng khống giả chính thức là Đao Kiếm Tông, nhưng thần mộc thế gia bọn hắn hàng năm cũng có thu hoạch cực kỳ phong phú từ đây, giờ phút này lôi lâm bị hủy, lập tức đã đoạn mất nguồn lợi ích trọng yếu, sợ rằng gia tộc cũng sẽ vì thế mà suy yếu đi mất. Ầm ầm, theo lôi quang đoàn bên dưới biến hóa, trên bầu trời cũng truyền đến trận trận tiếng sấm, mỗi một cái đều nổ vang, chấn vào tim mỗi người, khiến cho khí huyết kích động, cơ hồ đứng không vững. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều cả kinh, nhìn qua mọi nơi, tân thần nhìn qua lôi đình phong bạo ở xa xa còn chưa tiêu tán, ngưng giọng nói. Chẳng lẽ là tuyệt thế ất mộc kia và lôi đình phong bạo sinh ra cảm ứng? Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng nói. Không đơn giản như vậy, cổ lôi đình chi lực này mỗi một cái đều kích động nhân tâm, đẳng cấp thậm chí còn trên cả lôi đình phong bạo kia, thứ gọi là tuyệt thế ất mộc này dường như có cổ quái. Cổ quái? Tân thần cả kinh, vội hỏi. Hãy để cho ta và đại quái long tiến vào giới thần bi đi, hắn đã sắp chết rồi. Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua ác linh ở xa xa, đích thật đã hấp hối rồi, nơi mi tâm lóe lên hào quang, liền thu tân thần, ác linh, còn có ngạc ngư vào bên trong. Mấy người trên bầu trời thấy một màn này toàn thân đều đại chấn, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng mỗi người đều mím môi, không dám lên tiếng. Ánh mắt Lý Vân Tiêu khẽ đảo qua bọn hắn, lãnh ý nhàn nhạt kia khiến cho tất cả đáy lòng mọi người một hồi phát lạnh. Vừa rồi bên trong lôi giới vẫn luôn bận rộn ứng phó không thú, ba người bọn họ đều không thấy Lý Vân Tiêu ra tay, chỉ trong mơ hồ đảo qua vài lần, nhưng cũng biết có thể phá vỡ lôi giới, ngoại trừ Trần Phong Viễn ra thì công lao của Lý Vân Tiêu là hàng đầu. Loại thực lực mạnh mẽ tuyệt đối này, ba người bọn họ lúc toàn thịnh, liên thủ cũng chưa hẳn có thể thắng, huống chi hiện giờ mỗi người đều trọng thương trong người chứ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Thứ không nên thấy, sau khi thấy tốt nhất là nên quên đi. Trần Phong biến sắc, cắn răng nói. Vân Tiêu huynh quá lo lắng, hai vợ chồng ta cái gì cũng không thấy cả. Phi Nghê cũng vội hỏi. Thấy cái gì, ta một mực luôn chú ý đến lôi đình phong bạo, chẳng lẽ vừa rồi đã có gì sao? Nàng vẻ mặt như người vô tội, nháy mắt lấy. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Hằng Vũ, nói. Hằng Vũ huynh thì sao? Mộ Dung Hằng Vũ toàn thân chấn động, ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn về phía hắn cũng không lạnh như băng như nhìn về phía ba người khác, chỉ nhàn nhạt hỏi thăm, hơn nữa lộ ra một loại thái độ ôn hòa hữu hảo. Sắc mặt hắn hơi đổi, cảm thấy hoảng sợ, thầm nghĩ, người này chỉ ôn nhu như vậy với ta, chẳng lẽ là vì ta lớn lên đẹp trai? Chẳng lẽ hắn có sở thích này sao? Nghĩ đến đây. Hắn sợ tới mức toàn thân run rẩy vê, vội vàng nói. Ta cái gì cũng không phát hiện. Nói xong, còn lùi lại liền mấy bước, kéo ra khoảng cách với Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lúc này mới thỏa mãn nói. Hy vọng các ngươi nhớ rõ lời mình vừa nói, nếu không hậu quả không cần ta nhiều lời. Trần Phong nói. Vân Tiêu huynh yên tâm, vừa rồi nếu không có Vân Tiêu huynh đại triển thần uy, chúng ta sợ rằng đã vẫn lạc trong lôi giới rồi. Hắn nhìn qua lôi đình phong bạo xa xa, trong mắt lộ ra một tia lo lắng, nói. Cũng không biết tam thúc tổ và lão cẩu kia thế nào rồi. Phi Nghê thì lại hỏi. Vân Tiêu công tử, ngươi thấy tuyệt thế ất mộc này là xảy ra chuyện gì? Vừa rồi lôi đình oanh minh lại là xảy ra chuyện gì? Trải qua trận chiến vừa rồi, địa vị của Lý Vân Tiêu ở trong suy nghĩ nàng đã tăng nhiều, trong mấy người không hề nghi ngờ chính là lấy hắn cầm đầu. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Lôi quang đoàn này và lôi đình phong bạo kia, thần trí của ta cũng không thể xâm nhập vào trong đó. Phong Viễn tiên sinh mặc dù có thể còn sống thì một thân tu vị sợ rằng cũng. Trần Phong trong nội tâm lột bột thoáng một phát, trên mặt lộ ra vẻ đau thương. Ầm ầm. Trên bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng chấn động, thanh âm lần này so với trước càng cường đại hơn, chấn khiến sắc mặt mấy người trắng bệch, cơ hồ nứt cả màng tai. Không chỉ có như thế,
Lôi đình phong bạo ở xa xa dưới chấn động này vậy mà bắt đầu chậm rãi tan rã, hai đạo nhân ảnh bắn ra. Tam thúc tổ. Trần Phong quát to một tiếng, vội bay lên, ôm cổ một người trong đó. Trần Phong viễn giờ phút này đã hấp hối, cả người già nua dị thường, làn da giống như vỏ cây khô quắt vậy. Trần Phong cảm giác được vẫn ơn khí tức, vội vàng lấy ra đại lượng đan dược cho hắn nuốt vào. Đồng tử Lý Vân Tiêu lại đột nhiên co lại, dừng ở một đạo quang mang khác ở xa xa, dưới vô số lôi hoàn chấp động, lôi hổ hỏa báo cả người lộ hóa ra. Giờ phút này thân thể của hắn đã hoàn toàn biến thành nguyên tố chi thân, một nửa lôi điện, một nửa hỏa diễm, hai đồng tử một mảnh đen kịt, khủng bố dị thường. Cái gì, bạo tạc cường đại như thế cũng không thể tổn thương hắn sao? Phi Nghê la hoảng lên, trên mặt trở nên một mảnh tái nhợt. Lôi hổ hỏa báo sau khi hiện thân, cũng không công kích bọn người Lý Vân Tiêu, hai đồng tử đen kịt kia thoáng cái nhìn xuống dưới, lộ ra vẻ khiếp sợ. Ất mộc chi khí thật cường đại, đây là tuyệt thế Ất mộc sao? Ánh mắt lôi hổ hỏa báo lộ ra cuồng hỉ, kích động đến cả người đều trở nên run rẩy, đang muốn bay xuống chém giết thì đột nhiên trên bầu trời lần nữa truyền đến lôi đình rung mạnh. Ầm ầm, lần này chấn vang mãnh liệt hơn, sắc mặt tất cả mọi người trắng bệch, Phi Nghê càng dực tiếp không chịu nổi nữa, phun ra một búng máu ra, trong mắt lộ ra hoảng sợ cực độ. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, kinh hãi nhìn lại bầu trời, ở phía trên mây đen rậm rạp, lôi đình cuồn cuộn, chẳng biết lúc nào hiện ra một đoàn lôi vân, trong đó lôi điện màu tím quay cuồng không thôi, giống như một con dao long ở trong đó phiên giang đảo hải vậy. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh, ở đây đều là người vô cùng có kiến thức, hơn nữa đối với lôi đình có hiểu rõ trình độ nhất định. Lôi hổ hỏa báo cũng toàn thân đại chấn, hai loại nguyên tố lôi hỏa trên người bốc lên càng thêm lợi hại, sợ hãi giống nói. Diệt thế thần lôi Thái Hư Ngọc Thành Tử Phủ Phạm Thiên diệt thế thần lôi. Trong giọng nói mang theo hoảng sợ cực độ. Lý Vân Tiêu nuốt nuốt nước miếng, nhìn lại lôi quang đoàn kia, hắn rốt cục hiểu rõ những lôi phù quay cuồng, ngưng kết thành xác là để làm gì rồi. Tuyệt thế ất mộc này rốt cuộc là vật gì, vậy mà đưa tới diệt thế thần lôi. Toàn bộ bầu trời lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh, mọi âm thanh im ắng, chỉ có quang ảnh chớp động trước mắt mọi người. Một đầu tử long từ trên trời cao rơi xuống, phảng phất xuyên việt thời không vô tận, đánh xuống trên người tuyệt thế ất mộc kia. Trong hai mắt tử long, thâm thúy như biển, tựa hồ có chứa linh tính và uy áp rất mạnh, thoáng cái chui vào trong thanh quang sắc của tuyệt thế ất mộc. Trong lòng tất cả mọi người lộp bộp thoáng một phát. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa, như thế giới sụp xuống, tất cả mọi người chỉ thấy sắc ngoài lôi phù vô cùng chắc chắn kia bỗng chốc bị đánh chôn vùi. Sau đó chính là cường quang chói mắt tách ra, mỗi người đều lập tức mù mắt. Mà ngay cả Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy hai đồng tử đau đớn, vội vàng nhắm mắt lại. Lôi năng khủng bố bắn ra hướng bốn phương tám hướng, tất cả mọi người cảm thấy một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa đập vào mặt, nhao nhao vận công ngăn cản, ở trên không lôi lâm có không ít võ giả thực lực khá thấp thoáng cái liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp tan thành mây khói. Mọi người chỉ cảm thấy thiên địa tựa hồ lâm vào một mảnh hỗn độn. Năng lượng cuồng bạo tràn ngập mỗi nơi trong không gian, mỗi người đều vận chuyển lực phòng ngự tới cực hạn, sợ không cẩn thận bị quấn vào trong tràng năng khủng bố kia. Cũng không biết qua bao lâu, loại cảm giác uy áp khủng bố kia mới dần dần tiêu tán, mọi người lúc này mới nguyên một đám mở mắt ra. Lập tức, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy bốn phía lộ ra biển lớn mênh mông, bọn hắn cách lục địa khoảng chừng hơn vạn mễ. Đoàn thanh sắc lôi quang kia còn lơ lửng trên biển lớn, chỉ có điều lôi sắc quanh thân đã biến mất toàn bộ, hoàn toàn trở thành một đoàn năng lượng, hơn nữa khí tức hiển nhiên đã yếu nhược hơn trước rất nhiều. Dưới một kích tuyệt cường kia, tuy rằng đã bị hương, lại bình yên vượt qua. Đây là có chuyện gì? Mục Hữu Vân nhìn tất cả trước mắt, trên mặt một mảnh mờ mịt, kinh ngạc nói. Mục Hữu Phong toàn thân run lên, sợ hãi nói. Cái này, Trấn Hải Mộc không còn nữa. À, Mục Hữu Vân lúc này mới hô một tiếng, trên mặt vẫn là một mảnh ngốc trệ, tựa hồ không thể tin được những gì thấy trước mắt. Mọi người trên bầu trời cũng lấy làm kinh ngạc, hoảng sợ nhìn qua bên dưới, dưới tử lôi vừa rồi, thậm chí có uy năng khủng bố như thế. Ất mộc hóa tử lôi. Đột nhiên một đạo thanh âm khiếp sợ vang lên, mang theo kích động và vui sướng cực độ. Chỉ thấy trên bầu trời lóe lên hào quang,
lôi hổ hỏa báo liền xuất hiện ở phía trên đoàn thanh sắc lôi quang kia, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Sau khi trải qua tử lôi tẩy lễ, đoàn ất mộc chi khí màu xanh kia đã bị đánh tan hơn phân nửa, nhưng lại trở nên càng thêm tinh thuần, trong đó pha rất nhiều lôi quang màu tím, tựa hồ đang dần dần dung hợp cùng một chỗ, uy thế càng thêm khủng bố. Ha ha! Lôi hổ hỏa báo cười lớn một tiếng, hai loại nguyên tố chi lực trên người sôi trào không thôi, lóe lên liền bay xuống dưới. Trần Phong cả kinh nói. Không tốt! Hắn ngẩng đầu nhìn qua Lý Vân Tiêu, mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu, nếu bị lôi hổ hỏa báo đạt được tuyệt thế ất mộc kia vậy thì tất cả chuyện mọi người làm đều đã uổng phí rồi sao? Hiện giờ Trần Phong Viễn đã triệt để đã mất đi chiến lực, Lý Vân Tiêu trong mơ hồ chính là người đứng đầu của mọi người. Không gấp, tựa hồ không đơn giản vậy đâu. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng tụ, lộ ra vẻ hồ nghi, chậm rãi nói. Bỗng nhiên thiên địa lần nữa chấn động thoáng một phát. Ầm ầm, một cổ uy thế vô biên đánh xuống, trong lòng mỗi người đều theo đó run lên, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Lôi vân quay cuồng kia cũng không tán đi. Mà lần nữa ngưng tụ lại tử lôi, một mảnh thiên uy cuồn cuộn đánh xuống. Tất cả mọi người hoảng hốt, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, nhao nhao vội vàng độn đi, sợ bị liên quan đến. Ọt ọt, ít hầu Lý Vân Tiêu khẽ động, gian nan nuốt nước miếng, hoảng sợ nói. Còn gì nữa không, chẳng lẽ mộc chi bản nguyên, thiên địa không dung, cần phải đánh tan thành mây khói mới được. Hắn nhớ tới Ba Long đã từng nói qua Ma Ha Cổ Kinh văn chính là thứ thiên địa không dung, trực tiếp đánh xuống diệt thế thần lôi cả mấy tháng trời, cứ thế đánh tan tam thiên đại đạo quy tắc chi tự đến thất linh bát lạc. Thân thể lôi hỏa hổ báo cũng đột nhiên trì trệ, hoảng sợ nhìn lên trời, lộ ra vẻ hoảng sợ. Vẫn còn sao? Trên mặt hắn toát ra vẻ ngưng trọng vạn phần, tuyệt thế ất mộc chi khí trước mắt tuy rằng trở nên càng thêm tinh thuần, nhưng khí tức so sánh với trước kia đã yếu hơn rất nhiều. Sợ rằng khó mà chống lại lần lôi đình thứ hai. Đoàn tuyệt thế ất mộc tử thanh sắc kia không ngừng quay cuồng, đang nắm chặt từng phút từng giây hòa tan tử lôi, bổ dưỡng bản thân. Lôi hổ hỏa báo cắn răng một cái liền hóa thành một đạo điện quang độn xuống. Nếu tuyệt thế ất mộc bị đánh nát bấy, như vậy cơ hội để hắn lại bước thêm một bước cũng ngày càng xa vời rồi. Hắn đã ở cảnh giới cửu tinh đỉnh phong hơn 10 năm vẫn không có tiến triển, một đường cơ hội ở ngay trước mặt. Mặc dù liều tính mạng cũng tuyệt không thể bỏ qua được. Trong hai đồng tử đen kịt của lôi hổ hỏa báo hiện lên kiên quyết, hắn định trước khi tử lôi đánh xuống trước đoạt lấy tuyệt thế ất mộc kia, sau đó trốn chạy. Sau một lượt hô hấp liền xuất hiện ở trước đoàn hào quang tử thanh sắc kia, cảm nhận được nguyên tố bổn nguyên chi lực đập vào mặt, hắn nhịn không được cười như điên. Ha ha ha, đây chính là L mộc chi bản nguyên tinh thuần nhất ha, đạt được một tia cũng có thể được ích lợi vô cùng. Huống chi một đoàn lớn như thế ở trước mắt, hắn cười lớn lộ ra cự trảo, thoáng cái bắt xuống dưới. Đột nhiên sinh biến, trong tử thanh quang đoàn kia không chút dấu hiệu bắn ra một đạo lôi điện, trực tiếp bắn về phía cự trảo. Cái gì? Lôi hổ hỏa báo đột nhiên cả kinh, thoáng cái thu tay lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Không chỉ có hắn, mọi người trên bầu trời đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên, tuyệt thế ất mộc này lại có linh trí. Đó là... Lý Vân Tiêu đột nhiên toàn thân đại chấn, kinh hãi nhìn về phía đoàn tử thanh bổn nguyên chi khí kia, trong ánh mắt lộ ra thần sắc rung động cực độ. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người tựa hồ đã nhận ra gì đó, nguyên một đám trợn mắt nhìn lại, cũng hoảng sợ không thôi. Ất mộc hóa hình dĩ nhiên là ất mộc muốn hóa hình mà ra. Lôi hổ hỏa báo cũng kinh hãi, nhưng thần sắc chấp động trong đôi mắt lại càng thêm hưng phấn, không ngừng liếm lấy bờ môi khô khốc. Thân thể bởi vì kích động mà run rẩy lên. Hóa hình chi ất mộc, càng có linh tính vô thượng, nếu có thể luyện hóa hấp thu, tỷ lệ bước vào siêu phàm nhập thánh sẽ càng tăng thêm mấy thành. Đoàn ất mộc chi khí kia dần dần biến hóa, chậm rãi hiện ra một đạo nhân ảnh, khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng. Chiêu ẩm mộc lan chi trụy lộ hề, tịch san thu cúc chi lạc anh. Lãm mộc căn dĩ kết chỉ hề, quán bệ lệ chi lạc nhị. Một tiếng thơ chậm rãi từ trong ánh sáng màu xanh kia truyền ra, ánh sáng màu xanh chớp động, ất mộc hóa hình chi thân dần dần rõ ràng, đúng là một gã nam tử sắc mặt tuấn lạnh, ánh mắt như điện. Lý Vân Tiêu cả người triệt để ngốc trệ ở đó, người kia, dĩ nhiên là người quen biết cũ, vạn cổ trường thanh thụ chi linh thanh. Hắn nhịn không được thoáng cái kinh hô lên. Dày vò hơn nửa ngày, toàn bộ trấn hải mộc đề chôn cùng, vô số người đều bỏ mạng, thì ra đều là do hắn.
Bỗng nhiên ngay lúc đó, tâm niệm thay đổi thật nhanh, Lý Vân Tiêu tựa hồ đã hiểu rõ hết mọi chuyện. Ở đây căn bản cũng không có tuyệt thế ất mộc gì cả, cũng không phải mộc chi bản nguyên xuất thế, mà là Tiểu Thanh nấp ở đây tu luyện, hẳn là đột phá một cửa khẩu nào đó rất trọng yếu, không chỉ có thúc giục tất cả linh lôi quả, thậm chí đưa tới Thượng Thanh Tử Phủ diệt thế thần lôi kiếp. Bản thể Tiểu Thanh, vạn cổ trường thanh thụ vốn là vạn mộc chi nguyên, chỗ hội tụ tinh hoa ất mộc thiên hạ. Lại nói tiếp, những cái gọi là vô căn chi thanh thụ này, bất quá chỉ là con cháu đời đời của hắn mà thôi. Tình cảnh này, cố nhân vừa thấy, Lý Vân Tiêu có chút ngây dại, cảm giác như đã trải qua mấy đời vậy. Tiểu Thanh khuôn mặt lạnh lùng dị thường, lạnh lùng nhìn lôi hổ hỏa báo liếc, ánh mắt liền tràn ngập sầu lo nhìn qua hướng lên bầu trời tử lôi. Ngươi có nghe ta hiểu gì không? Tranh thủ thời gian theo ta đi, ta có thể cứu ngươi một mạng. Nếu không tử lôi này rơi xuống, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lôi hổ hỏa báo vội vàng nói, cũng lo nghĩ không thôi. Tiểu Thanh ánh mắt như có như không quét qua Lý Vân Tiêu một chút, hoàn toàn không để ý tới lời lôi hổ hỏa báo nói. Lôi hổ hỏa báo nóng nảy, nói. Ngươi có nghe hiểu ta nói gì không thế? Ánh mắt Tiểu Thanh nhìn về phía lôi đình màu tím, lộ ra vẻ ngưng trọng dị thường, trong miệng nhàn nhạt nhổ ra một chữ. Cút! Sắc mặt lôi hổ hỏa báo trầm xuống, ẩn hiện tức giận, nói. Ngươi quả nhiên có linh trí cực cao, vậy hẳn nên hiểu rõ tử lôi chi lực này không phải ngươi có thể chống lại đâu, rời đi cùng ta đi. Tiểu Thanh liếc hắn một cái, trong mắt lộ vẻ khinh miệt không chút che giấu, thần thái kia đã đủ để nói rõ tất cả rồi. Đáng chết có đi hay không đã không phải do ngươi nữa rồi. Lôi hổ hỏa báo giận dữ, thân ảnh lóe lên liền xông tới, năm ngón tay cong lại, hóa thành hỏa diễm lao tù cực lớn chụp xuống trên người Tiểu Thanh. Đồng tử Tiểu Thanh co rụt lại, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, lạnh lùng nói. Nếu ngươi đã cố tình giúp ta, vậy thì lưu lại chống lôi cho ta đi. Cả người hắn lóe lên, lập tức liền di động đến sau lưng lôi hổ hỏa báo, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, toàn bộ thân hình thoáng cái hóa thành lưới điện rậm rạp chằng chịt, lập tức bắn đi, nhốt ngược lôi hổ hỏa báo vào trong. Cái gì? Lôi hổ hỏa báo cả kinh, giống giận, năm ngón tay nắm chặt. Hỏa lao kia lập tức biến thành nắm đấm đánh tới trên lưới điện. Ầm ầm, hỏa quyền đánh ra, toàn bộ lưới điện bốc cháy lên sáng quắc, nhưng không thể phá được chút nào cả. Đáng chết! Lôi hổ hỏa báo biến sắc, càng khiến cho trong lòng của hắn phát lạnh chính là trên trong lôi vân bầu trời ẩn ẩn thò ra một cái đầu rồng màu tím, một cổ cảm giác nguy hiểm vô biên phun lên trái tim. Mở ra cho ta! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bất chấp Thu Tiểu Thanh rồi. Trốn chết giờ đã là mục tiêu hàng đầu, hai cái nắm đấm hóa thành trạng thái nguyên tố, một lôi một hỏa, đồng thời vận đủ nguyên lực đánh xuống lưới điện. Oanh! Hai cổ nguyên tố chi lực nện lên lưới điện, lập tức bắn ra, lưới điện một mặt bị ép ra ngoài, như dây cung kéo căng lấy, nhanh mà không phá, đồng thời bắn ra ra đại lượng hồ quang điện, mang theo tia tia màu tím. Trên một mặt lưới điện sắp sụp đổ kia đột nhiên xuất hiện một cái lôi sắc ký hiệu cổ quái. Một cổ lôi đình chi lực kinh khủng hiện ra. A! Lôi hổ hỏa báo lập tức cảm thấy hai tay truyền đến đau nhức kịch liệt, một chùm lôi quang tách ra, phanh một tiếng chấn khai hắn. Chỉ thấy trên hai tay hắn tuôn ra vô số lôi quang, từng chút cắt đứt thân thể hắn, hai cánh tay cơ hồ như muốn mất đi chi giác. Lưới điện sau khi bắn lôi hổ hỏa báo ra, bỗng nhiên ở bốn phía biến đổi. Tiểu Thanh cả người trực tiếp xuất hiện sau lưng hắn. Nửa thân dưới thoáng một phát hóa thành bộ dáng bạch tuộc, sinh ra vô số râu lôi địa, thoáng cái chói chặt lấy tứ chi và phần eo lôi hổ hỏa báo, hơn nữa dùng sức kéo một phát. Lôi hổ hỏa báo cả người lập tức ngưỡng ra, lồng ngực hướng phía bầu trời, bóng mờ màu tím bao phủ xuống. Không muốn. Hai đồng tử lôi hổ hỏa báo mở lớn ra, đã triệt để nổi giận rồi, từng vòng râu lôi quang lôi kéo lấy tứ chi hắn, trên lưng thì bị một cổ lực lượng đỉnh lấy. Hoàn toàn dùng lồng ngực nghênh đón tử long chi lôi kia. Trong mắt hắn trực tiếp phát nổ ra, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, mở miệng rộng, khẽ hít mạnh một hơi, như núi lửa phun ra lôi đình hỏa diễm vô biên, đánh về phía tử lôi kia. Biết rõ vô dụng, nhưng đây cũng là một gã cường giả cửu tinh đỉnh phong làm ra bản năng cầu sinh cuối cùng, dốc hết tất cả lực lượng và tiềm năng. Lôi hỏa chi quang tuôn ra, như là một đầu hổ báo nổi giận nhảy dựng lên. Phóng tới lôi đình. Oanh! Tử long chi lôi rơi xuống, đánh lên hổ báo,
thoáng cái liền đánh tan, tiếp tục rơi xuống. Nhưng bản thân Tử Long cũng lập tức thu nhỏ lại vài tấc, thoáng cái thiên uy đại giảm. Ầm ầm, ánh sáng tím rốt cục đánh vào lồng ngực Lôi Hổ Hỏa Báo, tách ra lôi quang đầy trời, vô số lôi vân dũng mãnh lao về bốn phương tám hướng, toàn bộ biển cả nhấc lên sóng lớn, bay thẳng lên trời cao. Sắc mặt tất cả mọi người lần nữa đại biến, cảm thụ được uy áp đầy trời kia, tựa hồ so với đạo tử lôi lần đầu phải yếu nhược hơn không ít. Lôi Hổ Hỏa Báo đã làm ra tác dụng không hề nhỏ. Toàn bộ trên hải dương ba quang lăn tăn, lộ ra một mảnh tử mang. Mặc dù là biển cả chi lực, ở dưới loại thiên uy này cũng lộ ra dị thường nhỏ bé bất lực. Đùng đùng, trên người Lôi Hổ Hỏa Báo không ngừng toát ra điện quang ra, cả người đã triệt để cháy đen, nhưng trong miệng còn phun ra sương mù, tựa hồ nội tạng đều đã bị thiêu chín rồi. Trong cổ họng hắn phát ra thanh âm trầm thấp, trực tiếp từ trên bầu trời rớt xuống, trực tiếp rơi vào biển cả, tóe lên một chút bọt nước. Tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ không thôi, cường giả võ đế cửu tinh đỉnh phong cực kỳ khủng bố, nhưng bị Tử Lôi oanh kích rõ ràng không trực tiếp tan thành mây khói, còn có thể hấp hối lưu lại một hơi. Hơn nữa Lôi Hổ Hỏa Báo trong tranh đấu lúc trước đã có thương tích nơi thân, nếu hắn ở trạng thái toàn thịnh thì có lẽ thật có thể gánh vác được một kích cũng không chừng. Sau khi Lôi Hổ Hỏa Báo rớt xuống, trên mặt biển hiện ra mảng lớn lôi quang, sau đó thân ảnh Tiểu Thanh dần dần hiển hóa ra, sắc mặt tái nhợt, tại chỗ phun ra một búng máu. Liên tục hai đạo tử lôi, đã khiến hắn không chịu nổi gánh nặng rồi, lôi quang trên người không ngừng chớp động. Trong khi giấy chết, lôi vân trên bầu trời còn chưa tán đi, lần nữa bắt đầu nổ vang. Lý Vân Tiêu biến sắc, trầm giọng nói. Tiểu Thanh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Phong bọn người sững sờ, toàn bộ hai mặt nhìn nhau, Ất Mộc Chi Linh này vừa mới hóa hình ra, hắn rõ ràng cũng quen biết sao. Tiểu Thanh lau lau vết máu nơi khóe miệng một cái, cười hắc hắc nói. Vạn vật có âm tinh viên khuyết, có doanh mãn khuy tổn, ngũ hành chi linh đều có nhiệm vụ, một khi rời khỏi quỹ tích, chính là phạm vào thiên quy, giới lực không cách nào dung thứ được. Lý Vân Tiêu toàn thân chấn động, cả kinh nói. Vậy chẳng lẽ không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Cũng không hẳn vậy. Tiểu Thanh lắc đầu nói. Ta tuy rằng đột phá gông cùm xiềng xích bản thân, đã vô hạn tiếp cận mộc chi bản nguyên, đột phá thiên quy, cũng không được, cho nên chỉ có ba đạo thiên kiếp, chỉ cần qua được sẽ bình yên vô sự. Hơn nữa Tử Lôi Hóa Rồng mà ngươi thấy chỉ là một đám phân thân của Diệt Thế Thần Lôi mà thôi, nếu không Diệt Thế Thần Lôi nguyên vẹn đánh xuống, ta đã sớm tan thành mây khói rồi. Sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến, đây vẫn chỉ là một đám phân thân. Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn Tử Lôi đang không ngừng ngưng tụ bầu trời, rốt cục mở miệng nói. Lý Vân Tiêu, giúp ta vượt qua kiếp nạn này, cho là ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Sắc mặt Lý Vân Tiêu biến hóa, lạnh lùng nói. Giúp người làm niềm vui cũng phải lượng sức mới được. Tiểu Thanh nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta tin tưởng ngươi có thể giúp ta. Lý Vân Tiêu khẽ nói. Ngươi quá coi trọng ta rồi. Tiểu Thanh cau mày nói. Đây là lần đầu tiên ta mở miệng cầu người từ khi hóa hình đến nay. Ban đầu ở trên yêu nguyên giữa ta và ngươi tuy có một ít hiểu lầm, nhưng cũng không coi là kết thù oán. Nếu ta có thể vượt qua kiếp nạn này liền có cơ hội trở thành mộc chi chân linh duy nhất dưới phiến thiên không này, đến lúc đó ta thiếu nợ nhân tình của ngươi, giá trị ngươi hẳn nên rõ ràng. Lý Vân Tiêu vẫn bất phi sở động, lạnh nhạt nói. Lúc trước trên yêu nguyên, thương muốn thu ngươi luyện hóa, coi như là ta đã cứu ngươi ra. Về sau ngươi rõ ràng cùng thương để đối phó người của ta, loại nhân tình này ta không chịu nổi đâu. Sắc mặt Tiểu Thanh biến hóa, lộ ra vẻ lo âu ra, nói. Lần kia ta xử lý quả thật không đủ thỏa đáng, nhưng ngươi cứu ta cũng chỉ là tình thế bắt buộc, thuận tiện mà làm thôi. Hôm nay ta cách trở về bổn nguyên chỉ có một bước ngắn, nếu có ân không báo, tất nhiên sẽ trở thành tâm ma, vĩnh viễn khó bước vào thập phương chân linh chi cảnh được. Tất cả mọi người trên bầu trời đều lộ vẻ mặt hoảng hốt, thập phương thần cảnh đã sớm trở thành truyền thuyết, nhưng người trước mắt này lại nói mình có thể thành tựu chân linh, không khỏi khiến người quá khó tiếp nhận đi. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn Tử Long dưới đám mây, uy thế thậm chí còn mạnh hơn hai lần trước, lạnh lùng nói. Điều kiện rất mê người, nhưng xin lỗi, ta thật sự sợ rằng không có mạng hưởng thụ đâu. Tiểu Thanh vội la lên. Lúc trước ngươi đập vụn kiện huyền khí hồn thiên nghi kia, cũng hẳn là thánh khí a.
có được thánh khí hộ thể, ta và ngươi liên thủ, tỷ lệ chống được thiên kiếp rất lớn. Lý Vân Tiêu biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ giãy giụa ra, nếu Tiểu Thanh có thể vượt qua thành tựu ngũ hành chân linh, hơn nữa thiếu nợ hắn nhân tình, điều kiện này thật sự quá mê người, hắn cắn răng một cái, nói. Thiếu nợ ta ba nhân tình. Sắc mặt Tiểu Thanh trầm xuống, tức đến phát run, cả giận nói. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, để một gã chân linh thiếu nợ ngươi ba người tình, khẩu vị của ngươi không khỏi mở quá lớn, quá không có giới hạn đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ta chính là liều mình đánh cược một lần, điều kiện đã khai ra rồi, có đồng ý hay không phải xem vào ngươi thôi. Tiểu Thanh cắn răng một cái, tức đến toàn thân run rẩy, cả giận nói. Tối đa hai nhân tình, nếu không tự ta độ kiếp, cũng chưa hẳn không thể qua được. Đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, trầm giọng nói. Thành giao. Hắn lúc này lắc mình một cái, liền thuấn di đến bên người Tiểu Thanh, thoáng cái hóa ra pháp tướng kim thân ba đầu sáu tay. Trên bầu trời tất cả mọi người toàn thân đều run lên, hoảng sợ nhìn qua Lý Vân Tiêu, tuy rằng điều kiện kia đích thật đáng giá liều mình đánh cược một lần, nhưng chỉ cần thoáng còn có chút lý trí, liền biết rõ tỷ lệ sống sót trong vạn không một. Ngay cả cường giả cửu tinh đỉnh phong bị một chút cũng đoạn tuyệt sinh cơ, huống chi là lần lôi đỉnh cuối cùng này, uy lực càng hơn xa hai lần trước. Tiểu Thanh lập tức đại hỉ nói. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không quên ân tình hôm nay đâu. Thân thể của hắn thoáng cái hóa lôi, trực tiếp kết thành một cái đại trận phạm vi trăm trượng, hiển hiện ở quanh thân Lý Vân Tiêu. Đại trận kia chính là bản thể Tiểu Thanh, trên đó lôi quang cuồn cuộn, vô số các loại phù văn tuôn ra. Năng lượng cuồng bạo khiến người ở xa liền không rét mà run. Lý Vân Tiêu sau khi hóa ra pháp tướng kim thân, sáu cánh tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, một đạo hư ảnh màu đen cự đại hiển hiện ở sau lưng, cũng là ba đầu sáu tay. Chung quanh chân ma cự linh kia chậm rãi có một đạo ma nguyên hò ẩn quấn ở quanh thân. Trong ma nguyên hoàn mơ hồ có thể thấy được một ít hư ảnh binh khí đang chậm rãi lưu động, như ẩn như hiện. Phía trên đại trận đột nhiên truyền ra thanh âm kinh hãi của Tiểu Thanh, phảng phất cực kỳ khó tin, nghẹn ngào kêu lên. Chân ma pháp tướng, lục đạo ma binh. Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động, Tiểu Thanh có thể nói là tồn tại sống lâu nhất trong giới này, đối với chuyện thiên võ giới hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít, sau này vừa hay có thể tìm hiểu chút tình báo từ miệng hắn. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tiểu Thanh bỗng nhiên liên tục thở dài, không biết là vì Lý Vân Tiêu thực lực không đủ. Hay là vì cái gì khác? Lý Vân Tiêu không có thời gian suy nghĩ, sáu cánh tay thoáng cáo cũng không ngừng lại, các loại quyết ấn phức tạp nhao nhao bay lên, trong đó cũng có không ít ma ha cổ tự, từng cái cổ TJW xuất hiện, đều dẫn động một phương quy tắc, khiến cho thiên địa rung động lắc lư. Chiêu thức kia cực kỳ đẹp mắt, khiến mọi người trên trời cao đều cực kỳ kinh hãi. Trong lòng Phi Nghê càng dâng lên một trận hoảng sợ, nàng lần này theo kỳ quỷ rời núi. Chính là nghe nói Lý Vân Tiêu thân mang Phượng Hoàng thần hỏa, ý định tìm hắn khắp thiên hạ, hơn nữa cướp lấy thần hỏa của hắn. Hiện giờ gương mặt tái nhợt dị thường, ngẫm lại cũng thấy toàn thân run rẩy. Lý Vân Tiêu vung vẩy sáu tay, trực tiếp lăng không ngưng ra ba đạo kết giới kim quang sán lạn, như mặt kính chậm rãi xoay tròn trên không trung, ánh nước biển gợn sóng lăn tăn. Sau đó một cánh tay rút kiếm hạp ra, 24 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bắn ra. Lập tức triển khai trên không trung, một mảnh ánh sáng lạnh sáng quắc, đâm vào mắt người khác. Trên cánh tay quyết ấn hợp lại, 24 kiếm lập tức long cong một tiếng tách ra, kết xuất một cái to kiếm trận to lớn, một cổ kiếm khí xung thiên lan tràn ra, trực tiếp ngưng ra một cái kiếm phủ ngân chói, chậm rãi lưu động. Lý Vân Tiêu lần nữa mở ra thái cổ thiên mục, một đạo ma quang đen kịt bay ra, ở trên bầu trời hóa thành ma thiên khải giáp cực lớn rơi xuống. Trực tiếp mặc ở trên người chân ma cự linh. Lập tức một cổ ma lực minh mông bắt đầu không ngừng khởi động, kết giới cổ quái kèm theo trên ma thiên khải đột nhiên mở ra. Hai cánh tay bản thân thì lần nữa kết xuất một ấn ký cổ quái, giới thần bi chậm rãi bay ra, trực tiếp rơi vào đôi thủ trưởng tâm, nắm ở trước người. Trên thân bia một đạo quang mang từ đuôi đến đầu, lập tức kích phát ra nguyên một đám ma ha cổ tự, hóa thành đạo đạo vòng vàng, treo ở bốn phía. Đồng thời một cổ tinh vân màu vàng hiển hiện, không ngừng lưu chuyển ở trước mặt hắn, bốn tay sau lưng phân biệt bắt lấy thiên thu bá đao, đại bi mộ vân kính, hoàng chiêu chung cùng với lãnh kiếm băng xương. Xu thế hung hãn như thế, ép mặc dù là một kích của cường giả cửu tinh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể oanh phá.
Mọi người giữa thiên hải đã triệt để thấy mà trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là đám tuấn kiệt trẻ tuổi như Trần Phong, trong chốc lát đã hiểu chênh lệch giữa bản thơ và Lý Vân Tiêu lớn thế nào. Đó đã không phải là một cái hào rộng nữa, mà cơ hồ cách xa nhau cả ngân hà. Tiểu Thanh hóa thân đại trận cũng là cảm thấy một hồi hoảng sợ, gần như ngốc trệ nhìn qua trạng thái Lý Vân Tiêu giờ phút này, tâm tình hoàn toàn không cách nào bình tĩnh được. Ngũ hành chi linh tuy rằng đã bị thiên địa quy tắc ước chế, rất khó đột phá cảnh giới cố hữu, nhưng trong cùng cảnh giới tốc độ tu luyện cơ hồ tiến triển cực nhanh. Lúc trước trên yêu nguyên hắn chẳng qua chỉ mới bước vào võ đế, giờ phút này liền lực lượng ngang với võ đế đỉnh phong. Loại tốc độ biến thái này chỉ xuất hiện trên người ngũ hành chi linh, nhưng so sánh với Lý Vân Tiêu, cơ hồ giống như rùa thỏ thi chạy vậy. Khi Lý Vân Tiêu ở yêu nguyên có bao nhiêu cân lượng, Tiểu Thanh là hết sức rõ ràng. Chịu hứa hẹn thừa nhận, đáp ứng hai cái nhân tình, hoàn toàn là bởi vì đối phương có thánh khí trong người, hắn đã trông cậy vào thánh khí có thể giúp hắn chống cự một chút, cũng liền biết đủ. Sau đó thiên kiếp chi lực còn phải hoàn toàn dựa vào chính mình. Nhưng hiện tại xem ra, trạng thái của Lý Vân Tiêu toàn bộ khai hỏa, uy thế mạnh mẽ, dĩ nhiên một điểm đều không thua kém mình. Tâm tình rất là phức tạp đồng thời, cũng là rất là kinh hỉ. Ngay khi Lý Vân Tiêu bố trí xong một tay cuối cùng, trên bầu trời lôi vân đột nhiên tiêu tán ra, ầm một tiếng đã biến mất vô tung vô ảnh, trực tiếp triển lộ ra tử sắc long hình. Thiên uy cuồn cuộn nhất thời nhộn nhạo lên, mọi người thoáng cái đều là sắc mặt đại biến, trên da của mỗi người cũng bắt đầu dẫn điện, không ngừng hiện ra hồ quang. Vèo! Tất cả mọi người quyết định thật nhanh, trực tiếp hóa ra chui quang, chiêu xa xa bỏ chạy. Cuối cùng một đạo thiên uy này đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, hiện nay bảo trì cự ly còn chưa đủ để khiến bọn họ cảm thấy an toàn. Đồng thời trong lòng mỗi người càng hoảng sợ không ngớt, nghĩ đến Lý Vân Tiêu lại muốn ngạnh kháng một chiêu như thế, đều là trên mặt không có chút huyết sắc nào, trái tim kịch liệt nhảy lên. Lý Vân Tiêu cũng là thoáng chút sắc mặt trắng bệch đứng lên, đạo tử lôi chi uy này, xa ở trên dự tính của hắn. Tiểu Thanh đồng dạng lấy làm kinh hãi, trầm giọng nói. Không cần sợ, nhất định có thể chống đỡ vượt qua. Ầm ầm, bầu trời một chút chấn động, Tử Long xoay một chút, liền trong tròng mắt bắn ra ánh sáng lạnh, mạnh mẽ phi thân vọt xuống tới. Xa xa người chỉ nhìn thấy một đạo tử sắc long ảnh hạ xuống, nơi đi qua một mảnh vỡ nát, bầu trời hoàn toàn sụp đổ. Uống! Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, chân ma cự linh đều là giơ lên đại thủ tới, hướng trước người ma hoàn một chảo. Ầm ầm một tiếng, trong tay chân ma kia nắm một bộ thiết quyển đan thư hư ảnh, bỗng nhiên lật lên một cái. Đầu của chân ma tiền thân đột nhiên mở mắt ra, cúi đầu hướng thiết quyển đan thư hư ảnh nhìn lại, một bộ dáng phẩm độc. Theo cuốn sách hư ảnh mở ra, một cổ biển lực khó diễn tả được lan tràn ra. Ầm ầm, Tử Long trùng rơi, lôi quang lóe lên, không trở ngại chút nào đã oanh diệt cổ sức mạnh to lớn kia. Thiết quyển đan thư hư ảnh trực tiếp ở trong tay chân ma cự linh hóa thành một chút ánh huỳnh quang tiêu tán. Trên gương mặt của chân ma cự linh tiền thân lộ ra vẻ tức giận, vung hai tay lên, nhất thời trước người ma nguyên hoàn thoáng chút tiêu thất, trên sáu cái cánh tay có ba cái cầm lấy một kiện ma binh hư ảnh, theo thứ tự là tấm chắn, cái chai và đao. Sáu cái cánh tay đồng thời vung lên, ba kiện ma binh hư ảnh và ba cái quyền đầu đánh ra. Bang bang phanh, vẫn là quá yếu. Sấm sét hạ xuống, ba kiện ma binh hư ảnh và sáu cái cánh tay đồng thời nổ lên, hóa thành vô số ma nguyên lực, ở dưới lôi quang chớp động đã tiêu tan thành mây khói. Tử sắc long hình trực tiếp đột phá chân ma cự linh công kích, lập tức đã bị ma thiên khải giáp dị thường kết giới chi lực, nhưng là thoáng qua đánh bại, trực tiếp đánh vào trên ma thiên khải. Ầm ầm, lôi quang xuyên thấu ma thiên khải giáp, cả người của chân ma cự linh không ngừng vỡ nát ra, hóa thành khắp bầu trời ma nguyên. Nhưng là đều ở dưới lôi quang trực tiếp chôn vùi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, hét lớn mạnh mẽ hai tay vừa nhấc, giới thần bi bay thẳng bắn đi tới, trên thân bia kim quang từng vòng tản ra, tầng tầng lớp lớp, giống như một phương kim sắc thế giới, tấm bia to bất hủ. Ầm ầm, Tử Lôi nhảy vào bên trong kim quang của giới thần bi, đánh vào trên thân bia, nhất thời toàn bộ quang mang thoáng chút ảm đạm xuống. Giới thần bi kịch liệt rung động, tư thái vĩ ngạn tầng tầng đổ nát. Vô số kim mang nảy bắn ra. Lý Vân Tiêu quyết ấn biến đổi, vạn kiếm đầu nhất thời phóng lên cao, một mảnh kiếm quang sán lạn triển khai, kiếm phù ở bên trong ngân sắc kiếm hải trên dưới chìm nổi. Ung ung,
giới thần bi kim quang toàn bộ đổ nát rơi xuống, tử sắc long ảnh cũng mở đi vài phần, nhảy vào bên trong kiếm hải. Ầm ầm, kiếm phù trong vạn kiếm đồ phát sinh vạn đạo ngân mang, nhưng cũng bất quá một sát na đã đều tan vỡ. Trên 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đều dính vào tử sắc điện mang, tự thân linh khí không ngừng sụp đổ. Lý Vân Tiêu cả kinh, ba đạo phòng ngự đều bị phá, tuy rằng tiêu hao không ít tử lôi chi lực, nhưng thiên uy cuồn cuộn vẫn trực tiếp di động hiện tại trên mặt hắn, truyền đến sức mạnh to lớn khó có thể địch nổi. Hai tay hắn nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, phía sau trên bốn cái cánh tay bốn kiện huyền khí đều đập vào trong kim sắc vòng xoáy trước người, vô số quyết ấn đánh vào trong đó. Đạo vòng xoáy màu vàng kia nhất thời như là sôi trào lên, bốn kiện huyền khí như ẩn như hiện, chìm nổi bất định. Tinh tuyền, bạo. Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng, vòng xoáy màu vàng kia nhất thời hóa ra hư ảnh mấy trăm trượng, phảng phất như một phương không gian đều ở trong vòng xoáy này. Bốn kiện huyền khí còn lại là ở xung quanh kim quang mờ mịt một mảnh, đều lượn vòng đứng lên, toàn bộ vòng xoáy chi hải như là nồi hơi sôi trào, nghênh hướng tử long lôi điện nổ lên. Ầm ầm. Toàn bộ bầu trời trực tiếp bị nổ tan tác, một trận trời sập địa hãm xuống tới. Nhưng Lý Vân Tiêu cũng không có chút nào thư giãn, ngược lại nội tâm trầm xuống, thiên uy cuồn cuộn chỉ ở xích chỉ, sau cái cánh tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, kết xuất ba đạo phòng ngự kết giới dường như kính quang ở trước người chuyển động. Trên ba cái đầu đồng thời mi tâm giãn nứt, mở ra một con mắt dựng thẳng, đều tự bắn ra một đạo nguyên tố chi lực, chia ra làm phong, hỏa, lôi, thoáng chút đã đem ba tấm lá chắn hóa thành tam hệ nguyên tố kết giới. Ba khuôn mặt đều là hét lớn một tiếng. Trên người bốn môn đều mở ra, bỉ ngạn chi kiều phủ xuống, 24 kiều minh nguyệt dạ thần thể dị tượng nổi lên. Phòng ngự mạnh nhất, chính là lực lượng thân thể của hắn. Lúc này tiểu thanh biến thành đại trận trăm trượng cũng thoáng chút bay lộn đứng lên, hóa thành vô số lôi phù, hướng tới trên người của Lý Vân Tiêu hội tụ đi. Vô số lôi phù kia dán tại xung quanh Lý Vân Tiêu, không ngừng điệp cộng lại, hóa thành lôi chi áo giáp thật cao, hoặc như là lôi chi cự nhân. Toàn bộ lôi phù thoáng cái đồng thời sáng lên, hai bên trong lúc đó nối thành một mảnh, tựa như một khối. Giống, tử lôi chi long sau khi đã trải qua tầng tầng trở ngại, tựa hồ cũng có chút tâm phiền ý loạn, giống giận liên tục, hai tròng mắt tuôn ra lệ mang trùng kích xuống tới. Ầm ầm, long ảnh rơi vào trên lôi chi khôi giáp, vô số lôi phù kia từng đạo tan rã sập xuống, nhưng tốc độ cũng không nhanh, ở đổ nát đồng thời cũng đang không ngừng tiêu hao tử sắc lôi điện chi lực. Con người của Lý Vân Tiêu co rụt lại, lóe ra vẻ dị thường sắc bén, sáu tay mạnh mẽ nắm thành quả đấm, gào thét lớn hướng phía tử long oanh đến. A a a a a. Trên bầu trời trong nháy mắt hiện ra vô số kim sắc quyền ảnh, tầng tầng lớp lớp, thoáng cái khắp bầu trời đều là tử, thanh, kim tam sắc quang mang. Rầm 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 rầm. Tiếng nổ thật lớn chấn đến bốn phía không gian đều nghiền nát, xa xa mọi người lại là ai nấy tâm kinh đảm hàn. Trái tim không ngừng đã bị đánh vào thị giác, chỉ cảm thấy quang ảnh ba màu càng ngày càng không rõ, hoàn toàn rơi vào một mảnh hỗn loạn. Ầm ầm. Rốt cục một thanh âm vang lên triệt thiên địa rung mạnh, cả cái hải vực nước trong nháy mắt bị trưng khô. Bầu trời triệt để sụp đổ xuống tới, rơi vào vô biên đen kịt, như là một hắc động thật lớn, không còn bất luận quang mang nào chiếu bắn ra nữa. Ừng ực. Tất cả mọi người đều trong hầu một trận động tĩnh, chỉ cảm thấy khó có thể nói ra. Cuối cùng, vẫn là Trần Phong mím môi một cái, chật vật mở miệng nói. Kết cục thế nào, vượt qua được sao? Hoàn toàn yên tĩnh, không có người có thể trả lời. Tất cả mọi người vẫn không nhúc nhích đứng đó, tràng cảnh kinh thiên động địa đã vững vàng khắc vào xương cốt của mỗi người, trong đầu không ngừng thả về, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Xa xa một mảnh đen kịt dần dần tiêu tán, chậm rãi có điểm quang mang. Một đạo lôi quang nhảy lên, phát sinh thanh âm. Càng tụ càng nhiều, chậm rãi thành đoàn, trong đó tử thanh nửa này nửa nọ, cực kỳ tinh thuần. Lôi quang tuy rằng chói mắt, nhưng trên khí tức cũng dị thường yếu ớt, như là tùy thời muốn mất đi, hiển nhiên đã bị thương nặng. Đột nhiên một cái xích hồng sắc đại thủ hiện lên ở phía trên lôi quang đoàn, mạnh mẽ đánh xuống một chảo. Từng đạo lôi điện nổ bắn ra, lôi quang đoàn giãy giụa vài cái, lại không có thể tránh thoát được. Ha ha, đúng là vẫn còn thuộc về ta. Tuyệt thế ất mộc a. Một ngọn lửa bùm bùm nhảy ra, một thân ảnh khôi ngô từ trong bóng tối nổi lên, một khuôn mặt dữ tợn mà hưng phấn, đúng là lôi hổ hỏa báo.
Chuyện gì xảy ra? Không có khả năng hắn lại vẫn không chết. Tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, khó có thể ức chế kinh khủng ở toàn thân lan tràn. Trước đó rõ ràng bị nổ cháy đen, cơ bản tắt thở, mặc dù còn chưa có chết, cũng tuyệt đối không thể xanh long hoạt hổ xuất hiện a. Ở sau ngắn ngủi kinh hãi, thân sắc của mấy người Trần Phong và Mộ Dung Hằng Vũ đã thoáng chút âm trầm xuống. Tuyệt thế ất mộc quyết không thể bị hắn cướp đi, nhưng trước đó lôi hổ hỏa báo triển lộ ra uy lực, đã chấn nhiếp mọi người, mỗi người đều là gắt gao nhìn chằm chằm, ai cũng không dám mạo muội tới gần. Phanh! Ngay khi mọi người tâm niệm thay đổi thật nhanh, thân thể của lôi hổ hỏa báo bỗng nhiên run lên, nơi buồng tim phanh một tiếng nổ lên, một cánh tay tràn đầy lợi chảo từ phía sau đánh đi ra. A! Lần biến cố này nhất thời để mọi người trợn mắt há hốc mồm. Trên lợi chảo máu tanh phi thường, còn dính vô số thịt nát, chính là mảnh vụn tâm tạng của lôi hổ hỏa báo. Lôi hổ hỏa báo cũng gương mặt tức giận và kinh khủng, còn có vẻ cực độ tuyệt vọng, không cam lòng giận dữ hét lên. Nhuận tông ngươi tên xúc sinh này dám giết ta. Lôi hổ hỏa báo cả người triệt để phát cuồng đứng lên, tựa hồ khó mà tin được một màn trước mắt, chính mình dĩ nhiên chết ở trong tay của Nhuận tông. Phía sau một đạo thân ảnh nhàn nhạt nổi lên, gương mặt của Nhuận tông co quắp một chút, trong mắt hiện lên một đạo ý sợ hãi. Tựa hồ là sợ rằng lôi hổ hỏa báo sắp chết dãy giụa, có vẻ cẩn thận dị thường, lạnh lùng nói. Trường giang sóng sau đè sóng trước chết ở trên bờ cát. Lôi hỏa đại nhân, có như ta là sóng sau sẽ đẩy ngươi, ngươi có thể an tâm chết đi. Hắn đá mạnh một cước ra, nhanh như thiểm điện. Phanh! Đầu của lôi hổ hỏa báo như là quả dưa hấu nổ lên, các loại huyết thanh chảy ra khắp nơi. Mọi người đều là toàn thân run lên, đồng dạng có chút khó có thể tin tưởng nhìn một màn này, một đời bá chủ, cửu tinh đỉnh phong vũ đế cường giả, dĩ nhiên uất ức như vậy chết ở một gã hậu bối đánh lén chúng. Tuy rằng trước đó còn là sinh tử đại địch, nhưng người chết như đèn tắt, nhìn một gã tuyệt thế cường giả hèn mọn nhỏ bé như vậy chết đi, đều là trong lòng một trận chột dạ. Nhuận tông rút về thủ chảo máu chảy rầm rề, trên mặt hiện lên vẻ kích động, hướng phía lôi điện quang đoàn chộp tới. Đột nhiên thấy lạnh cả người từ sống lưng dâng lên, một thanh kiếm vô cùng băng lãnh, lặng yên không tiếng động gác ở trên cổ hắn, sau đó một giọng nói lạnh lùng nói. Ừ, giết tốt. Tiết kiệm tay chân của ta. Lý Vân Tiêu. Trần Phong mạnh mẽ kinh hô một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, những người còn lại cũng là đại hỉ, đồng thời cực kỳ cảm thấy khiếp sợ. Tuy rằng bọn họ cũng không hy vọng Lý Vân Tiêu chết, nhưng khi Lý Vân Tiêu thực sự sống sót, lại còn sống thật tốt, càng để cho nội tâm của bọn họ dâng lên một cảm giác áp lực khó diễn tả được. Ngươi làm sao có thể còn chưa có chết? Nhuận Tông cả người đại chấn, đồng dạng khó có thể tin tưởng. Hắn không dám quay đầu lại, bởi vì chân thực cảm thụ được trên cổ băng lãnh, bảo kiếm phong duệ ép hắn có chút không thở nổi. Lý Vân Tiêu lúc này một thân chật vật, cả người là máu, nhưng trong tròng mắt lại bắn ra đầy tràn tinh mang, giễu cợt nói. Chậc chậc, có chào hỏi như thế sao? Thật để cho người không thoải mái, phạt hài lòng, có tin ta hiện tại sẽ chém chết ngươi hay không? Ngươi, đừng, chuyện gì cũng từ từ. Nhuận Tông nuốt xuống nước bọt. Hai bên gò má chảy xuống mồ hôi lạnh. Với ngươi có cái gì dễ nói, ngươi còn lấy đi một con khôi lỗi của ta, giết ngươi giải hận. Trong miệng của Lý Vân Tiêu thanh âm phát lạnh, kiếm trong tay hơi run lên, trên cổ của Nhuận Tông một mảnh long lân phanh một tiếng rách ra. Đừng, mau dừng tay. Nhuận Tông sợ đến cả người run run, vội hỏi. Ngươi còn khôi lỗi kia còn muốn không? Nếu là giết ta, người đời này cũng tìm không được khôi lỗi. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi biết khôi lỗi của ta truyền đưa đến nơi nào. Phấn sắc tinh trần truyền tống là ngẫu nhiên, điểm ấy ta so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nhuận Tông cũng không biết con khôi lỗi kia ở trong lòng Lý Vân Tiêu phân lượng ra sao, chỉ là tùy ý vừa nói, lúc này lại phát hiện tựa hồ có một đường hy vọng, vội vàng nói. Đích thật là ngẫu nhiên không sai, nhưng ta lại có thể biết đại khái phương vị. Lý Vân Tiêu không tin nói. Hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt tiểu hài tử tạm được. Lãnh kiếm băng xương thoáng khẽ động, nhất thời long huyết cực nóng chảy ra. Không không không, là thật, thực sự không lừa ngươi đâu. Nhuận Tông vội hỏi. Ta cho ngươi vừa nhìn liền biết nhưng ngươi phải phát thệ không thể giết ta. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Nếu là thật, thả ngươi một mạng làm sao?
hồ lô tiểu kim cương đối với hắn mà nói thập phần trọng yếu, hắn cũng trong mơ hồ nhận thấy được Nhuận Tông tựa hồ không giống nói láo, nếu là có thể tìm về đích thật là vạn hạnh, bằng không thiên vũ giới to lớn, đời này cũng không nhất định có thể đủ tìm về. Nhuận Tông đại hỉ, mạnh mẽ lấy ra một khối ngọc bội, trên không trung đánh ra mấy đạo ký hiệu, vòng quanh ngọc bài bay một vòng, cuối cùng toàn bộ hội tụ bên trong, liền sau này ném tới. Lý Vân Tiêu tiếp nhận ngọc bội, thần thức hướng trên đó đảo qua, vùng xung quanh lông mày nhất thời nhíu lại. Nhuận Tông thấy phía sau đã không có thanh âm, vội vàng lớn tiếng nói. Mặt trên có ghi lại phương vị tuyệt đối là sự thực. Lý Vân Tiêu một chút trầm mặc không nói, cầm lấy ngọc bài nhìn ra ngoài một hồi, kiếm thế trong tay vừa thu lại, chậm rãi nói rằng. Ngươi đi đi. Nhuận Tông cảm thụ được kiếm khí không có, trong nháy mắt bước ra 10 bước, thối lui hơn 100 thước mới cảnh giác xoay người lại, vẻ mặt đều là tức giận. Lý Vân Tiêu lạnh như băng liếc mắt nhìn hắn, tiện tay vẫy một cái, nhất thời đem đoàn thanh tử sắc lôi quang chộp trong tay, từ từ để vào giữa chân mày. Mọi người trong lòng lộp bộp một chút, nhìn hắn thu tuyệt thế ất mộc, nội tâm đều không phải là tư vị. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Lý Vân Tiêu thu được chung quy so với người của hải tộc thu được vẫn tốt hơn. Còn nữa, Lý Vân Tiêu và ất mộc chi linh sớm đã nhận thức, ở đây cũng không có người thứ hai có tư cách, cùng với có thực lực này thu lấy ất mộc chi linh. Sắc mặt của Nhuận Tông hơi thay đổi đã khôi phục bình thường, lạnh lùng nói. Nơi đây sự đã xong, bản vương đa tạ chư vị thịnh tình khoản đãi. Lý Vân Tiêu, ta ghi nhớ ngươi. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rụt lại, lạnh lùng nói. Thế nào, ngươi muốn ăn đòn phải không? Nhuận Tông hơi biến sắc mặt, nặng nề hừ một tiếng, phất một cái ống tay áo, quát dẹp đường. Chúng ta đi. Cách đó không xa một đạo quang mang lóe lên tới, chính là Nhuận Vũ, đồng dạng sắc mặt khó coi, lạnh lùng quét mọi người một cái, cũng không dám nhìn phía Lý Vân Tiêu. Hai huynh đệ nhất thời hóa thành một đạo quang mang, hướng phía xa xa biển rộng bỏ chạy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cản cũng không được, không cản cũng không được. Lại nói, mọi người lúc này đều trọng thương, vị tất ngăn cản được. Huống hồ thân phận của đối phương chính là Bắc Hải Vương Tử, thật sự cản lại vẫn là một phiền phức, không bằng nhắm một mắt mở một mắt, để cho bọn họ rời khỏi quên đi. Mọi người nhìn phía dưới một mảnh đại dương mênh mông, toàn bộ hải mộc trấn ở bên trong đại lục mấy vạn thước trực tiếp biến mất, đều là một trận tâm tình cảm khái. Mộc gia ba huynh đệ càng sắc mặt âm trầm lợi hại, tâm như quặn đau. Trần Phong than thở. Tất cả mọi người cực khổ, việc đã đến nước này, vô pháp vãn hồi. May mà là chúng ta đều còn sống. Quay về Định Thiên Thành đi. Trên cổ tay của hắn mang theo một vòng ngọc tử chớp lên một cái, một đạo quang mang kích bắn ra, ở cách đó không xa hóa ra bát giai âm u chiến hạm. Mọi người đều bước lên chiến hạm, Lý Vân Tiêu cũng là một cái lắc mình đi tới. Còn có người từ bên trong thành may mắn trốn thoát, ở phía xa trên đất bằng kinh khủng quan vọng, cũng bị cùng nhau dẫn lên. Mấy ngày sau, trên Định Thiên Thành, bát giai chiến hạm đột nhiên xuất hiện, khiến cho vô số người chú mục. Bên trong thành từ bị đế giả đại náo qua đi, toàn bộ thành trì năng lực phòng ngự tăng nhiều, vừa nhìn thấy chiến hạm to lớn lái tới, đầu tường nhất thời hoảng loạn. Không nên hốt hoảng, không nên hốt hoảng, đây là Đao Kiếm Tông bát giai chiến hạm. Một gã đội trưởng bộ dáng nhân vật quát lớn, hắn định nhãn nhìn lại, trên chiến hạm một to lớn tiêu chí làm người khác chú ý, chính là Đao Kiếm Tông toàn bộ. Là Đao Kiếm Tông đại nhân sao? Nhưng vì cái gì mở ra chiến hạm đến đây? Trên đầu tường vẫn là truyền đến các loại rỗi rãnh nói toái ngữ, đều suy đoán. Tên đội trưởng kia quát lớn. Tất cả đều im miệng cho ta mở thành trì phòng ngự, nghênh tiếp Đao Kiếm Tông đại nhân. Nhất thời có hơn 10 tên võ giả lăng không bay lên, trên bầu trời đánh ra các loại pháp quyết, thoáng chút vờn quanh bay múa. Trên đầu tường nhất thời hiện ra tầng tầng kính quang, trục vừa mở ra. Người tới đó là Đao Kiếm Tông đại nhân, xin hãy nói lên tính danh. Tên đội trưởng kia mắt thấy chiến hạm gần trong gang tấc, vội vàng cả tiếng hỏi tới. Chiến hạm trên bong thuyền xuất hiện một gã nam tử dung mạo thanh tú, cất cao giọng nói. Tại hạ Đao Kiếm Tông Trần Phong, hiện tại muốn vào thành, đa tạ chư vị đại nhân dàn xếp. Tay phải hắn vừa lộn, một khối kim sắc lệnh bài bắn xuyên qua. Tên đội trưởng kia trong lòng lộp bộp một chút, Trần Phong tên hắn tự nhiên biết, kiểm tra qua lệnh bài không có lầm, nhất thời cung kính nói. Nguyên lai là Đao Kiếm Tông đại công tử,
ta đây liền thông bẩm thành chủ đến. Trần Phong nói, không cần, không cần kinh động quá nhiều người, chúng ta trực tiếp ở tại thần mộc thế gia là được. Tên đội trưởng trong lòng cả kinh, tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng nói. Vâng vâng, Mộc Hữu Vân cũng xuất hiện ở trên bong thuyền, đứng ở phía sau Trần Phong. Tất cả mọi người nhìn một màn này, trong lòng đều sinh ra rất nhiều ý nghĩ tới. Phủ thành chủ sau khi gặp diệt môn, thực lực lớn điệt, căn bản vô pháp quản lý Định Thiên Thành. Bên trong thành mấy thế lực lớn đều là sóng ngầm bắt đầu khởi động, không ngừng quảng chiêu hiền năng, cùng với hướng các số lớn cường thế lực đi lại, tăng nội tình cho mình. Sớm đã có nghe đồn thế lực sau lưng thần mộc thế gia là Đao Kiếm Tông, càng có nghe đồn nói Hải Mộc Trấn Linh Lôi quả lợi ích chính là ở Đao Kiếm Tông bảo hộ. Hôm nay Đao Kiếm Tông đại công tử dĩ nhiên tự mình đến Định Thiên Thành cho thần mộc thế gia chỗ dựa, xem ra nghe đồn này là 89 phần 10 không sai. Phòng thủ thành phố lực lượng nguyên bản lệ thuộc vào phủ thành chủ quản hạt, nhưng từ lúc gặp chuyện không may, từng võ giả đều đầu phục vào thế lực lớn khác, thời khắc này lực lượng phòng thủ thành phố từ bên trong thành mấy thế lực lớn cộng đồng nắm trong tay. Tin tức này lập tức yên lặng mà truyền đi, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Định Thiên Thành. Bên trong thành, trong phạm vi thế lực của thần mộc thế gia, trong một căn phòng tiếp khách lớn nhất. Mấy tỷ nữ xinh đẹp như nước chảy, rất nhanh bày đổ đầy các loại linh quả linh tử, từng yến trước bàn đều là một mảnh hương khí bốn phía, linh khí dư thừa, cực phẩm lôi linh quả cũng đặt không ít. Trong phòng ngồi ngay thẳng hơn 10 người, nhìn trước mắt khoản chiêu đãi phong phú, đều là mỉm cười không ngớt. Phòng khách chính thủ ngồi Trần Phong Viễn và Mộc Hữu Vân, dưới bên trái theo thứ tự là Lý Vân Tiêu, phu thê Trần Phong, Phi Nghê Kỳ Quỷ, Mộ Dung Hằng Vũ, dưới bên phải còn lại là Giang Tu Chân, Mộc Hữu Phong, Mộc Hữu Lãng, còn có vài tên thần mộc thế gia nhân vật trọng yếu, nhất nhất ở bên dưới bồi tọa. Trần Phong cầm lên bầu rượu trước người, mở hồ đắp vừa nghe, khẽ cười nói. Thượng đẳng linh tử, mặc dù là tu vi như bọn ta, uống một ngụm cũng có thể bằng được mấy ngày khổ tu. Thần mộc thế gia quả nhiên tài đại khí thô. Mộc Hữu Vân vội vã cười khổ nói. Đại công tử không nên cười nhạo ta, khó có được Phong Viễn tiên sinh và đại công tử, còn có chư vị tuổi trẻ tuấn kiệt đến hàn xá, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, ta đem trong tộc cất khí toàn bộ bưng đi ra, mong rằng chư vị không nên ngại ít. Trần Phong khẽ cười nói. Hữu Vân đại nhân khách khí, chỗ kỳ chân dị quả này ta đó là rất nhiều đều chưa thấy qua, hôm nay rốt cuộc mở rộng tầm mắt rồi. Mộc Hữu Vân nói. Chỉ cần đại công tử thích cho giỏi. Có chút giống trong tộc còn hơi có cất giấu, chờ sẽ cho người lấy một ít tốt cấp đại công tử chậm rãi phẩm thường. Trần Phong vội hỏi. Khách khí. Mộc Hữu Vân thở dài, nói. Ai, thần mộc thế gia ở Phong Viễn tiên sinh, đại công tử, còn có Hằng Vũ công tử nhiều năm chiếu cố cho, coi như là mỏng có tích xúc, tạm có thể duy trì gia tộc vận chuyển. Nhưng là bây giờ Hải Mộc Trấn vừa hủy, toàn bộ vô căn chi thanh thụ hóa thành biến mất. Thần mộc thế gia sau này mất đi trọng yếu lợi ích phát ra, gia tộc truyền thừa thực sự lo lắng a. Hắn nói than thở khóc lóc, nhịn không được dùng tay áo lau nước mắt. Mộ Dung Hằng Vũ uống một hớp quỳnh tương, cười nói. Hữu Vân đại nhân quá lo lắng, có Trần Phong đại công tử ở đây, bọn họ Đao Kiếm Tông tài đại khí thô, tùy tiện nhổ một sợi lông chân cho ngươi, cũng đủ cho các ngươi thần mộc thế gia truyền thừa trăm năm ngàn năm. Mộc Hữu Vân vội vàng đứng lên. Hướng phía Trần Phong ôm quyền nói. Nếu thật sự là như thế, thần mộc thế gia từ trên xuống dưới, đều phải mang ơn đại công tử rồi. Trần Phong cầm trong tay một hoa quả đang muốn ăn, hiện tại lại là há to mồm, thế nào cũng không thả vào được, không thể làm gì khác hơn là đem hoa quả thả lại đĩa, hướng Mộ Dung Hằng Vũ nói. Hằng Vũ công tử nói đùa, Đao Kiếm Tông chi to lớn, thực khó tưởng tượng, nhưng thật ra Mộ Dung thế gia tiềm lực chiếm đa số năm. Các loại linh thạch bảo vật chỉ có tiến không ra, sợ rằng đã trồng chất thành sơn, phú khả địch quốc đi. Không bằng Mộ Dung thế gia lúc đó xuất thế, chiếm giữ một linh sơn bảo địa, trở thành đệ thập đại siêu cấp thế lực, hai nhà chúng ta từ nay về sau kết minh, cộng đồng tiến thối. Mộc Hữu Vân tận dụng mọi thứ, vội hỏi. Nếu là Mộ Dung thế gia chịu xuất thế, vậy sẽ phải mời Hằng Vũ công tử chiếu cố thần mộc thế gia nhiều hơn rồi, đồng dạng vô cùng cảm kích. Mộ Dung Hằng Vũ hừ lạnh nói. Hừm, những năm gần đây, Hải Mộc Trấn hơn phân nửa thu nhập tất cả thuộc về Đao Kiếm Tông các ngươi. Mộ Dung Thế Gia và Thần Mộc Thế Gia cũng chỉ là uống chút nước canh, hiện tại Hải Mộc Trấn không có,
đừng nói thần mộc thế gia, chính là mộ dung thế gia ta cũng lâm vào khốn cảnh, có lẽ muốn tìm đao kiếm tông mượn chút tiền tới dùng một chút. Một bên trong mắt Phi Nghê tinh mang cuộn, tiếng rên nói rằng. Ta rốt cuộc hiểu rõ phương thức linh lôi quả bán ra, cao, thật sự là cao minh a. Kỳ quỷ cao mày nói. Cao, có ý tứ gì? Ánh mắt của Phi Nghê chuyển động, cười mà không nói. Trần Phong cười khổ nói. Hiện tại Hải Mộc Trấn cũng bị mất, cũng không có gì phải giấu giếm. Kỳ quỷ không hài lòng nói. Phi Nghê, ngươi nói cao minh rốt cuộc chỉ cái gì? Phi Nghê khẽ cười nói. Ta chỉ đoán được một điểm đại khái, hãy để cho Hữu Vân đại nhân mà nói đi. Mộc Hữu Vân thở dài, vẻ mặt tội nghiệp hình dạng, nói. Hải Mộc Trấn lôi linh quả lợi ích dính dáng thật sự là quá lớn, mặc dù có đao kiếm tông chư vị đại nhân làm chỗ dựa, nhưng cũng có chút thế lực cường đại hoặc là võ giả cường đại đắc tội không dậy nổi. Do đó xuất hiện buôn lậu linh lôi quả cái cách này, từ mộ dung thế gia âm thầm hướng thế lực cần đại lượng linh lôi quả chuyển vận trái cây. Kỳ quỷ cả kinh, mở to hai mắt nói. Nói như vậy, nếu nói buôn lậu, kỳ thực với các ngươi là một phe. Mộc Hữu Vân gật đầu, nói. Chỗ tốt như vậy là rõ ràng. Thứ nhất thỏa mãn các thế lực lớn nhu cầu. Thứ hai sao? Phi Nghê khẽ cười một tiếng, nói. Buôn lậu linh lôi quả giá cả hầu như bay lên một lần, lợi ích to lớn khó có thể tưởng tượng. Khẳng định có thế lực khác đoán được trong đó then chốt, nhưng có đao kiếm tông và mộ dung thế gia hai đại quái vật lớn tọa chấn, cũng liền đều nhắm một mắt mở một mắt. Trần Phong nói. Toàn bộ Hải Mộc Trấn lợi ích. Một khối bánh lớn nhất đó là mộ dung thế gia chính là buôn lậu. Bớt phóng rắm chó của ngươi đi. Mộ dung Hằng Vũ quát dẹp đường. Toàn bộ trái cây con số, còn có trái cây chảy về phía, đều ở dưới đao kiếm tông các ngươi nắm trong tay, chúng ta bất quá là được chút da lông mà thôi. Mộc Hữu Vân vội hỏi. Lưỡng vị công tử chớ có tranh chấp, hiện tại quả lâm cũng bị mất, kế tiếp nên làm thế nào cho phải? Mong rằng đại nhân đang ngồi có thể chỉ điểm cho thần mộc thế gia một con đường sống. Mộ Dung Hằng Vũ và Trần Phong nhất thời giả chết, quay đầu hướng về phía bên ngoài nhìn. Mộc Hữu Vân bộ dáng tội nghiệp, nhìn phía bên người Trần Phong Viễn. Trần Phong Viễn vẫn luôn trầm mặc không nói, cả người nhìn qua dị thường già nua, nhưng ăn mặc trường bào hoa lệ cẩm tú, nhìn qua còn là rất hiển quý khí. Trước đó đánh một trận, hắn hao hết có khả năng, tuy rằng may mắn còn sống. Nhưng cũng đã công lực tấn phế, thành một phổ thông lão giả. Điều này đối với một gã cường giả đã từng đứng ở đỉnh phong đại lục mà nói, là sự tình tàn khốc cỡ nào, cũng may Trần Phong Viễn ngược lại cũng lạc quan, mấy ngày qua chuyển biến, tựa hồ cũng đã tiếp nhận sự thực này rồi. Trần Phong Viễn nhìn Mộc Hữu Vân ánh mắt cầu cứu, nở nụ cười hớn hở, nói. Lão Phu đã thành phế nhân, dự định tìm một chỗ an độ lúc tuổi già đó là, không hề nhúng tay tông môn sự vật. Toàn bộ bên trong sân nhất thời yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy bẹp bẹp nước ăn quả thanh, tựa hồ có vẻ có chút không hài hòa. Phi Nghê chớp mắt một cái con ngươi, hướng Lý Vân Tiêu nhìn lại, nói. Vân Tiêu công tử ngồi không nói được một lời, chỉ lo ăn cái gì, lẽ nào chỗ này quỳnh tương ngọc quả thực mỹ vị như thế. Gai cái tay của Lý Vân Tiêu luôn động, liên tục nuốt mấy trái cây, thức ăn trên bàn đã được ăn hơn phân nửa, trong miệng tràn đầy thực vật, nói cũng không rõ ràng lắm. Ô ô nói. Đồ tốt như vậy, không ăn cũng phí. Ăn tươi chỗ này, bằng được với một năm rưỡi khổ tu, ta không giống các người sĩ diện khổ thân. Kỳ thực ai cũng muốn ăn chết khiếp, chính là muốn mặt mũi. Đang khi nói chuyện, hắn lại ăn mấy quả, tựa hồ bu nghẹn, trực tiếp mở bầu rượu ra, ngụm lớn uống vào quỳnh tương. Tất cả mọi người cười khổ không thôi, có chút choáng váng. Bất quá Lý Vân Tiêu nói cũng là lời nói thật. Đầy bàn trái cây này ăn đi, sợ rằng có thể bằng được một năm rưỡi khổ tu, chỉ là ai cũng không làm được ăn uống thô lỗ. Nói có đạo lý. Kỳ quỷ nghe vậy, sau khi suy nghĩ một chút, cũng bắt đầu hai tay cầm trái cây liều mạng ăn. Hải Mộc Trấn đánh một trận, hắn vẫn luôn là hôn mê, bị thần mộc thế gia mọi người bảo hộ, cũng không có nhìn thấy Lý Vân Tiêu phát huy. Thế nhưng qua trên đường đi tới đã nghe Phi Nghê đem sự tình tường tận nói một lần, tuy có chút không tin. Nhưng cũng biết mình và Lý Vân Tiêu chênh lệch cực lớn. Trên đời này, thực lực mạnh hơn ngươi cũng không đáng sợ, đáng sợ là người thực lực mạnh hơn ngươi này, còn so với ngươi càng thêm nỗ lực. Kỳ quỷ cũng là nghĩ thông điểm ấy, mặt mũi, ở trên loại đại sự đề cao tu vi này,
hoàn toàn không đến phơi nắng. Người có thực lực, mặc kệ thế nào đều có mặt mũi. Không có thực lực, lại giả bộ ra sao, người khác cũng sẽ không cảm thấy người có mặt mũi, chỉ sẽ cảm thấy ngươi là đậu ép mà thôi. Trần Phong và Mộ Dung Hằng Vũ chờ người trầm mặc một chút, mấy người nhìn nhau liếc mắt, mạnh nắm lên trước người Quỳnh Tương Ngọc quả tựu gặm lấy gặm để. Ngay cả Phi Nghê và Lương Ngọc Y hai nữ tử, cũng là mỉm cười, mặc dù không có thô lỗ như nam nhân vậy, nhưng là thật nhanh cầm lấy trái cây ăn. Lần này nhất thời khổ Mộc Hữu Vân, một trận lo lắng đau nhức, rung giọng nói. Ăn chậm một chút, chư vị ăn chậm một chút, trước tiên nói chuyện tương lai phát triển của gia tộc ta đại sự a. Nhưng không ai để ý tới, đều là càng ăn càng nhanh. Không chỉ có là Mộc Hữu Vân, mấy tên thần mộc thế gia khác cũng là yêu thương không dứt, đấm ngực dậm chân. Oa, ăn no thật thoải mái a. Sau một lúc, Lý Vân Tiêu vỗ vỗ cái bụng, vui vẻ cười ha hả. Trước người nguyên bản đống quả như núi nhỏ vậy, toàn bộ trống không. Mộc Hữu Vân trong lòng đang rỉ máu, nhưng vẫn là cười làm lành. Vân Tiêu công tử cứ thoải mái ăn, thoải mái ăn. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta vừa mới nghe Hữu Vân đại nhân nói, trong phủ còn có một chút cất trong kho, không bằng lấy thêm một điểm đi ra ăn, ta còn không ăn no đấy. Hắn sờ một cái bụng. Sắc mặt của Mộc Hữu Vân một chút tựu tái rồi, trợn lồi trong mắt, rung giọng nói. Còn dư lại một chút xíu. Chính là thần mộc thế gia toàn bộ gốc gác. Mấy vị công tử thiếu chủ, chúng ta ăn chậm một chút, trước tiên nói chuyện tình cảnh và phát triển của gia tộc ta, chỉ cần nói vui vẻ, ta liền đem gốc gác toàn bộ rời ra ngoài cho mọi người ăn đủ. Lý Vân Tiêu cười nói. Hảo chú ý, chờ bọn hắn ăn xong bàn lại đi. Đám người Trần Phong là càng ăn càng nhanh, căn bản không có dừng lại dự định. Mộc Hữu Vân vỗ vỗ đầu, cảm giác gặp phải sát tinh. Sở dĩ xuất ra nhiều đồ tốt áp đáy hòm như thế đi ra chiêu đãi mọi người, chính là vì biểu hiện thành ý. Quan trọng hơn cũng là lo lắng đến mọi người đều có thân phận có địa vị, mặc dù muốn ăn phỏng chừng cũng là lướt qua liền rừng, đại bộ phận Quỳnh Tương Ngọc Quả vẫn phải là bàn hồi phủ kho đi. Ai biết gặp được Lý Vân Tiêu một tên sát tinh không biết xấu hổ, còn kéo mọi người cùng nhau ăn. Ngay cả mấy vị nhân vật trọng yếu kia của Mộc gia cũng không nhịn được len lén mau ăn, một ngày mở xong hội nghị. Chỗ cực phẩm linh quả này bọn họ cũng là không có phần hưởng dụng. Mộc Hữu Vân giận không chỗ phát tiết, hung hăng trợn mắt nhìn mấy người kia một cái, bọn họ mới thu liễm một ít. Chỉ có Giang Tu Chân vẫn là bình tĩnh tự nhiên, là không dưới nét mặt già nua, chỉ là lướt qua liền dừng, một bộ dáng tiền bối phong phạm, cười a a. Gì, trái cây ăn ngon như vậy các ngươi thế nào không ăn? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn Giang Tu Chân một cái, thân ảnh lóe lên. Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo thanh quang xẹt qua, trước người Giang Tu Chân Quỳnh Tương Ngọc Quả toàn bộ rời đến trước mặt của Lý Vân Tiêu, tiếp tục gặm lấy gặm để. Ngươi không ăn ta giúp ngươi ăn. Giang Tu Chân sửng sốt một chút, lập tức vẻ mặt lúng túng cười làm lành, xem như hữu hảo. Lý Vân Tiêu căn bản không liếc hắn một cái, tự mình tiếp tục ăn. Hừm, thời gian uống cạn chén trà, rốt cục thực vật hễ quét là sạch trước người, Lý Vân Tiêu nặng nề ợ một cái. Một tiếng no bụng, để Mộc Hữu Vân tim như bị đao cắt. Nhưng người trước mắt này đó là đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện, tuyệt đối tương lai thiên hạ bá chủ, là nhân vật phải lấy lòng kết thân, cũng chỉ có thể cười khổ nói. Vân Tiêu công tử ăn đã hài lòng. Hài lòng, thật vui vẻ. Lý Vân Tiêu cười ha hả, tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Lý Vân Tiêu sờ sờ cái bụng, nói. Nếu ăn hài lòng như vậy, ta sẽ cho Hữu Vân đại nhân ra một chủ ý, nhất định có thể thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Nga, mau mau nói. Mộc Hữu Vân trước mắt sáng ngời, nhất thời đại hỉ đứng lên. Lý Vân Tiêu nói. Hữu Vân đại nhân chỉ cần phái người mọi nơi truyền ra ít gió, Đao Kiếm Tông và Mộ Dung thế gia sẽ là hậu trường của ngươi. Ngươi đoạt được lợi ích một nhiều hơn phân nửa đều phải giao cho bọn họ, toàn bộ bên trong Định Thiên Thành, ai còn với ngươi đoạt mối làm ăn. Ngươi liền vung tay lên. Đem toàn bộ Định Thiên Thành sinh ý đều ăn một ngụm, đều khống chế nơi tay. Phốc, Trần Phong và Mộ Dung Hằng Vũ trực tiếp chế trụ, một cái cổ nghẹn đến đỏ bừng, liều mạng vỗ bộ ngực. Người còn lại là không ngừng mà ho khan, đem thịt quả trong miệng cặn nhổ ra. Mộc Hữu Vân cũng là cười khổ không thôi, lắc đầu liên tục. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói.
Hữu Vân đại nhân có phải nghĩ phương pháp này không ổn hay không? Mục Hữu Vân than thở. Nào chỉ là không thích hợp, căn bản là không thể thực hiện được, hoàn toàn là suy nghĩ thiên mã hành không. Không nói đến bên trong thành thế lực khác cũng có chỗ dựa, loại minh mục trương đảm cướp đoạt lợi ích này, một ngày khiêu khích nhiều người tức giận, Đao Kiếm Tông và Mộ Dung Thế Gia phải đứng ở đại nghĩa một bên, há có thể giúp ta? Không thích hợp, không thích hợp, hoàn toàn không được. Mục Hữu Vân lắc đầu liên tục, thầm nghĩ Lý Vân Tiêu này tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng suy nghĩ vẫn là quá mức ấu trĩ đơn giản. Đúng thế, quân tử ái tài, thủ chi có câu, há có thể làm loại cường thủ hào đoạt này, Đao Kiếm Tông ta tuyệt sẽ không cho phép. Trần Phong cũng vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười, nói. Hai người các ngươi ở sau lưng ăn nhiều năm lợi ích như vậy, hiện tại không có ăn, nhân gia gặp nạn, các ngươi lại mặc kệ. Ha ha, quả nhiên là quân tử ái tài, thủ chi có câu. Trần Phong đỏ mặt lên, nói. Đây không phải là mọi người đang thương lượng biện pháp sao? Sắc mặt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, nói. Không cần thương lượng, vẫn là dùng cái phương pháp kia. Đến lúc đó thần Mộc Thế Gia bị người công kích, hai người các ngươi không đứng ra nói, ta đã đem chuyện Hải Mộc Trấn nhiều năm như vậy thông cáo thiên hạ, xem mặt mũi của hai nhà các ngươi còn đặt ở nơi nào. Đây trăm triệu lần không thể được. Trần Phong thoáng chút đã luống cuống, nếu là đổi thành những người khác, hắn mới không tin đối phương dám làm như thế, nhưng Lý Vân Tiêu nói, 100% cảm, lại là 100% sẽ làm. Mộ Dung Hằng Vũ cũng là có chút nhút nhát, nói. Mộ Dung Thế Gia thật không có kiếm được bao nhiêu tiền. Vân Tiêu huynh, ngươi không thể bẫy ta như vậy à? Lý Vân Tiêu nói lầm bầm nói. Ta mặc kệ chỗ này, ta chỉ biết là biết dùng người chỗ tốt, phải làm việc cho người. Bữa trái cây này ta ăn rất vui vẻ, ta phải vì thần Mộc Thế Gia nói. Hai người các ngươi mấy năm nay ngoại trừ linh lôi quả bóc lột nhân ra ra, các loại cung phụng cũng không ít đi. Chuyện tới trước mắt, người khác gặp nạn. Các ngươi mà bắt đầu giả ngu rồi sao? Trần Phong vội hỏi. Vân Tiêu huynh hiểu lầm, việc của thần Mộc Thế Gia, chúng ta tuyệt đối không thể nào ngồi yên không để ý tới. Chỉ là Hải Mộc Trấn bị hủy, thần Mộc Thế Gia đi hướng suy yếu là không thể tránh khỏi, muốn một lần nữa hưng thịnh đứng lên, tất nhiên cần có một quá trình. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh lùng nói. Trần Phong, ngươi còn đang cùng ta giả ngu, chính là thần Mộc Thế Gia. Các ngươi nếu thật có lòng nâng đỡ nói, mặc dù đã không có linh lôi quả, cũng sẽ chỉ càng mạnh không kém. Hắn nhìn xem Trần Phong còn muốn cãi cọ, trực tiếp cắt đứt, lạnh lùng nói. Không phải cùng ta giảng đạo lý, ta nghe không hiểu. Nói chung một năm sau, thần Mộc Thế Gia suy yếu rồi, ta không chỉ có đem việc của Hải Mộc Trấn nói ra, còn có Đao Kiếm Tông một ít tư ẩn ta cũng biết không ít, toàn bộ công bố. Hắn âm lãnh cười, nói. Tỷ như Trần Đoạn Thiên Cửu di thái nhà mẹ đẻ, Tần Sa Thành Tư Đồ Thế Gia, một đêm tàn sát ngàn người, lấy thủ đoạn xét đánh quét ngang thế lực khác bên trong thành, nhất thống Tần Sa Thành, hình như là Đao Kiếm Tông các ngươi một tên vũ đế thân thể hơi béo, chiều dài song cằm, thân cao ải ải mập đông qua làm. Trần Phong sắc mặt đại biến, mặc dù là trên ghế đầu Trần Phong viễn cũng là con ngươi chợt co rút lại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Còn lại người hơi hơi nhíu mày. Cũng là ai nấy sắc mặt đại biến đứng lên. Trần Phong chật vật nuốt xuống một chút, lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu, đừng vội nói bậy, năm xưa Tần Sa Thành một án đến nay đều là thành mê, người dựa vào cái gì nói là chúng ta làm. Lý Vân Tiêu cười hắc hắc, nói. Năm xưa phát sinh chuyện này, tiểu tử ngươi còn không có sinh ra đấy. Hỏi một chút tam thúc tổ của ngươi sẽ biết. Năm đó hắn trong lúc vô ý đi ngang qua Tần Sa Thành. Vừa lúc tiểu ở một đêm, chính mắt thấy được chuyện này. Trần Phong viễn cũng là tâm trạng âm thầm khiếp sợ không thôi, tuy rằng người trong thiên hạ đều ít nhiều có thể đoán được là Đao Kiếm Tông bọn hắn làm, nhưng tuyệt không người dám nói ra, đồng thời cũng sẽ không biết bộ dáng của hung thủ, Lý Vân Tiêu thật giống như tận mắt nhìn thấy vậy. Hắn trầm giọng nói, Đao Kiếm Tông luôn luôn là quang minh lỗi lạc, làm sao có thể làm loại chuyện trơ trẽn này. Chỗ này cách nghe đồn không nói chuyện cũng được. Vẫn là nói một chút tránh sự đi, ta cũng hiểu được thần Mộc Thế Gia nhiều năm qua đối với chúng ta tận tâm tận lực, hẳn là lực mạnh đến đỡ. Trần Phong nghe được hai câu lúc trước, hung hăng nhìn chòng chọc Lý Vân Tiêu một cái, đợi nghe phía sau, nhất thời trong lòng giật mình đứng lên. Hải Mộc Trấn đã hủy, thần Mộc Thế Gia trên cơ bản đã không có bao nhiêu giá trị,
căn bản không đáng giá đến đỡ, điểm ấy Tam Thúc Tổ hẳn là so với chính mình rõ ràng hơn. Hắn nhất thời hiểu rõ ra, Lý Vân Tiêu nói khẳng định là thật, Tam Thúc Tổ cũng là sợ chuyện náo động, đối với Đao Kiếm Tông ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Trần Phong Viễn nói, như vậy đi, vừa lúc Định Thiên Thành chức thành chủ sắp sửa đổi chủ, để Mộc Hữu Vân kế thừa đi. Trần Phong cả kinh, Định Thiên Thành chức thành chủ dính dáng rất nhiều, mấy thế lực lớn khác cũng phái người tặng qua cung phụng, đồng thời Đao Kiếm Tông đều tiếp nhận, lại mạo muội nhúng tay quá không phúc hậu. Mặc dù muốn đến chống đỡ thần Mộc thế gia, cũng không cần thiết ở trên một chuyện thành chủ nhúng tay. Hắn đang muốn nói, bị Trần Phong Viễn trực tiếp phất tay cắt đứt. Trần Phong Viễn uống xong một chén tương rượu, nhìn phía Lý Vân Tiêu cười nói. Không biết như vậy đến đỡ, Vân Tiêu công tử có thể thỏa mãn hay không? Lý Vân Tiêu cũng là cười, nói. Thỏa mãn, thỏa mãn. Hữu Vân đại nhân, bữa trái cây này ta cũng không ăn không phải trả tiền, cho ngươi đòi một chức thành chủ tới. Đa tạ Vân Tiêu công tử, đa tạ Phong Viễn đại nhân. Mục Hữu Vân vui mừng quá đỗi, cả người kích động khó có thể tự giữ. Trong lòng hắn hết sức rõ ràng Trần Phong Viễn đây là bán cho Lý Vân Tiêu mặt mũi, vội vàng nói. Vân Tiêu công tử thích ăn chỗ linh quả này, ta lập tức để hạ nhân đem tồn kho toàn bộ gói đưa tới. Một gã mộc gia thành viên trung tâm lập tức hội ý, vội vàng rời khỏi phòng hội, chuẩn bị các loại quà tặng đi. Giang Tu Chân cũng là cười nói. Chúc mừng Hữu Vân huynh rồi. Mộc Hữu Vân vội hỏi. Nhờ phúc của Tu Chân đại nhân. Nhờ phúc của chư vị đại nhân, sau này mong rằng Tu Chân đại nhân cũng có thể nhiều hơn chiếu cố. Giang Tu Chân vỗ vỗ bộ ngực, nói. Những địa phương khác ta không dám nói, trong Định Thiên Thành, sau đó Vạn Bảo Lâu sinh ý, một nhiều hơn phân nửa đều do thần Mộc thế gia các ngươi làm. Có thật không? Mộc Hữu Vân mừng rỡ như điên, liên tục ôm quyền nói. Đa tạ Tu Chân đại nhân. Chuyện tốt một cái cọc tới. Hạnh phúc tới nhanh như vậy, để Mộc gia ba huynh đệ phảng phất như đột nhiên rơi vào trong mây. Giang Tu Chân kỳ thực cũng bất quá là thấy gió sử đà, lúc trước Vạn Bảo Lâu ở Định Thiên Thành sinh ý thì có 1/3 đi là phủ thành chủ, thần Mộc thế gia cũng có 1/5 số định mức, hiện tại bất quá là cộng lại mà thôi. Nhưng đối với thần Mộc thế gia mà nói, không thể nghi ngờ là tin vui to lớn. Ba người đều biết tất cả đều là công của Lý Vân Tiêu, ai nấy vô cùng cảm kích. Đám người Mộ Dung Hằng Vũ và Phi Nghê một bên nhìn xem, đều là ánh mắt chớp động, đều có suy nghĩ. Trần Phong Viễn mỉm cười nói. Vân Tiêu công tử trọng tình trọng nghĩa, quả thật khó có được nhân vật, không biết có hứng thú đến Đao Kiếm Tông làm khách chăng? Lý Vân Tiêu nói. Không biết là ta mới vừa nói một ít bí tân việc, Phong Viễn tiên sinh muốn đem ta dẫn qua đến giết chết đi. Ha ha, Vân Tiêu công tử quả nhiên hài hước. Trần Phong Viễn cười ha hả, nói. Ngươi là trong trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, tương lai tất là nhất phương bá chủ, tuyệt đại nhân vật. Đao Kiếm Tông rất muốn làm quen bằng hữu như ngươi vậy. Lý Vân Tiêu nói. Phong Viễn tiên sinh nói ra như vậy, ý tứ nói đúng là, chúng ta bây giờ không phải là bằng hữu sao? Ha ha, lão hủ nói lỡ, Vân Tiêu công tử sảng khoái. Trần Phong Viễn vuốt râu cười ha hả. Sắc mặt mấy ngày qua lần đầu tiên xòe ra khai, kết giao Lý Vân Tiêu, xem như hắn vì Đao Kiếm Tông tận lực làm một chuyện cuối cùng. Đến đỡ thần Mộc thế gia leo lên Định Thiên Thành chức thành chủ, mặc dù sẽ có chút khúc chiết, nhưng đối với Đao Kiếm Tông mà nói đích xác không coi vào đâu. Ngược lại thì Lý Vân Tiêu người này lại phải có kết giao, từ sau Tống Nguyệt Dương thành một chuyện, Trần Phong luôn luôn tâm cao khí ngạo đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, cùng với biến thành người khác vậy, không chỉ có tu vi tiến triển cực nhanh. Ngay cả tính cách cũng biến thành nội liễm điệu thấp, giấu tài đứng lên. Do đó không chỉ có là hắn, ngay cả đám người Trần Đoạn Thiên cũng đúng Lý Vân Tiêu hết sức tò mò. Lần này Hải Mộc Trấn vừa thấy, thực lực kia mạnh mẽ, so với trong truyền thuyết kinh khủng hơn, khiến Trần Phong Viễn có chút bất an đứng lên. Trong khoảng thời gian này bởi vì tu vi tẫn phế, do đó tâm tình giảm xuống không nói, vừa vặn có cơ hội kết giao người này, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này quả quyết đứng ra đỡ thần Mộc thế gia, xem như lấy lòng cho hắn. Mộ Dung Hằng Vũ cũng là ôm quyền nói. Mộ Dung thế gia cũng tùy thời hoan nghênh Vân Tiêu huynh làm khách. Ánh mắt của Phi Nghê chuyển động, lại cười nói. Thiên Lĩnh Long gia, cũng như vậy. Những người này ở sau khi đã biết thực lực của Lý Vân Tiêu, luôn luôn tự cho mình là cực cao mấy người,
dĩ nhiên mất đi tâm so sánh, hoàn toàn vui lòng phục tùng, bắt đầu vì ích lợi nhà mình mượn hơi người này. Lý Vân Tiêu cười nói, Mộ Dung Thế Gia lánh đời mờ ảo, thiên lĩnh càng ở hiểm ác đáng sợ vách đá dựng đứng trong lúc đó, đều vì nhân gian khó có được thắng cảnh, có thời gian ta nhất định đi đến. Coi như là cho hai người một đáp lại. Trần Phong cũng là suy nghĩ ra ý tứ của Tam Thúc Tổ, lúc này cười nói. Từ sau Tống Nguyệt Dương Thành cáo biệt, Trần Phong thời khắc quải niệm Vân Tiêu huynh, không bằng bây giờ liền theo ta đi Đao Kiếm Tông, tất nhiên sẽ có rượu ngon món ngon khoản đãi, trên võ đạo ta cũng có rất nhiều chuyện muốn cùng Vân Tiêu huynh lãnh giáo một chút. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lưu chuyển, tiêu ý một chút thu liếm, chậm rãi nói. Thực sự xin lỗi, ta có việc trong người, chỉ vì lâu không ở trên đại lục, đối với một ít tin tức thập phần bế tắc, muốn hướng chư vị hỏi thăm một việc. Chuyện gì? Trần Phong kinh ngạc nói. Nếu chúng ta biết, tất nhiên biết không giấu giếm. Giang Tu Chân vội hỏi. Mặc dù là cái bí tân gì, lấy năng lực của Vạn Bảo Lâu ta, cũng rất nhanh có thể đoán được. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, trầm giọng nói. Hồng Nguyệt Thành Đường Tâm muốn cưới vợ Khương Nhược Băng, chư vị cũng biết nội tình. Tất cả mọi người đều sửng sốt, lộ ra vẻ cổ quái, hai mặt nhìn nhau. Phi Nghê đột nhiên cười nói. Việc này thiên hạ đều biết, Vân Tiêu công tử vì sao có câu hỏi này. Nàng nháy mắt nói. Đường Tâm cũng là trong thiên hạ ít có thiếu niên anh kiệt, vừa là nhi tử của Hồng Nguyệt Thành thành chủ, nghe nói còn là vương tọa vũ đế đằng quang đệ tử đích truyền. Mà Khương Nhược Băng nghe nói cũng là dung mạo như thiên tiên, mỹ danh hưởng dự thiên hạ, hai người xem như trai tài gái sắc, trời đất tạo nên. Âu, ta hiểu được. Phi Nghê nhìn sắc mặt của Lý Vân Tiêu càng ngày càng khó coi, lập tức đổi đề tài nói. Năm xưa Vân Tiêu công tử ở Hồng Nguyệt Thành đại hiển thần uy, bị Khương Sở Nhiên xưng là đệ nhất nhân trong nhân tài mới xuất hiện, nói vậy cùng với Khương Nhược Băng cũng có chút sâu xa đi. Mục Hữu Vân nói. Việc này đã thiên hạ đều biết, hôn kỳ còn có hơn tháng thời gian, thần Mộc Thế Gia ta cũng chuẩn bị một phần hậu lễ. Không biết Vân Tiêu công tử muốn biết chuyện gì? Lý Vân Tiêu ngưng thanh nói. Khương Nhược Băng có thực sự cam tâm tình nguyện gả cho Đường Tâm, hay là bị bức bách, hoặc giả là tình thế bắt buộc? Hắn ngẩng đầu lên, thoáng chút nhìn chằm chằm Trần Phong, nói. Đao Kiếm Tông đều là bảy đại siêu cấp thế lực, loại tình báo này không có khả năng không có chứ. Trần Phong bị hắn nhìn chằm chằm tới trong lòng cả kinh, cả người một loại cảm giác cực kỳ không được tự nhiên, vội hỏi. Việc này ta đích xác biết một ít tin tức. Hắn cười khổ nói. Quả thật, tựa như Vân Tiêu huynh nói như vậy, giữa bảy thế lực lớn đều là cho nhau chú ý thập phần chặt chẽ. Hắn không khỏi liếc nhìn Phi Nghê kỳ quỷ một cái. Phi Nghê một chút cười nói. Long gia cũng thật có ám cái cọc ở Hồng Nguyệt Thành, nhưng việc này ta cũng không rõ ràng lắm. Trần Phong gật đầu, nói. Năm xưa Địa Lão Thiên Hoang mở ra hậu, Khương Sở Nhiên thất tung, Hồng Nguyệt Thành đổi chủ, dẫn được thiên hạ rung động. Một Khương gia to lớn như vậy, thoáng cái cấp tốc chuyển suy, ngay cả người nhà của Khương Sở Nhiên cũng bị ép suốt đêm thoát đi Hồng Nguyệt Thành, đầu nhập vào Bắc Vực Ngọc Thiềm Tông. Hắn có chút cổ quái nhìn Lý Vân Tiêu một cái, nói. Căn cứ trên tình báo nói. Lúc đó Khương gia thê nữ thoát đi Hồng Nguyệt Thành là chiếm được một vị thiếu niên thần bí xuất thủ tương trợ. Mà lúc Hồng Nguyệt Thành mà bắt đầu phát lệnh truy nã Vân Tiêu huynh ngươi, trong lúc này. Lý Vân Tiêu nói. Người nọ chính là ta. Hắn bổ sung một chút, lại nói. Đáng tiếc lúc đó thực lực không đủ, bằng không trực tiếp đi giết Đường Khánh, Nhược Băng các nàng cũng sẽ không cần chạy trốn. Tất cả mọi người tâm thần dùng mình, chảy xuống mồ hôi lạnh tới. Hiện tại Đường Khánh đó là Hồng Nguyệt Thành chi chủ, một trong thiên hạ bảy đại tông chủ, ai dám nói loại lời đại nghịch bất đạo này. Trần Phong cũng là choáng váng, lau mồ hôi lạnh, tiếp tục nói. Vậy khó trách, Hồng Nguyệt Thành đối với Vân Tiêu huynh hạ lệnh truy nã hiện tại cũng còn không triệt hồi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, sắc mặt âm trầm xuống. Trần Phong viễn đột nhiên nói rằng, nếu là Hồng Nguyệt Thành dám đối với Vân Tiêu công tử bất lợi, Đao Kiếm Tông tùy thời hoan nghênh Vân Tiêu công tử đến đây. Mọi người tất cả giật mình, đây rõ ràng chính là không tiếc đắc tội Hồng Nguyệt Thành, cũng muốn mời chào Lý Vân Tiêu rồi. Lý Vân Tiêu nói. Đa tạ. Trần Phong cũng là khiếp sợ với Tam Thúc Tổ quyết định, tuy rằng Lý Vân Tiêu rất đáng giá mời chào, nhưng vì thế đắc tội Hồng Nguyệt Thành, tựa hồ cực kỳ không khôn ngoan,
hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, tiếp tục nói. Khương gia mẫu nữ chạy trốn tới Bắc vực Ngọc Thiềm Tông, chúng ta cũng tiếp tục phái người nhìn chằm chằm một đoạn thời gian, nhưng đã không có bao nhiêu tin tức giá trị. Về sau chuyển biến ở chỗ Hồng Nguyệt Thành nội bộ, Đường Khánh dù sao cũng là ngoại lai thế lực, tuy rằng đuổi đi Khương gia mẫu nữ, nhưng muốn ngồi vững vàng trước thành chủ không phải công sức một sớm một chiều. Nương theo Đông Hải chiến sự ngồi vững vàng uy vọng, còn có trong Đông Hải chiến sự, đem số lớn thế lực phản đối điều đến tiền tuyến chịu chết, Đường Khánh tiến thêm một bước gia tăng đối với Hồng Nguyệt Thành nắm trong tay. Nhưng sau khi chiến sự kết thúc, các loại vồ đến cũng duy trì liên tục không ngừng, Hồng Nguyệt Thành nội bộ đấu tranh dị thường kịch liệt. Sau khi tẩy trừ rơi rất nhiều nguyên lão, Đường Khánh mới từng cái chân chính nắm trong tay toàn cục. Nhưng lúc này hắn tựa hồ cũng ý thức được, nếu là tẩy trừ tiếp tục mà nói, Hồng Nguyệt Thành vô cùng có khả năng rơi xuống bảy thế lực lớn cao độ. Vì vậy lúc này liền dùng thái độ giải hòa, đi qua hỏi cưới Khương Nhược Băng, ở tình thế cùng với Khương gia làm đám hỏi, tới lấy được lực lượng phản đối hảo cảm, do đó cuối cùng ngồi vững vàng bảo tọa. Về phần Ngọc Thiềm Tông, Hồng Nguyệt Thành một phong hàm thư đưa qua, Khương gia gia quyến đã bị trục xuất quay về Hồng Nguyệt Thành đi. Trần Phong sau khi nói xong, trên toàn bộ phòng hội hoàn toàn yên tĩnh. Phi Nghê mở miệng nói. Đường Khánh không chỉ có thực lực hùng hồn, hơn nữa cáo già, căn cứ Long gia tình báo chúng ta biểu hiện, sau lưng của hắn không thể đơn giản như vậy. Nàng cũng nói ra tự mình biết được tình báo tới, huống hồ việc này ở trong bảy đại siêu cấp thế lực, cũng không tính là bí mật gì. Trên mặt của Trần Phong phát lạnh, lạnh lùng nói. Việc tại Tống Nguyệt Dương Thành đều có thể bị hắn bãi bình, đồng thời đột nhiên một chút đã cướp đoạt được Hồng Nguyệt Thành, hạng người kiêu hùng này, sao lại giản đơn. Món nợ năm đó, ta sớm muộn yếu cân hắn quên đi. Trần Phong viễn chậm rãi mở miệng nói. Thương Minh dặm những lão hồ ly này, không có một ai là hạng người giản đơn. Trong bảy thế lực lớn, chân chính có khả năng nhất rơi xuống đó là Hồng Nguyệt Thành, nghĩ đến bọn họ cũng có thể đã làm kế hoạch chu đáo, mưu hoa hồi lâu. Giang Tu Chân lúng túng nở nụ cười vài cái, lấy thân phận địa vị của hắn, nào dám đàm chỗ này, chỉ có thể giả ngu. Trần Phong kinh ngạc nói. Tam Thúc Tổ vì sao có lời nói này? Hồng Nguyệt Thành xa ở họ Đông Phương, độc bá một vực, không có bất kỳ cạnh tranh, hẳn không có dễ dàng suy sụp như thế. Ngược lại là Bắc vực chúng ta, quần hùng cùng tồn tại. Trần Phong viễn nói. Hồng Nguyệt Thành là rất nhiều thế lực cộng sự, làm theo ý mình. Nếu là gặp gỡ một gã thống lĩnh cường hữu lực, liền có thể trở thành là bền chắc như thép, thực lực vượt lên trước sáu phái khác. Nhưng nếu là thống lĩnh nhu nhược vô năng, đó là năm bè bảy mảng, ngoại trừ danh hào vang dội ra, thậm chí còn không bằng Bắc vực thập phái hoặc giả Thương Minh bảy thủ. Trần Phong nói. Thì ra là thế, Khương Sở Nhiên người này thế nào? Trần Phong viễn nhướng mày, trong mắt chớp động tinh mang, nói. Khương Sở Nhiên người này nhìn như tao nhã, kỳ thực kẻ khác nhìn không thấu hắn, lòng dạ sâu đậm. Hồng Nguyệt Thành sau khi thành chủ đời trước Ninh Khả Vi không hiểu mất tích, cũng đã bắt đầu rối loạn, hắn có thể đem cục diện chống đỡ đến bây giờ, coi như là không dễ dàng. Kỳ thực toàn bộ Hồng Nguyệt Thành thế cục có hai điểm là tối trọng yếu then chốt, một đó là sau lưng Đường Khánh lực lượng mạnh mẽ như thế nào, hai đó là Khương Sở Nhiên có phải đã chết thật rồi hay không. Con người của Lý Vân Tiêu chợt co rút lại, lộ ra vô cùng bi sắc tới, cái chết của Khương Sở Nhiên, trong thiên hạ chỉ có hắn và Thiên Tư hai người tận mắt thấy được, người còn lại mặc dù suy đoán, cũng vô pháp chứng thực. Trần Phong gật đầu nói. Căn cứ Đao Kiếm Tông cường giả lúc đó tiến nhập bí cảnh nói, Khương Sở Nhiên cuối cùng là gặp được đại địch, chưa kịp đi ra, hơn phân nửa là bỏ mình. Nhưng tuyệt đại cường giả này, mặc dù đánh không lại, cũng không đến mức bỏ mình, do đó mọi nói xôn xao, không có một đáp án xác thực. Phi Nghê cũng là nói. Không sai, lúc đó Long gia chúng ta Vũ Trác đại nhân đã ở đấy. Nàng cổ quái nhìn thoáng qua Lý Vân Tiêu, nói. Vũ Trác đại nhân miêu tả tình cảnh lúc ấy thì từng nói, Vân Tiêu công tử cũng hãm sâu trong đó, hơn nữa tựa hồ so với bọn hắn càng rời khỏi muộn hơn. Mọi người tất cả giật mình, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở trên người của Lý Vân Tiêu. Trần Phong viễn nhướng mày, nói. Ta cuối cùng là hiểu Hồng Nguyệt Thành ý đồ, tại sao lại khắp thiên hạ truy sát Vân Tiêu công tử, nguyên lai Khương Sở Nhiên sinh tử chỉ có người biết. Trong lòng mỗi người đều là nổ lớn vừa nhảy, đều là nhìn Lý Vân Tiêu, cái bí ấn vây khốn trong lòng mọi người thật lâu, tựa hồ sẽ công bố.
Lý Vân Tiêu vừa thu lại đáy mắt bi thương, trong nháy mắt đem tâm tình ẩn giấu xuống tới, lạnh lùng nói. Đều nhìn ta làm cái gì? Cho dù ta biết, đó cũng là bí mật. Biết cái gì là bí mật sao? Bí mật chính là thứ không thể nói ra. Nhớ tới địa lão thiên hoàng đánh một trận, hắn lòng như đao cắt, thế nào cũng không muốn chính mình tự mồm nói ra tin tức Khương Sở Nhiên đã chết. Tất cả mọi người vẻ mặt cười khổ, đều lắc đầu đứng lên. Phi Nghê nói lầm bầm. Vân Tiêu công tử quá khó chịu nhanh, mọi người đều là chia sẻ tình báo, ngươi lại che đậy rồi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Vậy ngươi cũng có thể câm miệng, không cần chia sẻ. Phi Nghê cả người chấn động, ánh mắt của Lý Vân Tiêu dường như vạn năm hàn băng, vừa nhìn một cái lại để cho nàng cực sợ, sắc mặt nàng trong nháy mắt đã tái nhợt xuống tới, mạnh mẽ cắn môi, không thèm nhắc lại. Trần Phong Viễn cũng là chân mày cau lại, nói. Nếu Vân Tiêu công tử không muốn nói, chúng ta cũng không tiện miễn cưỡng. Khương Sở Nhiên sinh tử cố nhiên trọng yếu, nhưng ảnh hưởng chỉ là đông vực thế cục, đối với Đao Kiếm Tông ta mà nói tắc cũng không lo ngại. Hồng Nguyệt Thành thành chủ là Khương Sở Nhiên cũng tốt, là Đường Khánh cũng được, dù cho những người khác cũng được, đều là giống nhau. Nhưng lão hủ có một nghi hoặc, mong rằng Vân Tiêu công tử có thể giải đáp. Lý Vân Tiêu nói. Cái nghi hoặc gì? Trần Phong Viễn ngưng thanh nói. Trong địa lão thiên hoang, kẻ có thể đem Khương Sở Nhiên kích thương là ai? Tất cả mọi người đều cả kinh, toàn bộ vểnh tai tới. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu âm trầm bất định, nói. Một quái vật chữ hàng ở trong địa lão thiên hoang vô số năm, chiếm cứ thân thể người khác sống. Trần Phong Viễn hỏi tới. Quái vật kia hiện ở nơi nào, có thể từ bên trong địa lão thiên hoang đi ra? Lý Vân Tiêu từ bên trong ký ức của Dương Nguyên Thư thấy được thiên tư đi ra, đồng thời Ninh Khả Nguyệt cũng theo đến, thở dài một cái, nói. Đã xảy ra rồi, hiện ở nơi nào ta cũng không rõ ràng lắm, nếu là Đao Kiếm Tông có thể tra ra vật kia hạ lạc, đừng quên báo cho ta biết. Tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt, một gã quái vật có thể kích thương Hồng Nguyệt Thành thành chủ, như vậy lẻn ở trên đại lục, là một việc nguy hiểm cỡ nào. Nhưng loại quái vật này, trong thiên hạ có mấy người có thể hàng phục hắn? Trần Phong Viễn cũng là khó xem, gật đầu nói. Việc này ta sẽ hồi bẩm tông chủ, thậm chí khả năng truyền cho thánh vực, Vân Tiêu công tử sẽ không để tâm chứ? Lý Vân Tiêu nhướng mày, giọng căm hận nói. Không ngại, để thánh vực giúp ta hỏi thăm người này hạ lạc cũng tốt, nhưng người này sớm muộn sẽ chết ở trong tay ta. Nga, Vân Tiêu công tử không nên tự tin như vậy. Trần Phong Viễn sửng sốt. Không hiểu hỏi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, từng chữ nói. Bởi vì hiện nay thế gian, không người giết được hắn. Lấy thiên tư khả năng, cho dù gặp gỡ phong hào vũ đế cường giả như vậy, dù cho đánh không lại, dầu gì cũng có thể đào tẩu. Huống hồ bên người thiên tư còn có Nguyệt Đồng Chi Tổ Quy Khư, hầu như giống như là hai người siêu phàm nhập thánh cao thủ hình bóng tương tùy, tâm ý tương thông, coi như là Ngạo Trường không xuất thủ, cũng tuyệt đối không thể nào giết được thiên tư. Trừ phi Ngạo Trường không những năm gần đây đã tăng lên tới trình độ hắn không cách nào tưởng tượng, dù sao thập đại phong hào vũ đế mỗi một người đều là thiên tư chắc tuyệt, hơn 20 năm trôi qua, Bách Xích Can đầu tiến thêm một bước cũng là tất nhiên. Trong đầu của Lý Vân Tiêu đột nhiên nổi lên bộ dáng của Thủy Long tới, nhịn không được cả người run lên. Muốn nói trong thiên hạ chân có nắm chắc đánh chết thiên tư, vẫn là cũng chỉ có còn sống chân linh, nhi tử của chân long. Trần Phong Viễn nào biết đâu rằng hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh một chút đã nghĩ được nhiều như vậy, chỉ là hơi trầm ngâm một chút, liền gật đầu nói. Đích xác, trong thiên hạ hiếm có người nào có thể giết được hắn. Trần Phong tiếp tục trước trọng tâm câu chuyện, nói rằng. Trước kia chúng ta suy đoán, có thể là thế lực sau lưng Đường Khánh lẻn vào trong địa lão thiên hoang đối phó Khương Sở Nhiên, lúc này mới dễ dàng sau đó cướp đoạt Hồng Nguyệt Thành việc. Như vậy xem ra. Khương Sở Nhiên thất tung hoàn toàn rốt cuộc một cái ngoài ý muốn, xem như đã giúp Đường Khánh đại ân. Sắc mặt của Phi Nghê đã khôi phục lại, gật đầu nói. Nguyên bản Khương Sở Nhiên ở đây, chỉ ít có thể dẫn dụ thế lực sau lưng Đường Khánh, để chúng ta đánh giá một chút. Bây giờ đối với lực lượng sau lưng Đường Khánh kinh khủng hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào. Lý Vân Tiêu khẽ hừ một tiếng, nói. Cái này phải từng tầng một làm. Đánh chó giữ cửa, chủ nhân tự nhiên liền ra tới. Hắn đứng dậy, trực tiếp cáo từ nói. Tình huống ta cũng biết không sai biệt lắm, đa tạ chư vị,
tại đây liền từ biệt. Trần Phong biến sắc, cả kinh nói. Vân Tiêu huynh, ngươi không biết là muốn đi Hồng Nguyệt Thành chứ? Lý Vân Tiêu nói. Thế nào, Trần Phong huynh muốn theo ta cùng đi? Trần Phong vẻ mặt mồ hôi lạnh, vội hỏi. Việc này nhất thiết không thể lỗ mãng, nếu là Vân Tiêu huynh muốn ngăn cản tiệc cưới nói, không khác dê tống miệng hổ. Huống hồ ngươi có thể nghĩ tới, chuyện này đối với Nhược Băng tiểu thư mà nói, chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Chí ít Khương gia ở Hồng Nguyệt Thành đợi xuống tới, có thể kéo dài tiếp. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Chê cười, giết Đường Khánh, Khương gia dĩ nhiên là có thể kéo dài tiếp. Trần Phong nói. Nhưng ngươi bây giờ đến, cũng không phải giết Đường Khánh, hoàn toàn là chịu chết a. Lý Vân Tiêu nói. Mặc dù là chịu chết, cũng phải đến. Trần Phong nhướng mày, nói. Ta không rõ. Lý Vân Tiêu đột nhiên cười, nhàn nhạt nói rằng. Bởi vì trước đó có người thay ta chịu chết rồi, do đó hiện tại ta cũng phải đi chịu chết. Trần Phong viễn nói. Mỗi người đều có chấp niệm của mình, đại trượng phu có cái nên làm, có việc không nên làm. Nếu Vân Tiêu công tử tâm ý đã quyết, chúng ta cũng không tiện ngăn cản. Đao Kiếm Tông tuy rằng không thể chính diện chống lại Hồng Nguyệt Thành, nhưng Vân Tiêu công tử có điều cầu nói, tất nhiên sẽ kiệt lực làm. Hắn nói lời này đã được phi thường nặng, đồng thời biểu lộ lập trường chính mình ủng hộ Lý Vân Tiêu, đều là bảy đại siêu cấp thế lực, lời nói này vô cùng có khả năng sẽ đắc tội Hồng Nguyệt Thành, nhưng hắn vẫn như cũ nói ra, đủ để lộ rõ quyết tâm của hắn muốn mượn hơi Lý Vân Tiêu. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, nói, nếu Phong Viễn tiên sinh nói như vậy liễu, ta đây cũng sẽ không khách khí, vừa lúc có chuyện muốn phiền phức Đao Kiếm Tông. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt hắc tuyến. Giá Lý Vân Tiêu thật đúng là không khách khí a, nhân gia vừa mới nói xong, hiện tại mà bắt đầu nói yêu cầu. Mỗi người lúc này đều là cùng một tâm tư, sau đó nói chuyện với hắn nghìn vạn lần không thể giảng lời khách sáo. Trần Phong Viễn cũng là vùng xung quanh lông mày khe khẽ nhíu một cái, bất động thần sắc nói. Chuyện gì? Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Ta cần một kiện phụ trợ huyền khí, là chỉ linh bàn, không biết Đao Kiếm Tông có hàng tồn không? Chỉ linh bàn. Trần Phong Viễn trầm tư chỉ chốc lát, nói. Vật ấy cũng không phải thứ gì đặc biệt chân quý, nhưng tồn thế thật là không tệ, bình thường chỉ dùng để tới tìm kiếm khoáng nguyên, hơn nữa đại thể đẳng cấp không cao, không biết Vân Tiêu công tử cần chỉ linh bàn mấy giai. Lý Vân Tiêu nói. Cửu giai. Cửu giai. Con người của Trần Phong Viễn co rụt lại, nhất thời lắc đầu nói. Cửu giai chỉ linh bàn hơn phân nửa là dùng để tìm kiếm thiên tài địa bảo, cực phẩm linh khoáng, theo ta được biết, Đao Kiếm Tông không tồn vật ấy. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ thất vọng. Đột nhiên một giọng nói rằng, cửu giai chỉ linh bàn, quá đúng dịp. Mọi người ánh mắt theo thanh âm nhìn lại, chính là Giang Tu Chân, một bộ dáng tìm đòn, híp mắt cười nói. Lần này ở Tân Duyên Thành, trên Vạn Bảo Lâu đấu giá hội, liền có một vật là cửu giai chỉ linh bàn. Giang Tu Chân nhìn xem Lý Vân Tiêu dáng vẻ nghi hoặc, tựa hồ vẫn chưa nghe qua Tân Duyên Thành nơi đây, vội vàng giải thích. Tân Duyên Thành chính là Thương Minh hợp lực khai vọng lại thành lớn, làm mới Thương Minh chi thành, thời gian bán đấu giá ngay 7 ngày sau. Sau khi đấu giá hội kết thúc, cũng còn có hơn tháng thời gian mới là Hồng Nguyệt Thành đại hôn, cũng đủ Vân Tiêu công tử chuẩn bị. Lý Vân Tiêu vui vẻ nói. Như vậy rất tốt, ta đây liền đi trước đến Tân Duyên Thành. Giang Tu Chân vội hỏi. Không bằng ta bồi Vân Tiêu công tử một đường đi vào. Hải Mộc Trấn phát sinh biến cố, vừa lúc phải về Tân Duyên Thành đăng báo tình huống. Lý Vân Tiêu nói. Không cần, ta thói quen độc lai độc vãng. Giang Tu Chân lấy ra một khối kim sắc lệnh bài, hai tay đẩy tới, cung kính nói. Đã như vậy, Vân Tiêu công tử có thể cầm khối Vạn Bảo Lâu lệnh bài này, ở trong thành đủ để thông suốt. Lý Vân Tiêu một tay tiếp nhận. Nói. Như vậy, liền đa tạ. Lúc này, đột nhiên một gã hạ nhân vội vã chạy vào, ở bên tai Mộc Hữu Vân nói nhỏ vài câu. Mộc Hữu Vân đầu tiên là sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ trầm ngâm, nhìn phía mọi người nói. Định Thiên Thành thành chủ tới chơi, chắc là thấy Đao Kiếm Tông chiến hạm theo ta vào thành, do đó tự mình đến hỏi thăm tình báo. Trên mặt hắn lộ ra một tia lạnh lẽo, trước thành chủ lập tức đã đến phiên chính mình. Đối với vị thành chủ này gần đi qua cũng liền không thèm để ý, quay đầu nhìn phía Trần Phong Viễn, trưng cầu ý kiến của hắn. Trần Phong Viễn nói,
Loại chuyện nhỏ này sau đó rồi hãy nói, để hắn chờ một chút. Mục Hữu Vân lập tức phân phó xuống phía dưới, lấy thân phận của Trần Phong Viễn, để thành chủ chờ lâu chờ cũng lại không quá bình thường. Lý Vân Tiêu cáo từ nói. Chư vị trước tiên bận rộn đi, ngày sau lúc rảnh rỗi, tất tới Đao Kiếm Tông lại tụ tập. Vân Tiêu công tử đi vậy. Tất cả mọi người đều đứng dậy đưa tiễn, một bộ dáng lưu luyến không rời, tình ý nồng nặc. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, thân thể dần dần trở thành nhạt đứng lên, cuối cùng tiêu thất ở trong đại sảnh. Hắn vừa ra thần mộc thế gia, liền hóa thành lôi điện hướng phía chỗ truyền tống trận đi. Trước cửa của thần mộc thế gia, đích xác đang đậu một chiếc chiến xa đẹp đẽ quý giá, một gã lão giả tràn đầy khuôn mặt u sầu đứng ở trước đại môn, hẳn là tên khổ ép thành chủ kia. Nhưng chỗ này đã cùng hắn không quan hệ, hiện tại là tối trọng yếu đó là đi trước Tân Duyên Thành đoạt chỉ linh bàn. Nửa ngày sau, Lý Vân Tiêu liền xuất hiện ở bên trong một tòa phồn hoa đại thành. Nội tâm hắn âm thầm kinh hãi không thôi, thành này linh khí dư thừa ít ở dưới bảy đại siêu cấp thế lực, vì sao trước chưa từng nghe qua. Phải biết rằng Bắc vực quần hùng cùng tồn tại, địa bàn hơi khá một chút sớm đã bị người chen lấn tràn đầy. Vị đại nhân này, ngài là mới tới, có phải muốn mua một ít ngọc giản hay không? Một gã thiếu niên ăn mặc mộc mạc dẫn theo một rổ, đuổi ở phía sau của Lý Vân Tiêu dò hỏi. Lý Vân Tiêu nhìn thiếu niên kia một cái, bình thường, thiên phú bình thường, chỉ có tu vi vũ sĩ. Ngọc giản gì? Thiếu niên kia nhấc lên tơ lụa đang đắp trên rổ, bên trong từng tầng một thanh sắc ngọc giản, chỉnh tề sắp hàng trưng bày trong đó. Một ít tin tức tư liệu về Tân Duyên Thành, tỉ như địa đồ, thương gia phân bộ, phát triển lịch sử, còn có tương lai quy hoạch các loại. Phải biết rằng Tân Duyên Thành tuy là tân thành, nhưng biến chuyển từng ngày, mỗi ngày biến hóa cực nhanh, trong những ngọc giản này của ta sẽ đem mỗi ngày tin tức mới nhất đều thu thập đi vào, đối với đại nhân tới trong thành làm việc rất có trợ giúp, tuyệt đối vật cực kỳ có giá trị. Bao nhiêu tiền một quả? 100 mai trung phẩm nguyên thạch. Giá cả xác thực không tiện nghi, thế nhưng ngọc giản chế tác phải là thuật luyện sư mới có thể hoàn thành, hơn nữa tình báo và tư liệu thu thập chỉnh lý, cũng đáng cái giá này rồi. Lý Vân Tiêu lúc này mua một quả, đặt ở nơi mi tâm tinh tế phẩm độc đứng lên. Tân Duyên Thành lệ thuộc Bắc vực phía đông, vốn chỉ là một thành nhỏ tứ diện bế tắc, linh khí trình độ rất bình thường, hơn nữa chỉ có một tòa trung cự ly song hướng truyền tống trận. Bị Thương Minh tuyển định làm thương nghiệp chi thành, liền bắt đầu khuếch trương xây dựng, chuyển vận số lớn nhân lực vật lực tài lực đến đây, ngắn ngủi mấy năm liền lật lớn gấp trăm lần, nhảy mà thành đại thành Bắc vực đều biết. Vì để cho bên trong thành linh khí dư thừa, Thương Minh triệu tập hơn vạn tên tầm khoáng sư, ở phụ cận thành chỉ tìm kiếm mạch khoáng. Bên trong phương viên 500 dặm, tổng cộng tìm được cực phẩm mạch khoáng 3 tòa, trung phẩm mạch khoáng 19 tòa, thứ phẩm mạch khoáng 120 tòa, đồng thời xuất động mấy nghìn tên trận pháp sư, trực tiếp cải biến địa mạch đi hướng, đem toàn bộ mạch khoáng tài nguyên liên tiếp cùng một chỗ, cuồn cuộn không ngừng hướng trong thành chuyển vận mà đến. Lý Vân Tiêu xem đến đây, không khỏi lộ ra vẻ mặt. Hắn tự nhiên minh bạch muốn thay đổi địa mạch linh khoáng phạm vi lớn như thế xu thế, cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, toàn bộ thiên hạ phỏng chừng cũng chỉ có Thương Minh có đại thủ bút như thế. Thành trì này ngoài phân bố mạch khoáng cũng không tránh khỏi quá nhiều một chút đi, lúc trước tuyển định nơi đây làm thương nghiệp chi thành, hơn phân nửa chính là phát hiện trước đại lượng mạch khoáng, sau lại chọn xuống địa điểm, thảo nào bên trong thành linh khí dư thừa, thậm chí không ở dưới bảy đại siêu cấp thế lực. Căn cứ trên ngọc giản nói rõ, Tân Duyên Thành xây dựng thêm lớn gấp trăm lần, tăng lên chục lần linh khí, chỉ là bước đầu tiên xây thành. Kế tiếp còn nghĩ từ trên diện tích mở rộng ra bên ngoài gấp đôi, thành lập được truyền tống thông đạo tung hoành thiên hạ, có thể tốc hành thiên vũ giới bất kỳ một cái thành trì nào, thậm chí là hải ngoại chư đảo, thành là đệ nhất thiên hạ truyền tống đầu mối. Không chỉ có như vậy, ở ngoài thành còn nghĩ mở ra một phương tu luyện thánh địa, đem càng nhiều hơn linh mạch dẫn đạo đến đây, cung cấp cho thiên hạ võ giả sử dụng. Đương nhiên, là có thường sử dụng. Căn cứ suy tính, chỉ là hai hạng nghiệp vụ này, đã đem trở thành Tân Duyên Thành sau này trọng yếu nơi phát ra, cũng đem toàn bộ dùng ở Tân Duyên Thành giữ gìn và mở rộng. Tân Duyên Thành mục tiêu, đó là thành lập thành làm đệ nhất thiên hạ đại thành. Lý Vân Tiêu không khỏi bị cái quy hoạch này chấn kinh trụ, nếu thật sự là như thế, Tân Duyên Thành không chỉ có là đệ nhất thiên hạ đại thành. Hơn nữa cuối cùng sẽ trở thành đệ bát đại siêu cấp thế lực sánh vai với bảy đại siêu cấp thế lực.
Trước đó Thương Minh sở dĩ vô pháp cùng với 7 đại siêu cấp thế lực sánh vai, là bởi vì nó chứa nhiều tổ chức liên hợp thể, cũng không có một người lãnh đạo thống nhất, cường mà hữu lực. Thậm chí ngay cả căn bản nhất căn cơ địa cũng không có, 7 đại Thương Minh tổng bộ đều ở nhất phương, ngoại trừ hàng năm Thương Minh đại hội ra, hoàn toàn không cách nào điều động. Nếu là Thương Minh vẫn tồn tại một cực lớn không đủ, đó là không có siêu cấp cường giả tọa chấn. 7 đại siêu cấp thế lực đều không ngoại lệ đều có vài cửu tinh đỉnh phong vũ đế cường giả, mà bên trong Thương Minh chưa từng nghe nói qua ai có tu vi như vậy. Căn cứ trên ngọc giản ghi lại tin tức, 7 đại Thương Minh sẽ từng cái quản lý bộ di chuyển đến Tân Duyên Thành, cứ như vậy sẽ hầu như tạo thành cách cục giống như Hồng Nguyệt Thành vậy, hơn nữa so với Hồng Nguyệt Thành càng chiếm ưu thế hơn. Mặc dù là siêu cấp cường giả ngắn bản, tuy rằng không thể ở trong ngắn hạn giải quyết, nhưng theo Tân Duyên Thành phát triển, tất nhiên sẽ đản sinh ra võ đạo đỉnh phong tồn tại. Không có gì khác, bởi vì có tiền. Trong thiên hạ không nữa bất luận tổ chức nào so với Thương Minh càng có tiền hơn. Thương Minh dã tâm không nhỏ a, rất rõ ràng nhược yết. Trong mắt Lý Vân Tiêu chớp động tinh mang, chỗ này làm ăn cáo giả, quả nhiên không có một ai là đơn giản. Vạn Bảo Lâu lâu chủ Vạn Nhất Thiên, năm đó coi như là hắn, cũng có chút nhìn không thấu người này. Tứ cực môn Đường Khánh, hiện tại đã là thiên hạ bá chủ, độc bá đông vực rồi. Thiên Nguyên Thương Hội Đinh Sơn, vừa nghĩ làm việc điệu thấp, tránh ra tầm mắt mọi người, nghĩ không ra cũng là hạng người thâm trầm dã tâm bừng bừng, tâm cơ như biển. Còn lại mấy nhà thương hội hội trưởng, tuy rằng không có gì tiếp xúc, nhưng có thể cùng với mấy tên cáo giả này giao tiếp. Xưng Thương Minh 7 hội, nghĩ đến cũng tuyệt sẽ không giản đơn. Lý Vân Tiêu chú ý tới trong ngọc giản tin tức, trong Thương Minh 7 hội, tứ cực môn đã không ở trong nhóm này, mà là nhiều hơn một nhà tên là Tinh Nguyệt Trai Thương Hội, cũng không biết là lai lịch gì. Để hấp dẫn thiên hạ hào kiệt, duy trì Tân Duyên Thành nhân khẩu lưu lượng, Thương Minh 7 hội hàng năm đều sẽ tổ chức một lần siêu cấp đấu giá hội, 7 đại thương hội đi qua rút thăm để thay phiên đại lý, năm nay đúng lúc là đến phiên Vạn Bảo Lâu. Lý Vân Tiêu đem ngọc giản từ trên trán lấy xuống tới, nhìn thấy thiếu niên kia còn chưa đi xa, đang nở nụ cười nhìn hắn. Lý Vân Tiêu nói, không phải nói mới nhất tin tức đều sẽ ghi vào đi vào sao? Năm nay Vạn Bảo Lâu đấu giá hội món đồ đấu vì sao không có tư liệu? Có. Thiếu niên kia vội vàng nói, từ rổ bên trong lấy ra một ngọc giản hơi nhỏ, cười đệ tiến lên đây, nói. 100 trung phẩm nguyên thạch. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, quát dẹp đường. Tổ chức của các ngươi nghèo điên rồi sao? Cái này cũng có thể mở ra phân biệt bán. Thiếu niên kia cười hì hì nói. Mặt trên quy định, ta cũng không có biện pháp. Đại nhân, nhìn xem ngài cốt cách thanh kỳ, là luyện võ kỳ tài trong một vạn không có một, sau đó còn muốn dựa vào ngài giữ gìn hòa bình thế giới, tìm 100 trung phẩm nguyên thạch mua một cái đi. Lý Vân Tiêu cầm lấy một bả nguyên thạch liền hướng trên người hắn ném tới. Thiếu niên kia cười tiếp được, vội vàng hai tay dâng ngọc giản đẩy tới. Lý Vân Tiêu đem ngọc giản đặt ở cái trán, tỉ mỉ dò xét. Trong giây lát, cả người hắn chấn động, trong tròng mắt tinh mang nổ lên, bắn ra hai đạo mâu quang, dị thường sắc bén. Thiếu niên kia đột nhiên lại càng hoảng sợ, nói. Đại nhân, làm sao vậy? Đây chính là tình báo mới nhất chúng ta thu thập tới, sáng sớm hôm nay mới thu thập đầy đủ hết toàn bộ vật đấu giá, trên bộ mặt thành phố tuyệt đối độc nhất vô nhị. Trên cánh tay của Lý Vân Tiêu nắm ngọc giản gân xanh lộ ra, lạnh giọng nói. Cổ Phi Dương thần kiếm tinh diệt, cũng ở trong món đồ đấu giá. Tin tức này có xác thực. Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, vỗ xuống bộ ngực. Thiếu chút nữa bị bộ dáng vừa rồi của ngươi hù chết, đương nhiên xác thực. Ngọc giản của chúng ta mặc dù có thể bán đắt, cũng là bởi vì vật có giá trị. Lý Vân Tiêu nói. Vậy cũng có tin tức, thần kiếm tinh diệt là ai lấy ra đấu giá? Thiếu niên nói. Ta đây tựu không rõ lắm, ta chỉ là phụ trách bán ngọc giản. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Các ngươi là cái tổ chức gì, có thể có càng cao giá trị tin tức bán ra? Thiếu niên vẻ mặt ngạo nghễ, ưỡn ngực tới, nói. Đương nhiên tình báo chính là hạng mục muốn giao dịch trọng yếu của thương hội chúng ta, đại nhân nếu là ngài có cần, có thể trực tiếp lên Tinh Nguyệt Trai để bàn, căn cứ trình độ tin tức tuyệt mật và độ khó thu hoạch, giá cả cũng là không đồng dạng như vậy. Tinh Nguyệt Trai, đó là Tinh Nguyệt Thương Hội mới tấn một trong 7 đại thương hội. Lý Vân Tiêu cả kinh hỏi nói.
đương nhiên trong thiên hạ đâu còn có cái tinh nguyệt trai thứ hai. Cho dù có, cũng phải nhanh chóng đổi tên rồi. Thiếu niên Dương Dương đắc ý nói. Lý Vân Tiêu hỏi rõ lộ tuyến, liền kêu một chiếc xe chỉ nam, lựa chọn phương hướng tinh nguyệt trai đi. Toàn bộ Tân Duyên thành trừ phi có đặc biệt cho phép, bằng không là tuyệt đối cấm bay. Trên bầu trời thỉnh thoảng có võ giả bay lên không bay qua, thế nhưng biến thành độn quang bốn phía đều có một đạo mây tía, đó là tiêu ký đặc thù dành cho thương minh. Trong ngọc giản đối với tinh nguyệt trai ghi chép cực nhỏ, chỉ nói làm thiên tài địa bảo giao dịch, nói thập phần rộng rãi, ngược lại thì đối với nó, lục đại thương hội giới thiệu rất nhiều, không khỏi cho mình phủ thêm một tầng sắc thái thần bí. Xe chỉ nam tốc độ điều tiết đến nhanh nhất, cũng đi ước chừng hơn nửa canh giờ, mới ở mặt tiền của một cửa hàng thật lớn, lắp đặt thiết bị lịch sự tao nhã cửa hàng tiền dừng lại. Cửa hàng lộ một khối bảng hiệu vàng ngọc, dù long hành phượng viết tinh vân trai ba chữ lớn, cứng cáp hữu lực, lại lộ ra vài phần tú lệ. Lý Vân Tiêu quan sát một trận, lúc này mới đi vào trong thương hội. Tiên sinh, xin hỏi ngài có nhu cầu gì? Một thiếu nữ tướng mạo ngọt ngào tiến lên đón, dáng tươi cười tựa cúc. Chỗ này thiếu nữ tiếp khách không chỉ có đều là mỹ nữ trong vạn chọn một, hơn nữa đều tu luyện một ít thân thiện mỹ thuật, một nụ cười có thể làm cho người thần thanh khí sảng, như tắm rửa xuân phong. Lý Vân Tiêu tự nhiên sẽ không thụ loại mỹ thuật đơn giản này ảnh hưởng, nhưng là thích thú, nói. Các ngươi ở đây có thể mua tin tức. Cô gái kia cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền ngọt ngào, nói. Có, xin chờ. Nàng xoay người rời khỏi. Rất nhanh liền lấy tới một cái ngọc bài, hai tay đưa lên, nói. Tiên sinh người có thể đem tin tức chính mình muốn thăm dò với đưa vào trên ngọc bài này, chúng ta sẽ căn cứ đẳng cấp tin tức tới chào giá. Lý Vân Tiêu nhìn bốn phía một cái, khách nhân lui tới như nước chảy, các loại thiếu nữ xinh đẹp tiếp khách làm đẹp trong đó, cũng không có người chú ý hắn. Hắn nhất thời đem ngọc bài chụp tới, một đạo thần niệm bắn vào bên trong, nói. Được rồi. Thiếu nữ mỉm cười ngọt ngào nói. Tiên sinh xin chờ. Nàng rất nhanh liền lóe lên mà biến mất, đi vào hậu trường. Lý Vân Tiêu đánh giá mọi nơi, thần thức tản ra, nhất thời đem trong điếm toàn bộ vật phẩm và mọi người nói chuyện với nhau đều làm ra nhất thanh nhị sở, cũng không có gì dụ cho người chú ý địa phương, sau đó thần thức của hắn vừa chuyển, phía sau đài tìm kiếm. Nhất thời như đá chìm đáy biển, dưới thần thức nhận biết, như là một phương vực sâu, hắc không thấy đáy. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, liền đem thần thức thu hồi lại. Rất nhanh, người thiếu nữ kia từ phía sau đài xuất hiện, lóe lên một cái sẽ đến bên người Lý Vân Tiêu, tựa hồ mỗi người đều học một loại thân pháp phi thường thanh giật. Tiên sinh, trưởng quỹ đại nhân mời ngài đến phía sau nói chuyện. Thiếu nữ thần thái thập phần cung kính, tuy rằng đều là xinh xắn đáng yêu, nhưng Lý Vân Tiêu quét mắt qua một cái, liền thấy trong mắt nàng sinh ra vài phần kính ý và cẩn thận. Lý Vân Tiêu gật đầu, liền theo đuôi ở phía sau cô gái kia hướng hậu trường đi đến. Lần này lại hấp dẫn không ít ánh mắt, còn có một chút bất mãn nói chuyện cũng bị hắn nắm bắt được. Chuyện gì xảy ra, thiếu niên này là ai, vì sao có thể đi thẳng đến phía sau quý khách bàn chuyện? Ta muốn mua hơn ức canh ngọc cũng không thể tiến trong phòng quý khách, hắn dựa vào cái gì? Hừ, mặt trắng nhỏ thì càng có ưu đãi có đúng hay không? Nam tử uy mãnh như ta. Tám khối cơ bụng, kiện Mỹ nội quân danh dự, thế nào lại không được? Không ít bực tức nói vang lên, còn có tiểu thư tiếp khách săn sóc mang theo nụ cười giải thích, tựa hồ thế nào cũng sẽ không phát giận, vĩnh viễn là một khuôn mặt tươi cười. Lý Vân Tiêu theo cô gái kia đi qua mấy cái hành lang gấp khúc, bị dẫn vào một gian phòng xa hoa. Trong đó lộ ra một cổ khí thức nồng nặc thư khoán, bốn mặt trên vách tường đều treo đầy trường phúc tranh thủy mặc, trong bức tranh thác nước bay cuộn, khí thôn sơn hà. Thiếu nữ cười nói, tiên sinh chờ, trưởng quỹ của chúng ta rất nhanh thì sẽ tới. Lý Vân Tiêu chẳng quan tâm, nhìn chằm chằm bức họa này cuộn tròn, vùng xung quanh lông mày thoáng cái nhíu lại. Một lát sau, một tiếng ho vang lên. Trước cửa chẳng biết lúc nào sinh ra một gã lão giả cao gầy, phía sau còn đứng một lão ẩu tư thái no đủ phúc hậu. Lão giả khuôn mặt gầy gò, lưng còng nhô lên, râu dê trực tiếp kéo dài đến trước ngực, ho khan vài cái. Một đôi mắt nhỏ tinh minh từ trên người của Lý Vân Tiêu đảo qua, xẹt qua một tia vẻ kinh dị. Phía sau lão ẩu còn lại là phụng phịu, một bộ dáng băng lạnh như băng, bất cận nhân tình. Thiếu nữ vội vàng cúi đầu hành lễ,
liền khom người lui ra ngoài. Lão giả trực tiếp đi tới, trực tiếp ở trên ghế lim tơ vàng ngồi xuống, ha hả cười nói. Vị tiểu huynh đệ này, tuổi còn rất trẻ a. Lý Vân Tiêu quay đầu, ánh mắt đảo qua, liền khẽ cười nói. Lão tiên sinh, người cũng rất tuổi còn trẻ a. Lão giả thân thể hơi run lên, sửng sốt một chút, cười to nói. Ha ha, chừng 100 tuổi còn trẻ, tiểu huynh đệ thật biết nói đùa. Lý Vân Tiêu cười mà không nói, nói. Tinh Nguyệt trai trước đây chưa từng nghe qua cái danh hiệu này, trong lúc bất chợt đã quật khởi với Thương Minh, thật là làm người cực kỳ cảm giác ngoài ý muốn, không biết quý thương hội trước kia là làm các loại sinh ý ra sao. Lão giả cười nói. Làm ăn, một chút trợ tốt, dĩ nhiên là kiếm tiền nhiều, quật khởi cũng mau. Chỉ cần là kiếm tiền sinh ý, Tinh Nguyệt trai chúng ta đều làm. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Ta đây trước hỏi mấy vấn đề, có thể ở chỗ này mua được đáp án hay không? Lão giả nụ cười trên mặt không giảm, chỉ là bưng lên trên bàn hương trà hấp một cái, liền thả trở lại, nói. Vậy phải xem tiểu huynh đệ có trả được giá tiền hay không? Nga! Thân thể của Lý Vân Tiêu chấn động, trầm giọng nói. Các ngươi thật có đáp án. Hắn nhìn lão giả một bộ thần thái bình tĩnh tự nhiên, trong mắt tinh mang chớp động vài cái, chậm rãi nói. Vậy nói giá đi. Lão giả cười nói. Tiểu huynh đệ không cần phải gấp gáp, ngồi xuống chậm rãi uống chén trà. Lão phu Hàn quân tử, Tinh Nguyệt trai đại trưởng quỹ, còn không biết danh hào của tiểu huynh đệ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, nói. Không rảnh với các ngươi uống trà, không phải cùng ta lôi kéo tình cảm. Giao dịch xong rồi ta liền rời đi. Ha ha! Hàn quân tử cười nói. Thanh niên nhân làm việc, đều là khẩn cấp vội vàng, trà này có thể. Hắn nhìn sắc mặt của Lý Vân Tiêu càng ngày càng lạnh, rốt cục ngừng lại, lúng túng ho khan vài cái, nói. Được rồi, nói chuyện chính sự. Tiểu huynh đệ hỏi mấy vấn đề đều thuộc về cấp bậc tuyệt mật, tuy rằng Tinh Nguyệt trai có đáp án, nhưng sẽ không dễ dàng bán ra. Lý Vân Tiêu nói. Ta chờ lâu như vậy, ngươi chính là nói với ta cái này. Hàn quân tử cười khổ một cái, lắc đầu nói. Người tuổi trẻ bây giờ thế nào như thế không có kiên trì, nghe lão nhân ra ta đem lời. Được rồi, ngươi giả trang tiếp đúng không? Rõ ràng là một thiếu nữ 20 tuế không được, giả một lão nhân chơi thật khá sao? Lý Vân Tiêu bị hắn kéo dài thực sự không nhịn được, trực tiếp lạnh lùng vạch trần, ngắt lời nói. Nếu là muốn chơi. Đợi bản thiếu hôm nào có thời gian, chơi thế nào đều có thể. Hàn quân tử cả người chấn động, sau lưng lão ẩu cũng là trong mắt tuôn ra tinh mang tới, gương mặt lạnh lùng thoáng cái trở nên càng khó coi hơn. Hàn quân tử vội vàng nhấp một ngụm trà, che giấu quẫn thái của mình, nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó nhân ra rõ ràng chính là lão nhân. Dáng vẻ của hắn thập phần quẫn bách, chưa từng có người xem thấu quá hắn ngụy trang, đây là lần đầu tiên trong đời. Không khỏi hoảng loạn lên, nhất thời không biết đối phó thế nào cho tốt. Kết quả giọng nói còn là lão đầu, nhưng này giọng điệu rõ ràng chính là thiếu nữ. Lý Vân Tiêu cũng không nhịn cười được một chút, tâm tình vội vàng sao động thoáng cái bình tĩnh xuống tới, lo lắng nói. Được rồi, lão nhân thì lão nhân, chỉ cần ngươi không theo ta kéo dài, ta sẽ thừa nhận ngươi là lão nhân. Hàn quân tử sửng sốt một chút, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Biết mình ngụy trang hoàn toàn bị nhìn phá, nhưng vẫn là vẻ mặt không tin, nói. Ta tự nhận là ngụy trang hoàn mỹ không sứt mẻ, ngươi làm sao có thể phát hiện. Hàn quân tử vừa thừa nhận, phía sau tên lão ẩu kia nhất thời sắc mặt trầm xuống, thấy lạnh cả người từ trên người phát ra, nhất thời đem bốn phía không gian đều tập trung. Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, tên lão ẩu khuôn mặt lạnh như băng cứng nhắc này, dĩ nhiên là cửu tinh vũ đế cường giả. Thảo nào Tinh Nguyệt trai có thể không giải thích được xâm nhập bảy đại thương hội, tùy tiện đi ra một người liền có tu vi như vậy, thương hội này bối cảnh tuyệt không đơn giản. Hàn quân tử lạnh lùng nói. Ngươi ngày hôm nay không đem tình huống thấy thế nào phá ngụy trang của ta nói rõ ràng, cũng đừng nghĩ rời khỏi Tinh Nguyệt trai rồi. Thanh âm của nàng một chút khôi phục giọng nữ, đúng là cực kỳ êm tai. Lý Vân Tiêu cười nói. Ngụy trang của ngươi xác thực thiên y vô phùng. Ngay cả cốt linh đều biến hóa, căn bản là không hề kẽ hở. Hàn quân tử lăng nói. Vậy là ngươi làm sao nhìn phá? Lý Vân Tiêu giơ tay lên tới, chỉ sau lưng nàng tên lão ẩu kia, nói. Nàng bán đứng ngươi,
Hàn quân tử cả kinh nói. Quỳ hoa bà bà. Lão ẩu sắc mặt trầm xuống, cả giận nói. Đừng vội nói bậy. Lý Vân Tiêu lắc đầu, cười nói. Nếu là ta không nhìn lầm, vị quỳ hoa bà này chắc là với ngươi như hình với bóng đi. Hàn quân tử cau mày nói. Đích xác, nhưng điều này có vấn đề gì không? Khụ khụ. Lý Vân Tiêu ho khan hai tiếng, nói. Tinh Nguyệt trai có thể tế thân bảy đại thương hội, tất nhiên có địa phương cực kỳ không đơn giản, một đại thương hội đại trưởng quỹ như vậy, bên người làm sao sẽ có một vị lão ẩu tướng mạo cứng nhắc như hình với bóng đi theo đâu? Sắc mặt của quỳ hoa bà phát lạnh, vốn càng lợi hại, khí tức trên người ba động, khiến không gian một trận nhộn nhạo, hiển nhiên nội tâm cực kỳ tức giận, nhưng vẫn là nhịn xuống không phát tác. Lý Vân Tiêu càng thêm kinh hãi đứng lên, có thể làm cho một vị cao thủ như vậy hầu hạ hai bên, Tinh Nguyệt trai này rốt cuộc là lai lịch gì? Hàn quân tử còn là cao mày, lắc đầu liên tục nói. Ta vẫn không hiểu, ngươi có thể nói rõ ràng hơn một chút sao? Khụ khụ. Lý Vân Tiêu lại ho khan hai tiếng, nói. Ngươi có từng thấy nhất phương nhân vật trong thiên hạ bá chủ, hào kiệt, quyền thế, đại nam nhân nào bên người sẽ đi theo một gã lão ẩu như hình với bóng? Hàn quân tử sửng sốt, tựa hồ có chút hiểu cái gì, rơi vào trầm tư. Sau một lúc nàng tài gật đầu nói. Đích xác, ngươi vừa nói như vậy hình như thật không có. Nàng ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái tới, nói. Đây chính là một sơ hở rất lớn. Nhưng vì sao người khác nhìn không ra, chỉ riêng ngươi đã nhìn ra? Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Mỗi người luôn luôn có chút địa phương cùng người khác không giống như vậy đi. Hàn tiểu thư, ngươi vẫn là bỏ xuống ngụy trang, như vậy dung mạo ôn tồn âm cực không phối hợp, trong tim của ta năng lực chịu đựng kém, thích ứng không nổi. Hàn quân tử hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói. Về chuyện thân phận ta, chỉ có ngươi một người biết, ngươi minh bạch ý của ta. Lý Vân Tiêu hai tay ôm ở trước ngực, cười tủm tỉm nói. Cái này phải xem Tinh Nguyệt trai các ngươi cho ta chỗ tốt gì. Hừm, chỗ tốt. Hàn quân tử lạnh lùng nói. Bản quân cho ngươi triển lộ hình dáng, chính là vinh hạnh lớn lao của ngươi, ngươi còn dám cùng với ta bàn chỗ tốt. Nàng lấy tay ở trên mặt lau một cái, nhất thời một đạo thanh quang hơi mờ mịt chớp động, trên gương mặt một trận không rõ, chậm rãi hiện ra một gương mặt thanh tú tuyệt mỹ tới. Cả thân thể cũng chậm rãi đứng thẳng lên, cả người thoáng cái trở nên có tinh thần, có khí chất. Lý Vân Tiêu cả người chấn động, trong tròng mắt lộ ra vẻ giật mình tới. Cô gái này dung nhan dị thường mỹ lệ, ở trong đám nữ tử hắn từng thấy, chỉ ít cũng có thể đứng vào trước ba, duy chỉ có năm xưa khúc hồng nhan mới có thể ổn định đứng trên nàng. Hàn quân tử bị Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm như vậy, trên mặt ửng đỏ, lộ ra vẻ tức giận, lạnh giọng nói. Lại vô lễ như vậy, ta móc hai tròng mắt của ngươi. Lý Vân Tiêu lúc này mới ngượng ngùng rời đi ánh mắt, có chút ngượng ngùng cười nói. Rõ ràng là một đại mỹ nhân mà, nhưng vì sao phải giả trang lão nhân đây? Hàn quân tử lạnh lùng nói. Điều này cùng với ngươi không quan hệ. Nàng dừng lại, lại bổ sung. Bản quân gọi là Hàn quân đình, cũng chỉ có ngươi một người biết, ngươi minh bạch ý của ta. Hàn quân đình. Lý Vân Tiêu thầm đọc một lần, tên thập phần xa lạ, hơn nữa quỳ hoa bà cũng chưa từng nghe qua. Hàn quân đình lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói. Mặc dù ngươi không báo cho biết thân phận ta, chỉ cần ngươi rời khỏi Tinh Nguyệt trai nửa canh giờ, hồ sơ cá nhân của ngươi sẽ gặp đặt ở trước mặt bản quân. Lý Vân Tiêu bắn hạ thủ chỉ, nhiều hứng thú nói. Ta rất có hứng thú biết trong tài liệu kia viết những gì. Hàn quân đình cười lạnh nói. Người đây cũng không cần đã biết. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta bỏ tiền mua cũng có thể được chứ. Hàn quân đình sửng sốt, lập tức lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Có chút tư liệu cũng không phải có tiền là có thể mua, còn phải chứng minh ngươi có tư cách này. Ngươi nói lên ba cái vấn đề kia, chỗ của bản quân đều có đáp án, nhưng ngươi có tư cách này biết không? Ánh mắt của nàng ngưng tụ đứng lên, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Đây cũng là một nguyên nhân để cho nàng cực kỳ khó chịu, chính mình hoàn mỹ cấp bậc ngụy trang đều bị đối phương khám phá, còn đối với phương cả người nhìn lại như là một đoàn xương mù dày đặc, bất luận chính mình vận chuyển thuật pháp gì, cũng không thể xem thấu nửa phần. Lý Vân Tiêu cười nói. Muốn hạng tư cách nào đây? Hừm, có tư cách hay không, phải đi qua lão thân khảo nghiệm. Sắc mặt của quỳ hoa bà trầm xuống,
một bất thiện uy thế lăng không đè xuống, đồng thời nàng một tay bấm tay niệm thần chú, nhất thời một cổ vô hình kết giới mở ra, lóe lên sẽ tiến vào hư không. Toàn bộ ghế lâu nhất thời ở dưới kết giới bảo hộ, gương mặt của Quỳ Hoa bà càng thêm âm trầm, trong mắt mang theo châm chọc cười nhạo, tựa hồ có thể không chút kiêng kỵ khảo nghiệm. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, uy áp lăng không mà đến, chỉ có trình độ khoảng thất tinh vũ đế, xem ra đối phương có chút nắm không đúng thực lực của hắn, sợ rằng một chút đã hù dọa hắn, vì vậy vẫn còn có chút lưu thủ. Quỳ Hoa bà thấy hắn bình tĩnh tự nhiên, biến sắc, khí thế trên người trong nháy mắt kéo lên tới bát tinh vũ đế, cách không đè xuống. Lý Vân Tiêu lâm không một chảo, trực tiếp đem chén trà trên bàn nước nhiếp vào trong tay, uống một hơi cạn sạch, cười dài nói. Tự ca tự vũ tự thoải mái, vô câu vô thúc không ngại. Cái này Hàn Quân Đình và Quỳ Hoa bà đều là sắc mặt đại biến, lộ ra cực độ hoảng sợ. Có thể Nhàn Đình tín bộ, thản nhiên tự đắc như vậy chống đỡ ở bát tinh vũ đế uy áp, thực lực của đối phương chí ít ở trên bát tinh trung giai vũ đế. Quỳ Hoa bà một tiếng quát chói tai. Tìm đường chết. Hàn Quân Đình hoảng hốt, cả kinh nói. Bà, Lý Vân Tiêu có thể chống cự được bát tinh vũ đế uy áp, cũng đã đi qua khảo nghiệm, chỉ là cái loại bộ dáng phong khinh vân đạm này chọc người không hài lòng, rất sợ Quỳ Hoa bà hạ nặng tay, gặp phải sự tới. Nhưng đã quá muộn, khí tức trên người Quỳ Hoa bà trong nháy mắt tốc hành đỉnh phong, cửu tinh vũ đế lực tản mát ra. Toàn bộ không gian bắt đầu nữu khúc, nhân ảnh của Lý Vân Tiêu cũng biến thành hoảng hốt bất định, ngay cả một bên Hàn Quân Đình cũng là hơi biến sắc mặt, vội vàng tĩnh tâm ninh thần, một đạo quang mang nhàn nhạt ở trên người nàng lưu truyền, kháng cự cửu tinh vũ đế uy áp. Quỳ Hoa bà trong lúc bất chợt trong lòng chấn động, cánh tay khô nhăn không khỏi run lên một cái, lộ ra vẻ khó tin. Cửu tinh vũ đế uy áp của nàng tản ra, phảng phất một ngọn núi trực tiếp đặt ở biển rộng, đã trầm xuống, không gặp hình bóng. Nàng mạnh mẽ hít một miệng lãnh khí, vội vàng đem uy áp lực thu hồi lại, trong mắt tràn đầy kinh khủng và hoảng sợ, âm thanh kêu lên. Người rốt cuộc là ai? Toàn bộ không gian ghế lô hơi nhộn nhạo một chút, kết giới chi lực đột nhiên tiêu tán. Hàn Quân Đình đồng dạng là vẻ mặt hoảng sợ, trong mắt tràn đầy hiện lên vẻ kinh dị, giật mình nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười nói. Chờ ta rời khỏi tinh nguyệt trai sau nửa canh giờ, các ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Hàn Quân Đình mấp máy miệng, muốn nói cái gì rốt cục vẫn là nhịn được, than thở. Người đi qua khảo nghiệm, ba cái vấn đề kia có tư cách biết đáp án. Tổng cộng thu lệ phí 50 ức trung phẩm nguyên thạch. 50 ức. Lý Vân Tiêu sợ đến trực tiếp nhảy dựng lên, trên mặt hiện lên một tia tức giận. Vẻ hoảng sợ của Hàn Quân Đình tiêu thất, đổi thành là đạm nhiên mỉm cười, nói. Tin tức gì giá bao nhiêu? Trong thiên hạ có thể giải đáp giá vài đạo nan để tổ chức không nhiều lắm, thu lệ phí sẽ không so với chúng ta thấp hơn. Lý Vân Tiêu trầm tư một trận, liền ném ra một cái túi đựng đồ, nói. Nói đi, nếu không phải có thể để cho ta thỏa mãn, chỗ nguyên thạch này ta sẽ thu hồi lại. Hàn Quân Đình khanh khách nở nụ cười một tiếng, cầm lấy túi đựng đồ tự thu vào, nói. Tinh Nguyệt trai nhận lấy nguyên thạch, còn chưa từng có nhổ ra qua. Nàng thu liễm dáng tươi cười, nói. Vấn đề thứ nhất của ngươi, lần này trên vạn bảo lâu đấu giá hội thần kiếm tinh diệt từ đâu mà đến? Lần đấu giá này trong buổi họp cung cấp thần kiếm tinh diệt chính là vạn bảo lâu bản thân, bọn họ đạt được kiếm này cũng không có gì đặc thù cách, chỉ là ngẫu nhiên thu mua đến. Năm đó tuyệt thế vũ đế Cổ Phi Dương bỏ mạng ở Thiên Đãng Sơn Mạch, cũng không biết gặp gỡ cường địch gì, dĩ nhiên để kiếm trảm tinh thần tan vỡ, hóa thành trảm yêu, tinh diệt, ba kiếm. Phá toái hư không đi, không biết tung tích. Tinh diệt thần kiếm chính là một gã võ giả tình cờ nhặt được, cũng không biết giá trị của nó, giá thấp bán cho vạn bảo lâu. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ cô đơn, từ chối cho ý kiến, tựa hồ là tiếp nhận rồi đáp án này. Trong mắt của Hàn Quân Đình vẻ kinh dị càng đậm, nàng hiện tại vạn phần muốn biết thiếu niên trước mắt này rốt cuộc là người phương nào, hoặc giả cũng cùng nàng giống nhau. Là trải qua ngụy trang hoàn mỹ, thân phận chân thật chỉ là một lão đầu. Về phần vấn đề thứ hai, Thương Minh có ý định tranh bá thiên hạ, trở thành đệ bát đại siêu cấp thế lực hay không? Hàn Quân Đình đôi mắt đẹp lưu chuyển, lại cười nói. Cái này cũng không có gì phải giấu giếm, tuy rằng Thương Minh cũng không có đối ngoại tuyên ngôn, nhưng Tân Duyên Thành xây dựng lên, muốn trở thành đệ bát thế lực lớn cũng khó.
Đáp án này thần tình của Lý Vân Tiêu cũng không có gì ngoài ý liệu biến hóa, hơn nữa tựa hồ cũng không phải là quá quan tâm. Hàn Quân Đình tiếp tục nói. Về phần vấn đề thứ ba, Thiên Nguyên Thương Hội Đinh Linh Nhi hiện ở nơi nào? Nàng kinh ngạc cười, nói. Lẽ nào ngươi nhận thức Linh Nhi tỷ tỷ? Nàng gần nhất đều ở bên trong Tân Duyên Thành này, nhưng lúc này không ở đây. Lý Vân Tiêu rốt cục thần sắc biến đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Hàn Quân Đình cười nói. Không, ta lại miễn phí biếu tặng một tin tức cho ngươi, mặc dù Linh Nhi tỷ tỷ ở bên trong Tân Duyên Thành, ngươi muốn thấy nàng cũng là rất khó. Nàng dừng lại, lại bổ sung. Bất quá lấy thực lực của ngươi, nhưng là không có phiền phức gì lớn. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Giải thích thế nào? Hàn Quân Đình hé miệng cười nói. Đến lúc đó ngươi tự nhiên biết, không biết ba đáp án này làm sao? Công tử có thể còn muốn thu hồi nguyên thạch hay không? Lý Vân Tiêu nói. Không sai, đáp án ta rất hài lòng, tuy rằng thu lệ phí rất đắt. Ánh mắt của Hàn Quân Đình lưu chuyển, yếu ớt nói rằng. Công tử trực tiếp ném ra 50 ức trung phẩm nguyên thạch hỏi ba vấn đề kỳ thực không nhiều lắm tác dụng, quả thật là đại thủ bút. Lý Vân Tiêu cũng là xoay chuyển ánh mắt, khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười tới, nói. Quân Đình tiểu thư quả nhiên nhìn rõ mọi việc, ba đạo vấn đề thật là ta tìm tòi trước khi hành động mà thôi, nếu là cái này cũng đáp không ra nói, ta cũng không cần phải hỏi vấn đề kế tiếp. Hàn Quân Đình cười nói. Ta cũng rất hiếu kỳ vấn đề công tử chân chính muốn biết là cái gì, có lẽ là một vấn đề ngươi không trả nổi giá đấy. Lý Vân Tiêu mỉm cười, lấy ra một khối ngọc bài tới, lộ ra suy ngẫm vẻ, rốt cục đặt ở trên trán, một đạo thần niệm bắn vào bên trong, nói. Phiền phức Quân Đình tiểu thư đánh giá một giới ba. Hàn Quân Đình tò mò dùng thần thức đảo qua ngọc bài, nhất thời cả người chấn động, trong tay nhẫn không ngừng run rẩy một chút, đem ngọc bài trực tiếp bóp nát bấy. Sắc mặt của Quỳ Hoa bà khẽ biến, cứng nhắc trên mặt mũi cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ, rất muốn biết Lý Vân Tiêu hỏi là cái gì, có thể để Quân Đình tiểu thư giật mình như vậy. Lý Vân Tiêu ngưng thanh nói. Thế nào, quý phái cũng không biết sao? Hàn Quân Đình sắc mặt khẽ trắng, trầm giọng nói. Ba cái vấn đề này, người còn chưa có tư cách biết được. Con người của Lý Vân Tiêu hơi co lại, lạnh lùng nói. Người nào biết ta có tư cách hay không? Hắn khinh miệt nói. Không bằng để bà này lại kiểm tra ta. Hàn Quân Đình lắc đầu nói. Không cần, ta nói không có tư cách đó là không có tư cách. Huống hồ đáp án của ba vấn đề này ta cũng biết không được đầy đủ, nhưng nếu thật sự đến tìm, lấy lực lượng của Tinh Nguyệt trai chắc là không có vấn đề, nhưng là phải bỏ ra đại giới cực lớn, giao dịch này ta nhận không được. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, lạnh lùng nói. Ba cái vấn đề này đủ để khám phá được bí mật trong lòng ta, bây giờ bị ngươi đều biết được, một câu nhận không được là có thể xong việc sao? Ngươi cũng biết ta hiện tại ở suy nghĩ trong lòng. Hàn Quân Đình nhìn hắn ánh mắt bất thiện, cắn môi nói. Ngươi nhất định muốn đập chiêu bài của Tinh Nguyệt trai ta. Nhưng ngươi yên tâm, thay khách nhân bảo thủ bí mật, đây là chuẩn tắc cơ bản nhất. Hắn dừng một chút, trầm tư nói. Ba cái vấn đề ta có thể miễn phí trả lời một cái, làm bồi thường. Lý Vân Tiêu chỉ là lạnh lùng nhìn nàng, không cổ họng không nói. Quỳ Hoa bà vạn phần cảnh giác, trên người nguyên lực cổ động. Nàng cũng đã nhận ra Lý Vân Tiêu lãnh ý, rất sợ đối với Quân Đình tiểu thư làm ra cái cử động gì tới, cẩn thận đề phòng. Hàn Quân Đình nói, một cái vấn đề trong đó, năm xưa bị hóa thần hải truy sát thuật luyện sư Phong Tử Kiệt đích xác không chết, hiện tại đã giấu kín ở trong Ba Kiền Sơn. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hàn quang lóe lên, chậm rãi gật đầu, nói. Được, mặt khác hai vấn đề liền ở lại chỗ này của ngươi, ta sẽ trở lại. Việc này chỉ có ngươi một người biết được, ngươi minh bạch ý của ta. Lý Vân Tiêu trực tiếp sử dụng lời của nàng, khiến trên mặt của Hàn Quân Đình ửng đỏ, cắn môi đỏ mọng nói. Yên tâm, Tinh Nguyệt trai đều không phải thương hội phổ thông, tín dự phải không dùng, cũng không cho phép chất vấn. Lý Vân Tiêu nói. Vậy là được, nếu là bởi vậy mang cho ta tới phiền phức, cũng đừng trách ta không biết thương hương tiếc ngọc. Sắc mặt hắn hơi rét, trực tiếp ở hai người nhìn soi mói. Liền xoay người rời khỏi Tinh Nguyệt trai. Trong mắt của Hàn Quân Đình tinh mang lóe lên, nói. Quỳ Hoa bà, ta phải biết rằng tư liệu của người này, toàn bộ tư liệu, một chút xíu cũng không có thể quên.
Quỳ Hoa bà bà gật đầu nói. Dạ, tiểu thư, chúng ta có muốn phái người đuổi kịp hắn hay không? Hàn Quân Đình lắc đầu nói. Không cần, người này cực kỳ khôn khéo. Hơn nữa ngay cả cửu tinh vũ đế uy áp đều hoàn toàn mất đi hiệu lực, thực lực tu vi của hắn là một mê đề, đánh trước xem tư liệu của người này đã. Sắc mặt của Quỳ Hoa bà dị thường xấu xí, lạnh lùng nói. Ta xem người này chắc là thân mang dị bảo nào đó, có thể chống đối uy áp lực, tuyệt không thể nào là tu vi có thể cùng lão thân sánh vai. Hàn Quân Đình nói. Trong thiên hạ kỳ năng dị sĩ không thể đếm hết, chúng ta không nên khinh thường người trong thiên hạ. Lý Vân Tiêu rời khỏi Tinh Nguyệt Trai, sau đó liền lên xe chỉ nam, hướng thành đông nơi nào đó đi. Căn cứ tư liệu trên Ngọc Giản ghi chép, Tân Duyên Thành thành lập chỗ tu luyện tuy rằng còn đang không ngừng mở rộng, nhưng năm ngoái cũng đã bắt đầu sử dụng, đồng thời hơn phân nửa tu luyện mật thất đã ở đây. Nếu Đinh Linh Nhi không ở trong thành, hắn dự định tùy tiện tìm một mật thất tu luyện nghỉ ngơi mấy ngày, đợi đấu giá hội bắt đầu. Hơn nữa Linh Nhi không ở cũng tốt. Lần đi Hồng Nguyệt Thành họa phúc khó liệu, để tránh khỏi chọc cho nàng lo lắng. Lý Vân Tiêu nội tâm thầm than một tiếng, không khỏi nhớ tới Lạc Vân Thường tới, cũng lộ ra vẻ buồn rầu. Đinh Linh Nhi mặc dù bị Đinh Sơn vây khốn, cũng vẫn là con gái của hắn, chí ít không có nguy hiểm tánh mạng. Mà Lạc Vân Thường còn lại là đến dung hợp Hồng Thạch, phiêu lưu cực lớn. Hai đời làm người, thiên hạ hiếm có địch thủ, nhưng Thủy Chung không thể bảo vệ người mình muốn phải bảo vệ. Trơ mắt nhìn cố nhân, bạn tốt, thân nhân, từng người rơi vào trong nguy hiểm, mà bất lực. Một loại tâm tình chán chường ở trong lòng lan tràn ra. Ai, có lẽ ta Thủy Chung đều là người một thất bại. Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, nhìn xe chỉ nam phồn hoa đại đạo, từ từ hòa tan nội tâm hắn tâm tình. Tinh Nguyệt Trai rốt cuộc là lai lịch ra sao? Một gã cửu tinh vũ đế tùy tùng. Chậc chậc, mặc dù là Bắc Minh Lai Phong cũng không có đãi ngộ như vậy. Trong thương minh quả nhiên nhiều kỳ nhân dị sĩ. Bảy đại thương hội bất luận một nhà nào muốn lực áp quần hùng, đều khó khăn quá lớn. Hàn Quân Đình, người còn nợ ta hai đáp án, đợi Hồng Nguyệt Thành chuyện xong, đó là ngày ta tới đòi lấy. Mấy canh giờ sau, xe chỉ nam rốt cục đi tới thành đông, toàn bộ địa thế bay thẳng đến hạ chuyển, hình như mặt đất bị móc đến ngàn mẫu không gian, một mảnh rộng rãi hiện ra ở trước mắt, vô số tất cả phòng lớn nhỏ ở xây ở bên trong. Chỗ phòng ốc này ngoại trừ tạo hình giản đơn mộc mạc ra, vị trí toàn bộ không quy luật, vô số, chừng hơn vạn chiếc. Trong Ngọc Giản ghi lại, phiến tu luyện thánh địa này chính là thành lập ở trên hai chỗ hai bên tương liên cực phẩm linh mạch, giống như tu luyện thánh địa, tương lai trong vòng 10 năm còn có thành lập được hai chỗ. Các loại đường cũng là quanh co khúc chiết, bốn phương thông suốt, trong đó mơ hồ giấu giếm trận pháp, nhưng quá mức phức tạp, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra mánh khóe. Thỉnh thoảng có võ giả ở trên khoảng không bay tới bay lui, trên người cũng không có tử quang vần quanh, nơi đây cũng không phải là cấm bay trên trời. Ở lối vào rộng rãi, có một cái nhà đơn giản kiến trúc, trên tấm biển có viết Tĩnh Nhã Thánh Địa bốn chữ lớn, thỉnh thoảng có võ giả ra ra vào vào. Lý Vân Tiêu thu hồi xe chỉ nam, bước đi vào bên trong, 20-30 người sắp hàng thành đội, đang đợi làm việc. Hắn thần thức quét một chút, những người này thực lực kém thật lớn. Không đồng nhất mà nói, chắc là võ giả từ các nơi mộ danh mà đến. Hắn cũng không động thần sắc vỗ vào phía. Ở giữa đại sảnh, một vài trận pháp 10 trượng chuyển động liên tục, năng lượng cuồn cuộn không ngừng cung ứng đi ra, duy trì mặt trên một thủy mạc thật lớn. Trong thủy mạc quang ảnh hoảng hốt bất định, nhưng vẫn là có thể thấy rõ nội dung trong đó, chính là Tĩnh Nhã Thánh Địa toàn cảnh đồ, mỗi một chỗ phòng ốc đều làm xong các loại màu sắc tiêu ký. Liếc nhìn lại. Tảng lớn đều là màu đỏ, chứng minh đã có người vào ở rồi. Còn có linh tinh làm đẹp trong đó lục sắc, cho thấy là mật thất tu luyện bỏ trống, rất có số rất ít hoàng sắc và màu đỏ hỗn loạn bên trong, đó là trung phẩm, thượng phẩm tu luyện mật thất đẳng cấp càng cao, linh khí càng dư thừa. Rất nhanh liền đến phiên Lý Vân Tiêu, nhân viên làm việc là một gã trung niên nam tử tu vi vũ quân trình độ, hai tay không ngừng ở trước người trên trận bàn đánh ra quyết ấn, ghi lại các loại tin tức. Bên cạnh bàn còn lại là chỉnh tề để từng hàng ngọc bài, dùng để đăng ký chi dùng. Chuyện gì? Trung niên nam tử không ngẩng đầu, trực tiếp mở miệng hỏi. Ta muốn thuê một chỗ tu luyện. Lý Vân Tiêu khai môn kiến sơn trực tiếp nói. Trung niên nam tử nhưng làm ra một bộ quyển trục, nói. Có ba đẳng cấp mật thất có thể cung cấp lựa chọn,
không có ngọn đỏ đã chứng minh còn trống, tự chọn một cái đi. Lý Vân Tiêu cầm lấy quyển trục mở ra, bày biện ra tới chính là trung ương trong thủy mạc quang ảnh, hoàn toàn giống nhau như đúc. Quanh thân quyển trục còn có một chút chữ nhỏ rậm rạp chằng chịt, giới thiệu tình huống cùng với giá cả của chỗ mật thất này. Phổ thông tu luyện mật thất, 10 triệu trung phẩm nguyên thạch một năm. Trung phẩm tu luyện mật thất, 1 ức trung phẩm nguyên thạch một năm. Thượng phẩm tu luyện mật thất, 100 ức trung phẩm nguyên thạch một năm. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngưng lại, chỉ vào trong địa đồ một chỗ địa phương hơi nhỏ, nói. Thế nào có một chỗ là màu tím? Trung niên nam tử lấy làm kinh hãi, lúc này mới tỉ mỉ quan sát một chút Lý Vân Tiêu, nói. Quyển trục này địa đồ là 10 vạn so với 1 tỷ lệ, người có thể thoáng chút tìm được trong đó duy nhất một chỗ tử phòng, có thể thấy được nhãn lực kinh người. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta đích xác tu luyện qua linh mục chi thuật. Trung niên nam tử gật đầu nói. Vậy khó trách, tử phòng là cực phẩm tu luyện mật thất, bình thường không đối với bên ngoài mở ra. Ngươi vẫn là chọn hoàng sắc hoặc giả màu đỏ đi. Không đối với bên ngoài mở ra. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Chỉ có thể người của Thương Minh sử dụng sao? Trung niên nam tử gật đầu nói. Coi là vậy đi, phải ở trong Thương Minh có cấp bậc nhất định, mới có thể được chỉ định sử dụng tử phòng, hơn nữa điều kiện cực kỳ hà khắc. Lý Vân Tiêu nói. Điều kiện gì? Trung niên nam tử nhướng mày, tựa hồ có chút bình tĩnh, nhưng vẫn là nhịn một chút, giải thích. Giá cả cực kỳ đắt, đồng thời một ngày Thương Minh có cần, sẽ phải tùy thời nhường ra gian nhà tới, đồng thời tiền thuê không lùi. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Ở nơi này là hà khắc, đây quả thực là bá đạo không gì sánh được, hành vi lưu manh, không có nửa điểm khế ước tinh thần. Phía sau hắn một gã nam tử mở miệng nói rằng. Ai? Tiểu huynh đệ, người mới tới, cực phẩm mật thất linh khí là nhiều hơn gấp 10 lần thượng phẩm mật thất, coi như là trong 7 đại siêu cấp thế lực tu luyện thánh địa, cũng sẽ không so với nơi đây mạnh hơn. Đừng nói điều kiện hà khắc bá đạo như vậy, coi như lại hà khắc bá đạo gấp 100 lần, chỉ cần có cơ hội và điều kiện, vẫn là rất nhiều người tước nhọn đầu muốn đi vào. Trung niên nam tử lạnh lùng châm chọc nói. Nghe thấy được chứ, bá đạo thì như thế nào, đây là Tân Duyên Thành, là Tĩnh Nhã thánh địa. Phải tuân thủ Thương Minh quy củ. Buôn bán chú ý tự do, người có thể lựa chọn không thuê. Huống hồ, đây cũng không phải là người có thể tùy tiện mướn, chỗ tử phòng này đã là một gian cực phẩm tu luyện mật thất cuối cùng rồi. Lý Vân Tiêu cũng là lấy làm kinh hãi, chênh lệch gấp chục lần, trực tiếp phản ứng ở trên tu luyện, chính là tốc độ gấp 10 lần, điều này cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên điểm, thảo nào sẽ có phụ gia điều kiện bất cận nhân tình như thế. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài tới đẩy tới, nói. Có thứ này, có thể mướn tử phòng hay không? Trung niên nam tử sửng sốt, sau đó nhíu vãng trên lệnh bài kia nhìn lại, mạnh lấy làm kinh hãi, thần thái một chút trở nên cung kính, nói. Nguyên lai các hạ là Vạn Bảo Lâu quý khách, vừa rồi ta thất kính, xin hãy tha lỗi. Lý Vân Tiêu lấy ra, chính là lệnh bài Giang Tu Chân cấp cho hắn. Không sao cả, tử phòng ta có thể mướn sao? Trung niên nam tử gật đầu nói. Có lệnh bài kia, đương nhiên có thể, bất quá. Lý Vân Tiêu nói. Bất quá cái gì, cứ nói đừng ngại. Trung niên nam tử có chút lúng túng nói. Ta đây liền nói thẳng, các hạ lệnh bài đích xác có thể chỉ định thuê tử phòng, nhưng đây là có thể thuê tử phòng quý khách bài chung, thấp hơn thấp nhất một loại, là đệ ngũ đẳng. Nếu có người giữ đẳng cấp cao hơn tới nói, chúng ta sẽ ưu tiên mời đệ ngũ đẳng cấp quý khách nhường ra tử phòng. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Ý tứ là, chỉ cần có người tới thuê tử phòng, ta sẽ phải nhường lại. Trung niên nam tử gật đầu nói. Đúng thế, bởi vì các hạ là người cuối cùng vào ở, hơn nữa là đệ ngũ đẳng cấp. Phía sau tên nam tử kia vẻ mặt hâm mộ nói. Dù cho chỉ có thể đợi mấy ngày cũng đáng a, nếu là huynh đệ ngươi không vui, không bằng đem cái chỉ tiêu này nhường cho ta làm sao. Lý Vân Tiêu nói. Vậy thuê gian này đi. Hắn vốn cũng đợi không được bao lâu. Trung niên nam tử nói. Tử phòng thuê ít nhất một tháng, 50 ức trung phẩm nguyên thạch. Lý Vân Tiêu nhíu mày một cái, cũng không có quá nhiều biểu tình, hắn thân mang cực phẩm Đông Hải Vương cung linh mạch, chút nguyên thạch ấy cũng không coi vào đâu. Giao dịch xong, trung niên nam tử lăng không một chảo, liền một khối tử ngọc rơi vào trong tay, đánh ra mấy đạo pháp quyết bay vào bên trong, đưa cho Lý Vân Tiêu. Nói.
phía trên này có kim đồng hồ, các hạ thu xong. Lý Vân Tiêu tiếp nhận vừa nhìn, trên ngọc bài đích xác có một quả tế tế xích hồng sắc châm tuyến, chỉ hướng Tĩnh Nhã Thánh Địa nơi nào đó. Phía sau tên nam tử kia nhìn chằm chằm tử bài, nuốt xuống nước bọt, nói. Huynh đệ, mang theo ta cùng nhau đi, ta chỉ đả tọa, tuyệt sẽ không quấy nhiễu ngươi tu luyện. Nam tử vẻ mặt tha thiết và thảo hảo cười quyến rũ. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn, nói. Thói quen độc lai độc vãng, xin lỗi. Không đợi đối phương trả lời, thân ảnh của hắn lóe lên, đã tiêu thất ở trong đại sảnh. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở bầu trời của Tĩnh Nhã Thánh Địa, trên tử ngọc bài đỏ đậm trường tuyến nhắm thẳng vào tiền phương. Theo kim đồng hồ bay một trận, thấy một cái phòng ốc nhô ra ở trên sườn núi nhỏ, không có bất kỳ tiêu ký, cùng bốn phía kiến trúc hoàn toàn như nhau. Lý Vân Tiêu bay hạ xuống phía dưới, trong tay tử ngọc bài đánh ra. Ngọc bài bốn phía nhiễu ra một vòng tử quang, bay thẳng hướng phòng ốc. Không trung hoàng động liễu nhất hạ, một kết giới chi lực lóe lên ra, lập tức lại không nhập hư không. Mặt trên tử ngọc bài quang mang giảm mạnh, bay trở về đến trong tay Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đi phía trước bước ra một bước, thân ảnh liền hốt hoảng, thoáng chút đã tiêu thất ở trước nhà. Trong phòng cũng không rộng rãi, một chiếc bàn đá và mấy cái băng đá, chất liệu đều là lục nhạt xanh ngọc. Ở góc tường còn bày đặt một chiếc giường cũng làm bằng ngọc. Đối diện chiếc giường còn lại là một cái cửa khác, trên đó viết tu luyện mật thất. Một chút đi vào bên trong, nhất thời cảnh sắc biến đổi, cả người xuất hiện ở trong hoàn cảnh một mảnh thanh sơn lục thủy, trời xanh mây trắng, xanh biếc úc thông thông, nước chảy róc rách. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ nhúc nhích, mở ra bàn tay, khối tử ngọc bài kia xuất hiện ở trong tay, mặt trên một tầng ánh sáng nhạt nhộn nhạo lên, hiện ra cửu quang đoàn. Một cái quang đoàn trong đó thanh màu xanh biếc sáng rõ. Lý Vân Tiêu tùy tiện hướng phía một đoàn ánh sáng màu vàng điểm xuống đến, nhất thời bốn phía cảnh sắc biến đổi, đất cằn ngàn dặm, lộ ra cát vàng, liệt dương nhô lên cao, nhiệt độ chợt đề thăng. Hắn nhất thời minh bạch đứng lên, cửu thải quang đoàn này, đó là chín loại hoàn cảnh điều khiển đầu mối then chốt. Trong lòng không khỏi khiếp sợ, thảo nào giá cả của tử phòng này lại cao như thế, đích thật là vật có giá trị. Mà vô luận loại hoàn cảnh tràng cảnh nào, duy nhất không thay đổi chính là linh khí độ dày, cuồn cuộn không ngừng từ phía dưới tuôn ra, hình như đặt trên linh mạch chi nhãn, không ngừng có linh khí bắt đầu phun trào. Lý Vân Tiêu hướng phía một hắc sắc quang đoàn điểm xuống, nhất thời đưa thân vào một mảnh đen kịt bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời. Trong tròng mắt của hắn nguyệt đồng nổi lên, ngóng nhìn khắp nơi đi, nhất thời xem thấu hư không, toàn bộ ảo cảnh bản thể đó là một trận pháp trong mật thất diễn hóa ra. Hơn nữa tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, cũng không có cái vấn đề khác, lúc này mới thu hồi nguyệt đồng. Đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, lộ ra vẻ giật mình, nơi mi tâm một đạo lục mang hiện lên, một đoàn thanh sắc quang đoàn hiện lên ở trước người, trên dưới chìm nổi không ngớt. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Tiểu Thanh, ngươi hoàn toàn tốt rồi. Một đạo thanh âm lo lắng từ trong quang đoàn vang lên, dần dần hóa ra thân ảnh mơ hồ của Tiểu Thanh, không ngừng rõ ràng. Chiều uống cây mộc lan chi trụy lộ hề, tịch san thu cúc chi hoa dụng. Lãm mộc cây lấy kết chỉ hề, quán tiết lệ chi rơi nhị. Tiểu Thanh bộ dáng thanh tú thoát tục, một bộ chính khí thanh dung, anh khí bức người, không chỉ có khí thế trên người cùng lúc trước tuyệt nhiên bất đồng, hơn nữa nơi mi tâm sinh ra một tử sắc ký hiệu nhàn nhạt, lóe lên mà một. Lý Vân Tiêu đột nhiên cả người run lên, hình như có một đạo điện lưu trong nháy mắt xuyên khắp toàn thân. Toàn bộ lỗ chân lông thoáng chút toàn bộ tê dại, nhịn không được đánh một giật mình. Hắn hoảng sợ phát hiện nơi mi tâm của mình cũng là một đạo tử mang ở chớp động liên tục, sau đó hóa thành một đạo tử sắc ký hiệu, từ từ chìm vào trong cơ thể, cuối cùng huyền ở trên đan điền, biến thành một hạt gạo màu tím, quang hoa mất hết. Hạt gạo màu tím kia tuy rằng thoáng cái đã yên lặng đứng lên, lại lộ ra một cổ khí tức hủy thiên diệt địa, khiến kẻ khác cực kỳ sợ hãi. Tiểu Thanh nói. Ta xem ngươi tu luyện không kém lôi hệ thần thông, do đó ở bên trong cơ thể ngươi chôn xuống một quả tử lôi mầm móng, xem như trả lại một nhân tình của ngươi. Lý Vân Tiêu cả người đại chấn, hắn tự nhiên minh bạch tử lôi mầm móng này có ý nghĩa ra sao, một chút giật mình có chút chưa tỉnh hồn lại. Tiểu Thanh chân mày cau lại, nói. Thế nào, ngươi cảm thấy nhân tình này không được? Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Làm sao sẽ không được, vượt quá xa nhân tình giới.
chỉ là để ta quá mức giật mình và chân tay luống cuống rồi. Hắn nhìn Tiểu Thanh một cái, hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của hắn, trong lòng kinh hãi nói. Tiểu Thanh, người đã đạt được chân linh cảnh giới sao? Tiểu Thanh vùng xung quanh lông mày thư giãn ra, nói. Giá trị liền được, như vậy ta cũng chỉ nợ ngươi một cái nhân tình. Về phần tu vi cảnh giới của ta, còn cũng không phải thập phương cảnh, dưới phiến bầu trời này đã rất khó đột phá đến thập phương thần cảnh rồi. Vì sao? Lý Vân Tiêu thốt ra, đây là hắn vẫn muốn hiểu rõ. Bởi vì thiếu khuyết quy tắc. Tiểu Thanh nói. Võ đạo một đường, từ nhất nguyên cảnh bắt đầu, nhị phân, tam tài, tứ tượng, cho đến cửu thiên vũ đế, mỗi một bước đều phải cảm ngộ thiên địa quy tắc, cổ động tự thân võ ý đạo quả, mà thập phương cảnh thiên địa quy tắc, từ lâu đã tiêu tán vô tung, vô pháp cảm ngộ, dĩ nhiên là vô pháp thành thần. Thập phương cảnh thiên địa quy tắc. Lý Vân Tiêu thất kinh, kềm chế nội tâm kinh hãi, nói. Nếu là trong thiên địa quy tắc chi lực, làm sao sẽ đột nhiên không có? Chân mày của Tiểu Thanh cau lại, nói. Việc này ta cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng nhất định phát sinh qua biến cố to lớn gì. Lý Vân Tiêu hỏi lần nữa. Như vậy dưới phiến bầu trời này, còn có khả năng thành thần sao? Tiểu Thanh suy nghĩ một trận, nói. Đương nhiên, làm ất mộc chi linh ta, lại thu nạp tử lôi thiên kiếp, có thể trực tiếp đột phá võ đạo gông cùng xiềng xiếc, bước vào trong thần cảnh. Ngũ hành chi linh. Có lẽ là hiện nay dễ dàng nhất bước vào thần cảnh, bởi vì trong ngũ hành, cũng đã bao hàm toàn bộ quy tắc lực, chỉ cần mình lĩnh ngộ là được. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, nói. Ngươi ở đây kéo cửu hận sao? Ta chỉ là ta. Tiểu Thanh lo lắng nói. Lời của ngươi, vậy thật khó rồi. Chí ít xác suất bước vào thần cảnh, muốn lớn hơn ngươi đấy. Con yêu quái kia, vì sao? Lý Vân Tiêu thốt ra, có chút không dám tin tưởng. Ngươi đã nói khó, vậy khẳng định vẫn có cách. Tiểu Thanh nói. Ta trước đó đã nói qua, sở dĩ không thể thành thần, là bởi vì trong thiên địa thiếu khuyết quy tắc. Chỉ cần có thể tìm ra quy tắc chi lực, đồng thời cảm ngộ hoặc giả luyện hóa, là có thể bước ra một bước cực kỳ trọng yếu. Lý Vân Tiêu đột nhiên trong lòng khẽ động, hắn tự hồ hiểu vì sao Diệp Nam Thiên lưu lại trong ghi chú, muốn đi tìm kiếm di thất không gian. Chẳng lẽ tại nơi cùng với thiên địa cô lập di thất không gian, vẫn tồn tại thần cảnh quy tắc. Tiểu Thanh lắc đầu nói. Cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng ta biết đâu nhất định tồn tại thập phương thần cảnh quy tắc chi lực. Ở đâu? Lý Vân Tiêu cả người đại chấn, trong tròng mắt tuôn ra tinh mang, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thanh, thần sắc dị thường khẩn trương. Tiểu Thanh cười nhạt một tiếng, nói. Đó là trong thánh khí. Không nên giật mình, bản thân ngươi chính là thuật luyện sư, hẳn là so với ta càng có thể minh bạch trong đó. Bên trong mỗi một đẳng cấp huyền khí tất nhiên phải dung nhập đẳng cấp quy tắc chi lực, cùng với thuật luyện sư tự thân đối với trong khí lĩnh ngộ. Lý Vân Tiêu lăng nói. Điểm ấy ta minh bạch, nhưng là một gã võ giả, không có khả năng từ bên trong huyền khí lĩnh ngộ quy tắc ra đi. Mặc dù là ta, cửu giai thuật luyện sư khác luyện chế ra tới huyền khí, muốn cho ta từ đó lĩnh ngộ quy tắc và khí lý, cũng là việc rất khó. Tiểu Thanh cười nói. Hai chữ này. Đó là đấu loại vô số cường giả phân thủy lĩnh. Cho nên ta nói thương so với ngươi càng có cơ hội hơn, bởi vì từ mấy vạn năm trước hắn liền hiểu được cái then chốt này, do đó đem chính mình phong ấn, dùng 5 tháng khá dài đến cảm ngộ quy tắc chi lực trong hồn thiên nghi. Nhìn Lý Vân Tiêu biểu tình khiếp sợ, Tiểu Thanh tiếp tục nói. Về phần hắn đã đến trình độ nào ta không rõ ràng lắm, nhưng mấy vạn niên công, mặc dù thiên tư ngu dốt đi nữa, cũng tất nhiên đi ở đằng trước ngươi rồi. Còn có năm đó Diệp Nam Thiên, đích thật là thiên cổ kỳ tài, đáng tiếc sinh không gặp thời. Tiểu Thanh có chút cảm khái nói. Hắn tập thiên hạ tài nguyên luyện chế nặc á chi thuyền, muốn biết ra một kiện thánh khí chân chính, trợ giúp chính mình cảm ngộ thần cảnh quy tắc. Đáng tiếc a, không có thần cảnh quy tắc, làm sao có thể luyện chế ra thánh khí đây? Hắn cuối cũng là hiểu được điểm ấy, chỉ có thể là thất bại trong gang tấc. Lý Vân Tiêu kinh hãi dị thường. Đồng thời đem tin tức trực tiếp truyền đạt cho Diệp Phàm, Diệp Phàm cũng là toàn thân đại chấn, trên mặt thần sắc biến hóa bất định. Tiểu Thanh nói, ngoại trừ ngũ hành chi linh ra, dưới phiến bầu trời này có khả năng một bước vào thập phương thần cảnh, liền là các ngươi đám cường giả này có được thánh khí. Do đó hảo hảo quý trọng đi, tao niên. Thần sắc của Lý Vân Tiêu dị thường phức tạp, hỏi lần nữa.
ngươi có từng nghe qua cách nói thiên thánh khí chưa? Tiểu Thanh cả người chấn động, nguyên bản lạnh nhạt mặt thoáng cái trở nên kinh hãi đứng lên, cả kinh nói thiên thánh khí ngươi nghe ai nói? Lý Vân Tiêu nhíu mày, nói. Ta là từ trên một quyển sách cổ nhìn xem được, nghe nói thiên thánh khí là một loại tồn tại còn giỏi hơn thánh khí. Thần sắc trên mặt của Tiểu Thanh mấy lần, tựa hồ có chút không tin, con người hơi co lại, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu một hồi. Nhưng đích xác nhìn không ra đầu mối gì, không thể làm gì khác hơn là nói rằng. Ta không biết ngươi xem là sách cổ gì, nhưng đây chính là chuyện bí mật, thứ cho ta vô pháp tiết lộ quá nhiều. Hắn dừng một chút, nói. Nhưng nếu như ngươi vận dụng một lần nhân tình ta nợ ngươi, ta có thể không giữ lại chút nào đem tất cả ta biết được có liên quan tới thiên thánh khí báo cho ngươi biết. Lý Vân Tiêu nói. Vẫn là thôi đi, một vị cường giả như ngươi vậy lập tức sẽ bước vào thần cảnh, nợ nhân tình há có tiện nghi như vậy. Tiểu Thanh ngượng ngùng cười, nói. Đã như vậy, vậy liền giữ đi, khi cần ta giúp đỡ, tùy thời tìm ta. Trong mai tử lôi mầm móng để lại một luồng khí tức của ta. Tùy thời có thể tìm được ta, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Lý Vân Tiêu cả kinh, nói. Ngươi phải đi, không bằng liền ở lại trong giới thần bi của ta tu luyện được rồi, bên trong linh khí không thấp hơn so với bên ngoài, huống hồ hảo hữu của ngươi Tiểu Ngô cũng ở trong đó. Hừm, Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng, nói. Tiểu Ngô bị ngươi ép đủ thảm rồi, ta khả không muốn trở thành người thứ hai. Ta mặc dù đối với quy tắc lĩnh ngộ ở trên cửu tinh đỉnh phong, nhưng võ đạo lĩnh ngộ cực yếu, phải tiến thêm một bước để thăng chính mình. Lúc trước trên yêu nguyên cho nên ta sẽ ra tay cứu thương, chính là vì ngày hôm nay. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Hồn thiên nghi. Không sai. Tiểu Thanh gật đầu nói. Yêu tộc thánh khí hồn thiên nghi, có thể thôi diễn võ đạo, cho đến tới hạn, đối với ta mà nói, là cực kỳ thích hợp, liền từ biệt tại đây. Không đợi Lý Vân Tiêu trả lời, thanh quang lóe lên. Tiểu Thanh cả người đã triệt để tiêu thất ở trong mật thất. Lý Vân Tiêu ngẩn ra, muốn giữ lại, nhưng đã nhận biết không được khí tức của đối phương. Tiểu Thanh thời khắc này tu vi đã vượt ra khỏi hắn lý giải, chính là thực sự có thể trở thành người thứ nhất trong vô số năm qua bước vào thần cảnh cường giả cũng nói không chừng. Lý Vân Tiêu thở dài một cái, liền rơi vào trầm tư. Lần này lấy được tin tức thật sự là quá trọng yếu, vô số năm không có thần cảnh cường giả xuất hiện. Nguyên nhân đúng là thập phương quy tắc tiêu thất. Hắn luôn cảm thấy trong đó không đơn giản, nhưng chuyện xa xôi như thế, cũng thăm dò không ra nhân quả, kế sách hiện nay, chỉ có từ trên giới thần bi nghĩ biện pháp rồi. Thổn thức sau một lúc, hắn liền bắt đầu tĩnh ngồi xuống, chuyên tâm tu luyện. Từ sau khi bước vào thất tinh vũ đế, trong cơ thể cần nguyên lực tích lũy, như là một vực sâu không đáy, thế nào đều không bổ sung đầy được. May mà ở Đông Hải chiếm được số lớn thiên tài địa bảo, mỗi ngày không ngừng nuốt chửng, rốt cục ở thần mộc thế gia ăn được trái cây này, đã nhận được một chút tiến bộ, trong mơ hồ có dấu hiệu hướng tới thất tinh trung giai rảo bước tiến lên. Lúc này mới có thể khiến Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, cũng là nguyên nhân để hắn ở thần mộc thế gia tâm tình thật tốt. Bởi thân mang công pháp quá nhiều hơn nữa thuật, thể lưỡng đạo đồng thời tu luyện, càng lên cao thì càng khó, vẫn luôn sợ chính mình tu luyện ra vấn đề tới. May mà con đường này kiếp trước đã đi qua, chỉ là hiện tại thể thuật tiêu hao lực lượng quá lớn, có thể khiến mỗi một giai tấn cấp cần nguyên lực tích lũy, đều phải gấp mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần cho người khác. Tu luyện gian nan như vậy, mang tới chỗ tốt cũng là rõ ràng, đó là trong vòng cùng giai hoàn toàn không có địch thủ. Hắn lúc này trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên Đông Hải mạch khoáng, vô số linh khí hầu như ngưng tụ thành trạng thái cố định phấn lạp, vãng trên người hắn vò tới. Như là một mảnh trắng xóa yên vụ, hoàn toàn nhìn không thấy bóng người. Một hít một thở trong lúc đó phun ra nuốt vào linh khí, cũng là cùng giai nhiều gấp 10 lần. Đột nhiên vạn đạo kim quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, thân thể dị tượng hiện lên ở trên bầu trời, Lý Vân Tiêu toàn thân hóa thành pháp tướng kim thân, ba khuôn mặt đều là trang nghiêm túc mục, sáu cái cánh tay không ngừng bấm tay niệm thần chú. Chính diện pháp thân tương mặt trên mang theo dáng tươi cười, tường hòa dễ thân. Bên cạnh còn lại là biểu tình nhăn nhó, khuôn mặt trực tiếp tiêu nghỉu xuống, phía bên phải một mảnh băng lãnh, như là bao phủ một tầng sương lạnh. Trên người khắp bầu trời kim quang đột nhiên thoáng cái đều tiêu thất, ma khí đen kịt trở mình lăn ra đây, trên da thịt trơn chuột như ngọc xuất hiện từng đạo ma văn cổ quái, ba mặt khuôn mặt cũng toàn bộ đầy, nhưng thần sắc không thay đổi. Sau đó một đạo mơ ảnh đen kịt đánh xuống,
chân ma pháp tướng ở sau người hiển hóa đi ra, đồng dạng là ba đầu sáu tay, hai tay ở trước người bấm tay niệm thần chú, phía sau trên bốn cái cánh tay đều nắm một kiện binh khí hư ảnh. Sau một khắc, bốn cái cánh tay dương lên, binh khí hư ảnh tiêu thất, cũng nhanh chóng bấm tay niệm thần chú đứng lên. Một đạo ma nguyên chi hoàn màu đen ở bốn phía chân ma cự linh hiện lên, chậm rãi lưu chuyển, trên dưới chìm nổi. Bên trong ma nguyên chi hoàn bắt đầu khởi động ra ngập trời ma khí, còn có sáu món binh khí hư ảnh, chìm nổi bên trong, tản mát ra khí tức kinh khủng. Ba mặt pháp tướng của Lý Vân Tiêu bỗng nhiên con người hé ra, toàn bộ thần thái đều là trở nên ngưng trọng và sẳng giọng. Ba đạo khuôn mặt của phía sau chân ma cự linh cũng chậm rãi mở, toàn bộ hóa thành dáng dấp của Lý Vân Tiêu, chính tiền thân cánh tay bấm tay niệm thần chú thoáng chút buông ra, tay phải mạnh giơ lên hướng tới trong ma nguyên hoàn chộp tới. Ầm ầm, bầu trời một chút vang dội, ở xung quanh cánh tay không gian kia trở nên cực kỳ mơ hồ, tựa hồ có một loại áp lực khó có thể thừa nhận xuất hiện. Trên cánh tay kia ma khí ngập trời tuôn ra, không ngừng tiêu tán trên bầu trời. Ba cái khuôn mặt của chân ma cự linh cũng dần dần vặn vẹo, đồng thời hét lớn một tiếng, cánh tay rốt cục tham nhập bên trong ma nguyên hoàn, hướng phía một đạo hư ảnh trong đó chộp tới. Ầm ầm, đạo hư ảnh kia là một mặt tấm chắn, bị chân ma cự linh nắm trong tay, run rẩy một cái, như là có sống mệnh giống nhau, bỗng nhiên nhảy lên, tựa hồ muốn bắt đầu ngưng thật. Ầm ầm, đột nhiên một chút nổ lên, cánh tay nắm tấm chắn đột nhiên nghiền nát ra, toàn bộ ma nguyên hoàn cũng theo đó tan vỡ, khắp bầu trời ma khí loạn vũ. Phốc, Lý Vân Tiêu mạnh mẽ phun ra một búng máu, sáu cái cánh tay vội vàng quyết ấn biến đổi, chân ma cự linh nhất thời một chút tản ra. Trên người của hắn hắc sắc ma văn cũng một chút xíu thối rơi, thu hồi pháp tướng kim thân, biến trở về trạng thái phổ thông. Khóe miệng còn mang theo vết máu nồng nặc, trong mắt vẻ kinh hãi càng khó diễn tả được, sáu đạo ma binh hư ảnh hắn cũng sử dụng số lần đếm được rõ ràng, tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể hiểu được. Mà vừa rồi nắm mặt tấm chắn hư ảnh, muốn đem nó ngưng thật, lại là một loại cảm giác sợ hãi vô pháp nói ra. Dường như muốn đem cả người hắn thôn vệ đi vào giống nhau. Sẽ ở đó loại cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân, Lý Vân Tiêu cả người đều bị chế trụ, không chỉ có vô pháp nhúc nhích, ngay cả một cái ý niệm trong đầu đều không sản sinh ra được tới, có loại cảm giác sống sờ sờ bị nuốt sống rơi. Sắc mặt của hắn dị thường tái nhợt, hiện tại đều còn có một loại cảm giác sợ hãi run rẩy. May mà chân ma cự linh tại chỗ tan vỡ, bằng không một ngày ngưng thật sáu đạo ma binh. Bây giờ có thể sống hay không đều cũng chưa biết. Ngưng luyện thập phương quy tắc ý thánh khí, mình cũng vô pháp lĩnh hội, thứ này còn ở trên thánh khí gì đó, đích xác cũng không phải bây giờ ta có thể đủ tiếp xúc. Lý Vân Tiêu ổn định một chút tâm thần, liền bắt đầu điều tức dưỡng thương đứng lên. Trên đan điền tử lôi mầm móng tựa hồ nhảy lên một cái, khiến hắn cả người run lên. Nguyên bản lờ mờ không ánh sáng mặt ngoài mầm móng, tựa hồ nhiều dớ một chút sáng bóng, thần thức đảo qua. Đồng dạng là thấy lạnh cả người xông lên đầu, thân thể lần thứ hai run rẩy lên. Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu, chỉ cảm giác mình trên người khắp nơi đều là đồ vật nguy hiểm, chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ triệt để xong đời. Hắn thoáng điều tức một chút, sau đó cũng không có tâm tư nhập định, thần niệm khẽ động, huyền lôi kinh vân giống liền xuất hiện ở trước người. Con yêu thú này cả vật thể kim hoàng sắc, một mảnh lôi quang sáng quắc, uy phong lẫm lẫm. Quay về phía hắn khẽ gầm nhẹ một tiếng đứng lên, tựa hồ đang khoe khoang thực lực của chính mình đã tăng nhiều. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười, nói. Chút thực lực ấy còn chưa đủ để xem. Huyền lôi kinh vân giống khuôn mặt không phục, thấp giọng gào thét, còn không ngừng bắn ra lôi điện đã hướng phía trên người của Lý Vân Tiêu kích bắn đi. Lý Vân Tiêu cười, lôi điện này tự nhiên không thể tổn thương hắn, khẽ cười nói. Thế nào, không phục. Mi tâm của hắn lóe lên. Một đạo lôi quang nhất thời bắn qua đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 80.